chào các thính giả thân mến, trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình, đó là thông điệp của vũ trụ gửi đến chúng ta rất có duyên, còn chờ gì nữa mà bạn không bấm một like để ngày mai trúng số, cho một chia sẻ gia đình vui vẻ, sức khỏe dồi dào, làm việc gì cũng thuận buồn xuôi gió, cảm ơn bạn, mời bạn bắt đầu nghe truyện 661, Người gây họa người nào? Hai càng, tác giả, bảo trang thành, phanh, một tiếng vang lớn, dùng dập tiếng thắng xe. Hạ Hiểu Lan liều mạng đoạt tay lái, làm xe phương hướng lệch khỏi quỹ đạo đụng vào bên đường dây điện cọc, đối phương xe tác đụng phải Khang Vĩ xe hữu phía sau. Khang Vĩ đầu thật mạnh đánh vào tay lái thượng, Hạ Hiểu Lan nghe được kính trắng gió toái thanh âm, nàng theo bản năng nhắm mắt lại, giơ tay che ở trước mặt, có mảnh nhỏ trát ở trên tay nàng, Khi một khắc, nàng là không cảm giác được đau. Trong đầu trời đất quay cuồng, thấy Khang Vĩ che lại cái trán, đau người đều cuộn tròn. Khang Vĩ, Khang Vĩ hạ hiểu lan là vô ý thức lẩm bẩm nói nhỏ đầu choáng váng cùng ù tai ý thức căn bản vô pháp khống chế chính mình hành vi nàng nghe thấy được có người thét chói tai sau đó có người kéo ra cửa xe đem an toàn của nàng mang cởi bỏ đem nàng từ trên chỗ ngồi ôm đi xuống hạ hiểu lan dùng sức giơ tay chỉ vào khang vĩ cứu hắn mí mắt thực trọng đứng trên mặt đất lung lay đối phương giống như đang hỏi nàng có hay không sự hạ hiểu lan chỉ có thể chỉ vào khang vĩ nàng nhìn Khang Vĩ bị người từ trong xe giá ra tới, Khang Vĩ đầy mặt đều là huyết, Hạ Hiểu Lan liền đi đường đều là chân mềm, không được, nàng không thể ngã xuống, Khang Vĩ còn không có được đến hữu hiệu cứu trị, nơi này ly nội thành bệnh viện khá xa, ở trên đường trì hoãn hạ, ai biết Khang Vĩ thương tình như thế nào, nàng không thể đem hy vọng đều ký thác ở người gây họa lương tâm thượng, Hạ Hiểu Lan biết có người đỡ nàng, nàng sợ đến chính mình trên tay pha lê ra, Hạ quyết tâm liền hướng thịt đè đè đau đớn làm nàng hơi chút thanh tĩnh chút, cứu hắn. Đưa hắn đi bệnh viện, vừa rồi cái loại này hỗn độn choáng ván cảm giác thoát khỏi điểm, phía trước nàng cảm thấy chính mình linh hồn bị nhốt ở thể xác trung, liều mạng hò hét người khác cũng nghe không đến nàng thanh âm, lúc này đây Hạ Hiểu Lan có thể nghe thấy chính mình thanh âm, nàng dùng hết toàn thân sức lực phát ra thanh âm, kỳ thật so con mũi đại điểm, nhưng người bên cạnh cuối cùng nghe rõ, cứu, đưa bệnh viện, ngươi cũng chạy nhanh lên xe chính là đụng phải chiếc xe kia. Gây chuyện tài xế bị đuổi xuống dưới, thay đổi những người khác thường, khang vĩ xe ghế sau đều ao hãm, này chiếc xe giống như chỉ có điểm tiểu sát quải, Hà Hiểu Lan bị người đỡ lên xe thời điểm tưởng, đây là siêu xe cùng bình thường xe khác biệt, đâm nàng cùng khang vĩ, là một chiếc đen như mực Bentley. Ở 85 đầu năm, toàn bộ bằng thành đầu đường khả năng đều tìm không ra mấy chiếc siêu xe, Hà Hiểu Lan nỗ lực tránh thoát người khác nâng, nàng phát hiện Khang Vĩ bị đưa đến một khác chiếc xe thượng, này nguyên lai like vẫn là một cái đoàn xe, ta muốn cùng hắn cùng nhau, tính, đem hắn nâng lại đây, Hạ Hiểu Lan thái độ kiên quyết, đối phương cũng chỉ có thể phục tùng, nàng cùng Khang Vĩ bị phóng tới cùng chiếc xe thượng, nàng liền ngồi ở Khang Vĩ bên cạnh, Khang Vĩ trên đầu bị người cuốn lấy mảnh vải, đã có người thấy hắn khẩn cấp xử lý quá miệng vết thương. Nhưng hắn trên người dính huyết đem ghế sau sofa bọc da làm cho giống hung án hiện trường. Đen ly xe là màu đen, da tòa lại là tuyết bạch sắc, dưới chân còn phô thật dày mau cái đệm, mảnh vải triền không được, huyết còn ở ra bên ngoài chảy ra. Khang Vĩ Khang Vĩ, ngươi không thể ngủ, Khang Vĩ mí mắt giật giật, không có thể mở, người còn có tiếng trên rỉ. Hạ Hiểu Lan cuối cùng hơi chút yên tâm điểm, người còn sống, chỉ cần tồn tại liền hảo, đưa đại bệnh viện, không cần tiểu phòng khám, không cần vệ sinh viện. Chúng ta có tiền. Trong tiệm vừa mới kết toán chia hoa hồng, Hạ Hiểu Lan trên người đích xác có không ít tiền mặt. Siêu xe chủ nhân hẳn là không thiếu tiền, Hạ Hiểu Lan vì phòng vạn nhất, thăng thăng chính mình có tiền, xe khai bay nhanh. Vừa rồi cái loại này tai nạn xe cộ là tiểu xác xuất sự kiện, 85 năm đường cái thượng sẽ không quá đổ, cũng không có một người tiếp một người đèn xanh đèn đỏ chậm trễ thời gian, sai thân mà qua chỉ có vận chuyển kiến trúc các đá xe vận tải, có người chuyển qua địa vị, không cần khẩn trương lập tức liền đến bệnh viện, thanh âm quái quái, Dương Thành người cùng Hong Kong người ta nói tiếng phổ thông đều có này giọng, Hong Kong người khẩu âm càng trọng, Hạ Hiểu Lan đầu không có choáng váng, nàng nói cho chính mình không thể hoãn, nếu nàng bình tĩnh không xuống dưới, chẳng phải là đem quyền chủ động giao cho người khác, tay nàng vẫn là ở rung, ù tay biến mất, tầm mắt cũng rõ ràng, sau đó nàng liền phát hiện trước tòa quay đầu lại đây nói chuyện, rõ ràng là Đỗ Triệu Huy. Đỗ Triệu Huy là tai nạn xe cộ người gây họa nghĩ đến vừa rồi mạo hiểm, Hạ Hiểu Lan hận không thể hai bàn tay ném đến đổ triệu huy trên mặt, nếu nàng không đem tay lái cướp cấp đánh công, đối phương xe đầu đụng vào chính là nàng cùng Khang Vĩ nơi phía trước, Benly đâm Khang Vĩ xe, ai thắng ai thua còn dùng nói sao, nếu không liền nàng biến thành bánh nhân thịt, nếu không liền nàng cùng Khang Vĩ cùng nhau bị đâm thành bánh nhân thịt, đổ triệu huy trên người bạch tây trang dính đầy huyết, Hạ Hiểu Lan thanh âm nhẹ ngào. Cảm ơn đổ thiếu gia không giết chi ân, Hạ Hiểu Lan chính lời nói phản nói, Đỗ Triệu Huy một câu biện giải nói đều nói không nên lời, tài xế là mới tới, dùng không có phía trước tài xế thuận tay, Đỗ Triệu Huy cũng không biết xe như thế nào xông thẳng hướng liền đụng phải, nơi đó thật là cái giao lộ, tầm mắt có che đậy, nhưng cũng cùng tài xế giảm tốc độ không đủ có quan hệ, hắn lúc này có thể nói cái gì, đối mặt Hạ Hiểu Lan châm chọc, Đỗ Đại Thiếu Gia chỉ có thể cúi đầu, thực xin lỗi, sở hữu trị liệu ta đều sẽ phụ trách, hắn căn bản không nghĩ tới sẽ ra tai nạn xe cộ càng không nghĩ tới, đụng vào người là Hạ Hiểu Lan. Đỗ Triệu Huy lúc ấy liền ở phía sau tòa, cũng bị điên một chút, bất quá là hắn xe tương đối hảo, Bentley xe đầu cũng trường, hắn ngồi ở mặt sau không có trở ngại, sau lại tùy tùng nhóm đi cứu người. Đỗ Triệu Huy mới phát hiện từ trên xe ôm xuống dưới nữ nhân là Hạ Hiểu Lan, nàng cánh tay thượng trác thật nhiều toái pha lê, Đỗ Triệu Huy chịu đựng choáng ván đầu đi đỡ, Hạ Hiểu Lan đều đứng không yên, còn không chịu hảo hảo ngốc, đỗ triệu huy thấy nàng rung đùi đắc ý đem cánh tay thượng pha lê ra dùng sức hướng thịt ấn cái dạng gì nữ nhân mới có thể như vậy tàn nhẫn cao lớn thô kệch nữ hán tử liền tính còn phát sinh ở kiều kiều nhược nhược hạ hiểu lan trên người đỗ triệu huy vốn dĩ chính là tàn nhẫn độc ác người khi một khắc đều bị hạ hiểu lan tấp hù dọa Trước cuộc đổ đại thiếu tàn nhẫn độc ác là nhằm vào người khác hạ hiểu lan liền đối nàng chính mình đều tàn nhẫn hạ hiểu lan thấy khang vĩ còn ở thấp giọng trên rỉ trong lòng nôn nóng đối đổ triệu huy cũng không có tức giận ta nói cho ngươi hắn không phải ta loại này bình thường lão bách tính ngươi tưởng kinh mạng đều kinh mạng hắn là liệt sĩ cô nhi nếu ở bằng thành bị ngươi đâm ra cái tốt xấu cũng sẽ không giống giáo dục cao đẳng tư vương cục trưởng giống nhau ngươi tạp mấy trăm vạn là có thể giải quyết khang vĩ trong nhà thiếu tiền sao khang vĩ liền tính cả đời ăn no chờ chết đều được đơn vị cũng sẽ không khai trừ nên phi cho hắn phòng sẽ không thiếu phúc lợi cũng sẽ không thiếu. Hắn nhân sinh vốn dĩ chính là đơn giản hình thức, không chỉ có là khang vĩ gia gia kia bối phấn đấu, còn có khang vĩ phụ thân hy sinh, khang vĩ là không có khả năng bị bị đói đông lạnh. Hắn chính là cảm thấy ăn no chờ chết nhân sinh không ý nghĩa, muốn chính mình phấn đấu, muốn chính mình lăn lộn. Hạ Hiểu Lan vừa muốn khóc, khang vĩ nếu là ra cái chuyện gì, khang gia người như thế nào tiếp thu, vẫn là đưa nàng đi gặp Chu Thành rời đi trên đường ra tai nạn xe cộ nếu là nàng hôm nay không đi gặp Chu Thành, hoặc là ở chung một giờ không cần kéo dài, có phải hay không liền cùng trận này tai nạn xe cộ sai khai, Đỗ Triệu Huy không có tranh luận, Hạ Hiểu Lan loại này thời điểm chính là chỉ vào hắn cái mũi mắng cũng là hẳn là, còn có bao nhiêu lâu đến bệnh viện. Lại khai nhanh lên, 662, cứu giúp, ba càng, tác giả, bảo trang thành, Hạ Hiểu Lan cũng không biết như thế nào đến bệnh viện. Nàng không phải muốn ở Đỗ Triệu Huy trước mặt khoe ra khang vĩ gia thế, nàng là muốn cho Đỗ Triệu Huy coi trọng. Khang Vĩ không phải người thường gia hài tử, đụng phải hắn không phải đơn giản bồi tiền có thể giải quyết. Hạ Hiểu Lan biết Đỗ Triệu Huy không ngốc, có thể phân rõ nặng nhẹ, xe quả nhiên khai càng nhanh chút, dơ lên bụi đất nhường đường người né tránh không kịp. Hạ Hiểu Lan cảm thấy qua mấy cái thế kỷ như vậy trường, kỳ thật đưa đến bệnh viện cũng không có quá bao lâu. Xe trực tiếp liền chạy đến bệnh viện cửa, Đỗ Triệu Huy bên người có rất nhiều tùy tùng, đỗ triệu huy mắng bọn họ ăn phân đều không đuổi kịp nóng hổi những người đó chạy bay nhanh một lát liền có bác sĩ nâng cán lao tới động tác nhanh nhẹn đem khang vĩ hướng phòng cấp cứu đưa hạ hiểu lan xuống xe khi bước chân nhũng ra đỗ đại thiếu gia hảo tâm đỡ nàng bị hạ hiểu lan mở ra tay nàng không thể đem mềm yếu bày ra cấp đỗ triệu huy khang vĩ bên kia còn chờ nàng chủ trì đại cục đâu hạ hiểu lan chính là ông loại này tín niệm mới chống đỡ nàng đi vào bệnh viện có bác sĩ cùng hộ sĩ chạy tiến lên đây ngươi cũng bị thương sao không có việc gì hẳn là không có thương tổn đến xương cốt như thế nào không có việc gì thật nhiều toái pha lê không rửa sạch tiêu độc sẽ cảm nhiễm có chút nội thương nhất thời không có bệnh trạng ngươi không thể loạn đi muốn cẩn thận kiểm tra nằm xuống nghỉ ngơi quan sát hạ hiểu lan nhìn qua không có thiếu cánh tay gãy chân trên người nơi nơi đều là huyết cũng rất khủng bố bác sĩ cho nàng làm bước đầu kiểm tra nàng là thật sự không có bị thương nặng va chạm đều bị Khang Vĩ thừa nhận rồi. Bác sĩ phải cho nàng xử lý trên tay miệng vết thương, nàng kiên trì muốn tới phòng cấp cứu cửa chờ, Đỗ Triệu Huy không biết cùng bệnh viện nói gì đó, bác sĩ đồng ý làm nàng ngồi ở phòng cấp cứu cửa rửa sạch pha lê, lớn nhỏ toái độ không giống nhau pha lê, sâu nhất hoàn toàn đâm vào thịt, nàng làn da tuyết trắng, thủ đoạn nhỏ bé yếu ớt không có xương, hộ sĩ chọn pha lê đều nơi tay rung, Hạ Hiểu Lan kia biểu tình lại như là không cảm giác được đau, đỗ triệu huy ở bên cạnh xem đều nhíu mày pha lê tra vẫn là hạ hiểu lan chính mình ấn tiếng thịt trên mặt vết máu lau khô mới phát hiện trên má nàng cũng có vài chỗ miệng vết thương đỗ triệu huy nhịn không được đối hộ sĩ nói xử lý khi chú ý điểm không cần lưu sẹo hộ sĩ hoàn toàn có thể lý giải hạ hiểu lan thật sự quá xinh đẹp liền tính đầy người huyết ô cũng không có biện pháp xem nhẹ mỹ như vậy khuôn mặt lưu sẹo sẽ là tiếc nuối hộ sĩ cũng không phải ý chí sắt đá cũng không phải ý xấu lòng yêu cái đẹp người đều có chi, thủ pháp của nàng đều thực nhẹ, trên mặt đều là trầy da còn hảo, trên cổ tay có mấy chỗ khẳng định là không có biện pháp tránh cho. Hai người nói chuyện với nhau, Hạ Hiểu Lan cũng chưa để ở trong lòng, lưu không lưu sẹo quan trọng sao, tới rồi loại này thời điểm, xấu đẹp đều không quan trọng, quan trọng là sinh mệnh, chẳng sợ ở phòng cấp cứu nằm người là nàng cũng hảo, ít nhất không phải khang vĩ, băng bó xong rồi tay. Hạ Hiểu Lan hỏi có thể hay không gọi điện thoại, bệnh viện khẳng định muốn thỏa mãn thương nhân Hồng Kông yêu cầu. Hạ Hiểu Lan đi trước phí, Đỗ Triệu Huy đã đem tiền cho, một vạn nguyên tiền mặt đặt ở thu phí chỗ, thật là tài đại khí thô. Hạ Hiểu Lan đánh hai cái điện thoại, một cái cấp bành bí thư, nói bên này ra tai nạn xe cổ sự, làm ơn bành bí thư, nếu bên này tình huống không tốt, liền đem khang vĩ hướng càng tốt bệnh viện dời đi. Một cái khác điện thoại cấp Bạch Trân Châu, Bạch Trân Châu còn ở cửa hàng vật liệu xây dựng chờ hai người trở về ước hảo cùng đi xem cửa hàng. Cái thứ ba điện thoại là đánh hướng Chu Gia, nàng muốn tìm quan tuệ Nga, Khang Vĩ ra tai nạn xe cộ, khẳng định muốn thông tri Khang Gia người. Ai ngờ điện thoại vang lên nửa ngày lại không ai tiếp, Hạ Hiểu Lan chỉ biết Chu Thành trong nhà số điện thoại, quan tuệ Nga cùng Chu Quốc Bân đơn vị cũng không biết. Xem ra liền tàng tẩu đều ra cửa, liên hệ không thượng quan tuệ Nga, liền liên hệ không thượng Khang Vĩ người nhà, Hạ Hiểu Lan biết chính mình càng không thể hoảng loạn. Bành Bí Thư nghe nói Hạ Hiểu Lan ra tai nạn xe cộ, cứ việc Hạ Hiểu Lan có thể cho hắn gọi điện thoại, chứng minh Hạ Hiểu Lan bản nhân không có trở ngại, nhưng mà cùng Hạ Hiểu Lan cùng nhau người lại ở phòng cấp cứu. Hạ Hiểu Lan nói người này không phải tài xế, là nàng hợp tác đồng bọn, là kinh thành cán bộ cao cấp con cháu, liệt sĩ cô nhi. Bành Bí Thư liền cảm thấy đau đầu vạn phần, người trước tiên ở bệnh viện chờ, ta lập tức chạy tới. Hạ Hiểu Lan hôm nay thành một cái khoe ra người, nàng cũng may mắn khang vĩ có cái kia thân phận có thể cho nàng khoe ra nàng nhất định phải làm khang vĩ được đến người khác coi trọng hưởng thụ tốt nhất cứu trị bành bí thư tới thực mau nơi này vốn dĩ liền ly tòa thị chính không xa đặt khu tốt nhất bệnh viện nếu là ly cơ quan đơn vị xa cán bộ nhóm thấy thế nào bệnh tới người không chỉ có là bành bí thư còn có thang hoành ân Đỗ triệu huy nguyên bản ngồi ở ghế trên nhìn thấy thang hoành ân xuất hiện hắn không khỏi đứng lên thang thị trưởng thang thị trưởng như thế nào tới, hắn trong đầu hiện lên rất nhiều ý niệm, rốt cuộc tin tưởng Hạ Hiểu Lan nói không phải lời nói dối, ở bên trong cứu giúp tuổi trẻ nam nhân thân phận không bình thường, là Hạ Hiểu Lan bạn trai, lớn lên giống cái yêu tinh, có thể tìm được có quyền thế bạn trai cũng không kỳ quái, Đỗ Triệu Huy càng buồn bực, Hạ Hiểu Lan đoán không sai, hắn thật là cái xem người hạ địa tính cách, chuyện gì đều quay chung quanh ít lợi tới. Hắn nếu là đem cái nào quan lớn gia nhi tử cấp đâm chết, ở nội địa sinh ý tương đối phiền toái. Đỗ Triệu Huy cho rằng Thang Hoành Ân là bởi vì Khang Vĩ tới, kế tiếp sự liền tương đối huyền huyễn. Thang Hoành Ân không hỏi cứu giúp cán bộ cao cấp con cháu, hắn lực chú ý ở Hạ Hiểu Lan trên người. Hạ Hiểu Lan nhìn thấy Thang Hoành Ân liền hít hít cái mũi, thanh âm cũng liền so mèo kêu lớn một chút. Thang thúc thúc, Thang Hoành Ân xem nàng đôi tay bọc một tầng tầng băng gạc, trên mặt đồ nước sát trùng, một khối thanh một khối hồng, nhìn rất dọa người. Tiểu Bành nói ngươi ra tai nạn xe cộ, ngươi biết nhiều dọa người ngươi như thế nào không đi trên giường bệnh nằm thủ tại chỗ này cách phòng cấp cứu môn ngươi có thể nhìn thấy tình huống bên trong ngươi chỉ biết cấp bác sĩ gia tăng áp lực ngày thường nhiều cơ linh lúc này cũng làm này đó vô dụng công than thúc thúc ta thật không có việc gì chính là tay bị pha lê hoa bị thương không đợi khang vĩ bên này ra tin tức nàng có thể nằm trên giường bệnh đi sao hạ hiểu lan còn không có như vậy làm ra vẻ than hoành ân nhíu mày hắn phía trước còn tưởng rằng cùng Hạ Hiểu Lan cùng nhau ra tai nạn xe cổ chính là Chu Thành, vậy tương đối phiền toái, Hạ Hiểu Lan đi xem Chu Thành vốn dĩ liền thuộc về phá hư kỷ luật, Bành Bí Thư lại nói họ khang, thang hoành ân tâm cũng nắm, liệt sĩ cô Nhi A, liền một cái độc đinh mầm, còn không có sinh hạ tới thân cha liền lừng lẫy hy sinh, này người trẻ tuổi nếu là có bất trắc gì, đừng nói khang gia người. Ngay cả Thang Hoành Ân trong lòng đều không dễ chịu, người cảm tình quan hệ có thân sơ viễn cận, chính mắt nhìn thấy Hạ Hiểu Lan không trở ngại, Thang Hoành Ân mới không như vậy lo lắng, hắn cũng chưa không cùng đổ đại thiếu hàng huyên, nếu không phải đổ triệu huy xe đấu đá lung tung, hôm nay tai nạn xe cộ sẽ không phát sinh. Thang Hoành Ân lúc này đối đổ đại thiếu quan cảm đặc biệt kém, lúc này bành bí thư đã trở lại, mặt sau đi theo cái mấy cái bác sĩ, thị trưởng so thương nhân Hồng Kông dùng được, tốt nhất bác sĩ đều tới, thang thị trưởng, chư vị. Phiền toái trước nhìn xem người bị thương đi, phòng cấp cứu môn bị đẩy ra, mấy cái bác sĩ động tác thực tránh mau đi vào. Hạ Hiểu Lan liền biết, cấp bành bí thư gọi điện thoại không có sai, quyền chủ động là nắm giữ ở nàng trong tay, thời gian từng giây từng phút trôi qua, thang hoành ân thỉnh thoảng nàng trò chuyện, Hạ Hiểu Lan rốt cuộc không như vậy khẩn trương, phòng cấp cứu môn rốt cuộc mở ra, mang khẩu trang bác sĩ đi ra, thang thị trưởng, may mắn không làm nhục mệnh. Hạ Hiểu Lan lùi lại hai bước, nằm liệt ngồi ở ghế trên đại thở dốc, may mắn, may mắn, đây là tin tức tốt. 663, chính là nên đánh. Bốn càng, tác giả, bảo trang thành, bạch trân châu tới muốn chậm một chút, chờ nàng đến thời điểm, khang vĩ đã thoát ly hiển cảnh. Khang vĩ trên đầu đã không gọi phùng châm, mà xem như giải phẫu, bác sĩ đem khang vĩ tóc cấp cạo cái đầu trọc, truyền giống xác ướp giống nhau đẩy ra phòng bệnh. Bạch Trân Châu tới vừa lúc đụng phải, Hạ Hiểu Lan cẩn thận nghe bác sĩ giảng thuật bệnh tình, khả năng di chứng chính là não chấn động, tình huống của hắn không tính rất nghiêm trọng, chúng ta đem lô nội máu bầm rửa sạch, thuốc tê hiệu quả qua, người bệnh tùy thời đều khả năng tỉnh lại, đương nhiên, nằm viện là khẳng định, đến dự phòng hắn xuất hiện bệnh phù bệnh trạng, xác suất rất thấp, chúng ta bệnh viện sẽ chặt chẽ chú ý, Bạch Trân Châu cũng ở một bên lặng lặng nghe, làm trò than hoành ân mặt, này đó bác sĩ cấp hạ Hiểu Lan giải thích rất rõ ràng, khang vĩ này xui xẻo hài tử kia một chút đem đầu cấp đụng phải, hắn lại là may mắn, lô não tổn thương không lớn, cứu giúp đã là bệnh viện tốt nhất bác sĩ, có thể bảo đảm di chứng hạ thấp nhỏ nhất. Hạ Hiểu Lan tâm tình tựa như ngồi tàu lượng siêu tốc, chợt cao chợt thấp, nghe nói Khang Vĩ giải phẫu hiệu quả hảo, thương tình cũng không tính rất quan trọng, nàng buông lỏng biến nhát xuống dưới, mới cảm thấy chính mình sắp hư thoát. Bạch Trân Châu đỡ nàng, không có việc gì, ngươi đều nghe bác sĩ nói không trở ngại, chờ hắn tỉnh là được. Bạch Trân Châu an ủi Hạ Hiểu Lan, kỳ thật nàng tới thời điểm cũng thực khẩn trương. Khang Vĩ lại không phải người xa lạ, là Bạch Trân Châu hợp tác đồng bọn, an gia vật liệu xây dựng, Bạch Trân Châu cùng Khang Vĩ trù hoạch kiến lập thời điểm ra nhiều nhất lực, hai người cũng coi như kết hạ cách mạng hữu nghị. Bạch Trân Châu nghe nói Khang Vĩ có thể cứu về rồi, đem tầm mắt dừng ở Đỗ Triệu Huy trên người, chính là người ở trên đường cái loạn lái xe, này đó không công người, ỷ vào có tiền ở bằng thành đầu tư, thật là không kiên nể gì. Đỗ Triệu Huy Bạch Tây Trang Thượng dính huyết, tóc là tỉ mỉ xử lý quá, âu phục trong túi còn gấp phương khăn vừa thấy chính là con nhà giàu không thể nghi ngờ đỗ triệu huy trong lòng phiền muốn chết thang thị trưởng xuất hiện làm hắn ngoài ý muốn bạch trân châu này thang đen giống nhau người đỗ triệu huy ngày thường đều sẽ không phản ứng liền tính ngăn ở xa tiền cũng chỉ xứng cùng bảo tiêu nói chuyện hiện tại thang hoành ân không đi đỗ triệu huy còn muốn diễn kịch thực xin lỗi ta tư bạch trân châu không nói hai lời bay lên một chân liền đá vào đỗ triệu huy trên mặt đỗ triệu huy bay ngược đi ra ngoài Lập tức đụng ngã trên tường, đại thiếu gia, đổ thiếu, Bạch Trân Châu quá độc ác, nói đánh là đánh, nàng vốn dĩ chính là nữ đồng chí, quốc cách thân hình đều tương đối tinh tế, giọng nói cũng là sống mái mạc biện, nhìn chính là cái vóc dáng nhỏ nam nhân, Đỗ triệu huy tùy tùng nhóm không nghĩ tới nàng như vậy tàn nhẫn, phải hướng Bạch Trân Châu nhào qua đi, Bạch Trân Châu là chiêu chiêu đều không lưu tình, nàng sư huynh đệ đều rất lợi hại, Bạch Trân Châu cũng không kém chính là chịu giới hạn trong nữ tính thân phận không như vậy có thể đánh, khi cũng có thể cùng đổ triệu huy bên người bảo tiêu chiến một trận chiến. Bạch Trân Châu liên tiếp đánh nghiêng hai cái, mới bị trong đó một cái gầy gầy bảo tiêu ngăn lại, đổ triệu huy bên người vẫn là có cao thủ, nếu không nơi nào xứng đôi đổ đại thiếu gia thân phận. Này đó cao thủ thật nhiều đều là nội địa nhập cư trái phép đến Hồng Kông, thân thủ hảo lại tìm không thấy đang lúc công tác, có thể cho phú thương đương bảo tiêu liền tính hảo quy túc, đổ triệu huy thiên kim mua cốt, thế hắn chết người tiền an ủi rất dày bất tử biến tàn phế cũng chiếu cố đương nhiên có thể hấp dẫn đến cao thủ bạch trân châu cùng đối phương qua mấy chiêu hai bên đều sau này lui lẫn nhau thập phần cảnh giác bạch tỷ hạ hiểu lan chờ đánh xong mới nói lời nói phản phất vừa mới phản ứng lại đây thang hoành ân bí mắt liêu một chút vị này đồng chí có chuyện hảo hảo nói không cần dùng bạo lực thủ đoạn giải quyết vấn đề thang hoành ân cũng cảm thấy đỗ triệu huy cố tình làm bậy nên bị đánh một đốn cho nên hắn làm bộ không phản ứng lại đây, bất quá đổ triệu huy bên người Tùy Tùng nhiều, Bạch Trân Châu một người đánh không lại, Thang Hoành Ân mới giả ý nói hai câu, Tùy Tùng đem đổ triệu huy nâng dậy tới, hắn đánh vào trên tường, đôi mắt mạo sao kim, xem người đều là hoa, trong miệng một cổ mùi máu tươi, há mồm phun ra một búng máu nước miếng, còn mang theo một viên răng hàm sao, Bạch Trân Châu kia một chân sức lực đắng đo gãy đúng chỗ ngứa, nàng nếu không khống chế hạ, có thể đem đổ triệu huy đá cùng khang vĩ cách vách phòng đương bạn chung phòng bệnh, vừa rồi cấp khang vĩ đã làm giải phẫu phòng cấp cứu, lập tức có thể đem đổ triệu huy nâng đi vào, bệnh viện không thể đánh nhau, đồng chí, người muốn bình tĩnh, có bệnh viện người chui ra tới, khuyên giải cũng là kinh phiêu phiêu, đổ triệu huy ván đầu hoa mắt, nghe được hạ hiểu lan kêu bạch tỷ hắn mới biết được chính mình vừa rồi bị một nữ nhân đá bay, nữ nhân này không chỉ có đá bay hắn, còn làm phiên hắn hai cái bảo tiêu, bên người những người này quả nhiên giống ăn phân lớn lên đều mẹ nó một chút tác dụng đều không có đỗ triệu huy đem rớt hàm răng một ném than thị trưởng chuyện này ngài nói xử lý như thế nào ta đều tiếp thu ta biết người bị thương người nhà cùng bằng hữu cảm xúc tương đối kích động ta có thể lý giải nàng quá kích hành vi hạ hiểu lan đứng lên ngươi nói sai rồi người bị thương người nhà còn chưa tới đỗ thiếu gia ngươi tốc độ xe quá nhanh hôm nay không đánh ngã chúng ta tương lai cũng sẽ đụng vào người khác chúng ta mỗi người đều sẽ vì chính mình hành vi trả giá đại giới ngươi hẳn là may mắn bác sĩ đem khang vĩ cứu trở về đỗ triệu huy cho rằng có tiền có thể giải quyết hết thảy phiền toái nhưng đạt được khi nào đạt được dùng ở ai trên người hạ hiểu lan một phen lời nói nói đỗ triệu huy sắc mặt khó coi nếu không phải than hoành ân ở đây hắn mới sẽ không quản hạ hiểu lan hay không xinh đẹp hạ hiểu lan là hạ đại quân nữ nhi cũng vô dụng hạ đại quân cứu hắn không sai hắn họ đổ cũng trả giá thù lao, còn có cái kia bất nam bất nữ, một chân đá rơi xuống hắn một viên nha, đổ triệu huy vẻ mặt suy yếu, bác sĩ, ta cảm thấy choáng ván đầu, ngươi làm người cho ta kiểm tra hạ, Đỗ triệu huy bị bác sĩ đưa đi mặt khác phòng bệnh, hạ hiểu lan chạy nhanh nhận sai, thang thúc thúc thực xin lỗi, làm ngài khó xử, bạch tỷ chính là nhất thời quá tức giận, hạ hiểu lan nếu là có bạch trân châu thân thủ. Sớm xông lên đi đem đổ triệu huy tấu một đốn bạo lực không thể giải quyết vấn đề, nhưng có người thật sự quá thiếu tấu, không bị đánh không thoải mái, giao lộ đều không giảm tốc, hôm nay đụng ngã Khang Vĩ cùng Hạ Hiểu Lan, hai người tốt xấu còn có xe sắt lá bảo hộ, là khác người qua đường, lúc này còn có mệnh ở, tranh vinh tập đoàn nửa hắc không bạch, đổ Triệu Huy trên tay có hay không dính lên mạng người Hạ Hiểu Lan không biết, nàng chỉ biết đối phương thật sự không đem mạng người đương hồi sự, cho rằng đó là cái nghèo làng chài. Liền tùy tiện lái xe, người thường mệnh, liền như vậy không đáng giá tiền đâu. Lần sau không cần quá xúc động, nếu là không đánh hắn kia một chút, Khang gia càng có lập trường nói chuyện, người thông tri người nhà của hắn không có, giải phẫu làm xong, bác sĩ nói không trở ngại, ở Khang Vĩ tình huống không ổn định trước, bệnh tình có thể hay không khởi biến hóa khó mà nói. Khang Hoành Ân cảm thấy lúc này hẳn là thông tri Khang gia người, là tiếp tục ở bằng thành trị liệu, vẫn là tiếp trở lại kinh thành, đều không phải Hạ Hiểu Lan có thể làm chủ, Hạ Hiểu Lan cũng phạm sầu. Khang vĩ mẫu thân bản tính nhu nhược, gia gia nải nải thượng tuổi, nàng có thể thông tri khang gia ai, khang vĩ thúc thúc, nghe nói đối khang vĩ không nóng không lạnh. Hạ Hiểu Lan đối khang gia tình huống hiểu biết không thâm, chỉ có thể tận lực liên hệ quan tuệ Nga, chờ nàng lại gọi điện thoại đi chu gia, cuối cùng là đã thông. 664, Bình tĩnh khang nhị thúc, một càng, tác giả, bảo trang thành, khang vĩ ra tai nạn xe cộ, khang vĩ liền tính không phải quan tuệ Nga nhi tử, kia cũng đương cháu trai nhìn khang vĩ lớn lên cả ngày đi theo chu thành mặt sau thật nhiều thời điểm đều là ở chu gia ăn cơm ngủ khang vĩ phải có cái không hay xảy ra quan tuệ nga không tiếp thu được nàng càng lo lắng tạ vân nhận không nổi a di a di quan tuệ nga định định thần điện thoại bên kia là hạ hiểu lan thanh âm giải phẫu đã làm xong có thang thị trưởng hỗ trợ tìm chính là bên này tốt nhất bác sĩ sinh mệnh triệu chứng là vững vàng hiện tại liền chờ người thanh tỉnh đứa nhỏ này nói chuyện thật là đại thở dốc, sợ tới mức quan tuệ Nga giống từ trong nước vớt ra tới, nhất định là noãn khí quá đủ, nàng nhiệt tâm phiền ý loạn, nghĩ đến Hạ Hiểu Lan cũng một khối ở trên xe, quan tuệ Nga còn không thể chính mình rối loạn đầu trận tuyến, ngươi đâu, ngươi có hay không bị thương, Hạ Hiểu Lan nói chỉ là một chút trầy da, quan tuệ Nga cuối cùng không cần lo lắng hai người, đâm người chính là thương nhân Hồng Kông. Hơn nữa là quan tuệ Nga nghe qua tên Đỗ Triệu Huy, nàng cũng sợ Hà Hiểu Lan bị người khi dễ, Đỗ Triệu Huy cũng không phải là cái gì người thành thật, phía trước cầm mấy trăm vạn, Tạp Vương Quảng Bình đều phải né tránh, Đỗ Triệu Huy làm việc phong cách có thể thấy được một chút, họ đổ khả năng không cho rằng chính mình làm sai, ở nội địa đem người đâm thương tính cái gì, chính là đâm chết cũng bồi khởi, ngươi yên tâm ngốc, ta sẽ chuyển cáo khang vĩ người trong nhà, chúng ta thực mau liền tới rồi, lực hạ điện thoại. Quan Tuệ Nga ở khó xử nên nói cho ai, loại sự tình này, nam nhân thừa nhận lực so nữ nhân cường nhưng khang vĩ cố tình là không có thân cha khang vĩ mẫu thân tạ vân thừa nhận lực quan tuệ nga thở dài không nói cho tạ vân cũng không có biện pháp khang vĩ hiện tại là tình huống ổn định rốt cuộc người còn chưa thanh tĩnh thương tình nếu là bỗng nhiên chuyển biến xấu tạ vân chẳng phải là liền cuối cùng một mặt cũng không thấy được nghĩ như vậy không may mắn quan tuệ nga tuổi tác không quá chú ý này đó lý tính tự hỏi mới có thể giải quyết vấn đề tốt nhất tình trạng cùng nhất hư tính toán đều phải suy xét đến nàng đem sự tình nói cho chu quốc bân người sau cũng là cái thứ nhất hỏi hạ hiểu lan quan tuệ nga còn không biết hạ hiểu lan là đi nhìn chu thành đi vòng vèo trên đường ra tai nạn xe cộ nếu không khẳng định thực tự trách chu quốc bân nghe nói khang vĩ liền người cũng chưa tỉnh nhớ tới tạ vân tính cách cũng đau đầu thông tri hắn nhị thúc khang gia nhị lão thượng tuổi chờ khang vĩ bên kia tỉnh nhìn nhìn lại muốn hay không nói khang gia hiện tại là khang vĩ nhị thúc ở đỉnh đem tạ vân kêu lên đi tác dụng không lớn khẳng định đến thông tri khang vĩ nhị thúc như vậy nhiều người ngoài nhìn khang vĩ nhị thúc có thể mặc kệ sao nói nữa nữ nhân mới có như vậy nhiều tinh tế ý tưởng khang vĩ nhị thúc khả năng đối cháu trai không phải toàn tâm toàn ý không có nhà mình hài tử coi trọng nhưng thúc thúc đối cháu trai cảm tình là có khang gia bên trong hoạn quả không hoạn đều không quan trọng lúc này là đối ngoại Khang Liên Minh không có khả năng đứng ở người ngoài bên kia, phải bị chọc cuộc sống. Khang Liên Minh nhận được tin tức khi còn ở mở học, nhưng hắn thái độ cùng Chu Quốc Bân dự đoán giống nhau, ta lập tức làm người đính vé máy bay, Khang Vĩ ra tai nạn xe cộ. Hội nghị khẳng định là khai không đi xuống, Khang Liên Minh làm bí thư đính vé máy bay, chính mình ngồi ở văn phòng, móc ra một chi yên tới, điểm nửa ngày cũng không châm, hắn tay run quá lợi hại, Khang Liên Minh lúc này tâm tình, tựa như 22 năm trước nhận được đại ca ở tiền tuyến hy sinh tin tức, khi đó là trời sập, hiện tại cũng không hảo đi nơi nào. Hắn đem yên ném xuống, hướng đại tẩu tạ vân đơn vị gọi điện thoại, đô 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 thanh âm làm nhân tâm phiền khí táo, điện thoại chuyển được, nghe thấy tạ vân thanh âm, khang liên minh còn không thể có vẻ hoảng loạn, tẩu tử, ngươi thu thập một chút đồ vật, ta trong chốc lát làm người tới đón ngươi đi sân bay, đối, ta và ngươi cùng đi bằng thành. Ta biết khang vĩ ở bằng thành, hắn bên kia ra cái xe con họa, chúng ta đi xem hắn. Ngươi trước đừng khóc, hắn đã thoát ly nguy hiểm, lúc này yêu cầu người trong nhà đi bồi hắn, đi xử lý tai nạn xe cộ sự. Tẩu tử, theo ta hai đi, trước đừng nói cho lão nhân, một giờ sau, Khang Liên Minh liền nhìn đến hốc mắt sưng đỏ tạ vân, cảm ơn trời đất, tạ vân nhìn thấy hắn nhưng thật ra không có khóc, cùng nhau thượng phi cơ còn có quan tuệ Nga, Hạ Hiểu Lan nói không có gì trở ngại quan tuệ nga cảm thấy chính mình cũng nên đi xem lần này chu quốc bân đến không có ngăn đón nhìn thấy quan tuệ nga tạ vân cảm xúc lại nhịn không được quan tuệ nga ôm nàng bả vai ngươi cũng không thể khóc khang vĩ còn chờ ngươi thế hắn chủ trì đại cục khang liên minh không nói lời nào hắn biết trong vòng như thế nào đánh giá hắn nói hắn chèn ép đại ca con mồ côi từ trong bụng mẹ không hảo hảo bồi dưỡng khang vĩ muốn như thế nào bồi dưỡng giống chu gia giống nhau đem khang vĩ đưa đi tòng quân mới kêu kế thừa phụ trí, mới có thể có tiền đồ. Như vậy có tiền đồ làm gì, Khang gia cũng không thiếu Khang Vĩ một nguồn ăn, có cái hảo công tác, Khang Vĩ cả đời đều đói không đến, người cũng sẽ bình bình an an. Người trẻ tuổi không thích thanh nhàn công tác, cố tình muốn chính mình đi ra ngoài lăn lộn. Nghe nói Khang Vĩ gần nhất ở phương Nam cùng người làm buôn bán, Khang Liên Minh còn không có tìm được cơ hội cùng Khang Vĩ nói chuyện tâm, liền nói Khang Vĩ ra tai nạn xe cộ, may mắn giải phẫu thực thành công, Khang Vĩ Mệnh là giữ được. Khang Liên Minh trầm khuôn mặt, quan tuệ Nga vẫn luôn đang an ủi tạ vân, lấy nữ nhân thị giác tới xem, Khang Liên Minh cái này đương thúc thúc biểu hiện quá bình tĩnh. Bình tĩnh có đôi khi chính là lãnh khốc từ đồng nghĩa, cũng khó trách quan tuệ Nga cảm thấy Khang Liên Minh cái này nhị thúc cùng cháu trai Khang Vĩ không thân cận. Khang Vĩ sinh mệnh triệu chứng tương đối vững vàng, hắn cũng coi như được đến tốt nhất chữa bệnh kháng hộ, Khang Hoành ân đuổi hạ Hiểu Lan đi ăn cái gì, nàng hai tay bao giống cái bánh chưng, may mắn có Bạch Trân Châu ở, ăn cơm thời điểm, Thang Hoành Ân mới cẩn thận hỏi ngay lúc đó tình huống, nghe nói xe nguyên bản là hướng về phía phía trước đâm, Hạ Hiểu Lan đem tay lái cấp đánh công mới đụng vào mặt sau, Bành Bí Thư trộn xem Hạ Hiểu Lan, này thật đúng là mạng lớn, dựa theo kia phương hướng đụng phải. Ngồi ở ghế phụ vị trí Hạ Hiểu Lan khẳng định sống không được, lúc ấy liền nghe được phanh lại khi, đôi mắt dư quan nhìn thấy có xe đánh tới, tốc độ thật sự quá nhanh, chúng ta căn bản tránh không khỏi nào biết tay lái một tá công tránh đi đổ triệu huy xe lại đụng phải phía trước cột điện hạ hiểu lan lúc ấy cũng không nhìn thấy khang vĩ đụng vào nơi nào bao gồm nàng chính mình đều trời đất quay cuồng hiện tại nghĩ đến nàng cùng khang vĩ ở trong nháy mắt kia đều bị quăng đi ra ngoài khang vĩ trước đem kính chắn gió đâm nát lại khái tới rồi tay lái thượng hai người không có từ kính chắn gió vỡ vụn địa phương vứt ra ngoài xe toàn dựa đai an toàn công lao Bành Bí Thư cảm thấy Hạ Hiểu Lan mạng lớn, nàng chính mình đều cảm thấy mạng lớn. Đỗ Triệu Huy xe không có giảm tốc độ đụng phải, hiện tại pháp luật không ấn tượng tương quan quy định, liền tính là có, cũng là tài xế lái xe. Chúng ta lấy hắn một chút biện pháp đều không có sao, muốn ấn 1979 niên hoa quốc ban bố hình pháp, Hạ Hiểu Lan cảm thấy giao thông gây chuyện tội là không có, hiện tại trên đường liền ô tô đều hiếm thấy, phát sinh tai nạn xe cổ xác suất rất nhỏ nguyên nhân chính là vì như thế đỗ triệu huy tới bằng thành muốn làm gì thì làm hồng kông cái loại này giao thông siêu chạy tốc độ xe đều đề không đi lên bằng thành quả thực là thông suốt khang vĩ đầu đều khai cái lỗ thủng đỗ triệu huy chỉ là rất viên nha hạ hiểu lan cảm thấy quá nhẹ khang vĩ người nhà tới rồi liền biết xử lý như thế nào ngươi một người cũng không làm chủ được nhìn xem khang gia người nói như thế nào đi Thang hoành ân hiện tại đối đỗ triệu huy quan cảm rất kém cỏi thương nhân Hồng Kông thân phận nhưng không đại biểu có thể muốn làm gì thì làm. 665, rốt cuộc có yêu thương hay không? Hai càng, tác giả, bảo trang thành, tai nạn xe cộ sau 7 tiếng đồng hồ, Hà Hiểu Lan ở bằng thành bệnh viện gặp được Khang Vĩ người nhà, Khang Vĩ mụ mụ cùng nhị thúc, còn có quan tuệ Nga. Quan tuệ Nga xem nàng tay bao giống bánh chưng, mặt cũng hồng hồng tím tím, mới ra tai nạn xe cộ khi không như vậy nghiêm trọng, Hạ Hiểu Lan trên mặt miệng vết thương hiện tại ngược lại sưng lợi hại, còn có nước sắt trùng nhan sắc nhìn qua thật sự đặc biệt khủng bố mỹ mạo là đã không có quan tuệ nga trong lòng thật là không đành lòng a à, nhưng da em đẹp một cái khuê nữ lúc này là phóng nghỉ đông ở thương đô an an ổn, ổn ổn ngốc liền không có việc gì hạ hiểu lan vì cái gì tới bằng thành còn không phải là muốn nhìn thấy chu thành sao ngươi nằm xuống ngươi như thế nào có thể tùy tiện chạy loạn a à di không có việc gì ta không cần nằm viện trên mặt đều là nước thuốc khang thúc thúc tạ a di ta mang các ngươi đi xem khang vĩ khang liên minh đến bệnh viện tay liền cùng thang hoành ân gắt gao nắm ở bên nhau thang thị trưởng lo lắng muốn không có thang thị trưởng hỗ trợ hôm nay thật là ta đại biểu khang gia cảm tạ ngài trước xem hài tử đi các ngươi cũng lo lắng một đường hạ hiểu lan cảm thấy khang liên minh vừa thấy chính là tiêu chuẩn chính khách nghiêm túc bản khắc là tuyên khắc tại đây người trong xương cốt khi nào nên cười khóe miệng biên độ bao lớn đều như là dùng thước đo lượng quá nếu không phải quan tuệ nga giới thiệu đi ở trên đường cái hạ hiểu lan tuyệt đối sẽ không đem cái này trung niên nam nhân cùng khang vĩ liên hệ lên tạ vân liền cùng hạ hiểu lan nghe nói qua giống nhau hạ hiểu lan bồi đi đến khang vĩ ngoài phòng bệnh nhìn thấy khang vĩ cả người cắm cái ống tạ vân bi thương không kềm chế được cả người đều tê liệt ngã xuống ở quan tuệ nga trong lòng ngực khang liên minh liền bình tĩnh thật nhiều đem thế khang vĩ giải phẫu bác sĩ gọi tới làm bác sĩ hảo hảo giải thích Khang Vĩ hiện trạng, nghe không hiểu chuyên nghiệp thuật ngữ, Khang Liên Minh cũng không sợ mất mặt, trước mặt mọi người liền hỏi, bác sĩ nói càng nhiều, Khang Liên Minh nhíu chặt mày càng là thả lỏng, cuối cùng còn cùng bác sĩ bắt tay, nói thật nhiều cảm tạ nói, cùng tạ vân bi thương hình thành tiên minh đối lập, ngươi là Hiểu Lan đúng không, Khang Liên Minh đem Hạ Hiểu Lan gọi vào một bên, hỏi tai nạn xe cộ ngay lúc đó tình huống. Hạ Hiểu Lan cũng không có gì giấu giếm, đem tai nạn xe cổ phát sinh quá trình, bao gồm nàng đoạt tay lái sự đều nói. Khang Liên Minh không có trách nàng, ngươi làm không sai, xe trực tiếp từ mặt bên cùng trước tòa chạm vào nhau, đứng mũi chịu sào cố nhiên là Hạ Hiểu Lan, Khang Vĩ bên kia cũng chạy không được hảo, Khang Vĩ lúc ấy rõ ràng là dọa choáng váng, Hạ Hiểu Lan mới có thể đem tay lái cấp đánh công, quái Hạ Hiểu Lan, khẳng định là quái người gây họa, ngươi nói đâm đã thương người thương nhân Hồng Kông, hiện tại cũng ở bệnh viện ở. Hạ Hiểu Lan gật đầu, đơn giản đem đổ triệu huy bối cảnh nói hạ, bao gồm bạch trân châu một chân đem đổ triệu huy nha đá rất sự, Khang Liên Minh khóe miệng hoa văn rất sâu, người này hẳn là thường xuyên làm nhấp miệng động tác, Hạ Hiểu Lan cùng hắn nói chuyện đều có điểm lo sợ bất an, đồng dạng là lãnh đạo, Khang Liên Minh cùng Chu Quốc Bân, Khang Hoành Ân hai người hoàn toàn bất đồng, Khang Liên Minh có thể là cái người theo chủ nghĩa hoàng mỹ, đối chính mình yêu cầu cao, đối bên người người yêu cầu cũng cao, nghe nói hắn thân sinh nhi nữ, một cái đã công tác, lại cùng khang vĩ hưởng thanh phúc đơn vị bất đồng, là ở nhất nghèo nhất khổ cơ sở khu vực, còn có ở đi học, kia cũng là sinh hoạt một mạc, yêu cầu nghiêm khắc, chỉ có khang vĩ, khang liên minh là phóng túng cháu trai, bên ngoài người ta nói hắn không hy vọng khang vĩ thành tài, ngay cả khang gia nhị lão đều nghĩ như vậy, thật là như vậy sao, hạ hiểu lan giảng thời điểm. Khang Liên Minh nghe được thật nghiêm túc, đối với Bạch Trân Châu đem đổ triệu huy nha đá rất sự, Khang Liên Minh không có làm đánh giá, hắn người như vậy, vốn dĩ cũng không có khả năng ở Hạ Hiểu Lan trước mặt tiết lộ trong lòng ý tưởng. Đừng nói Hạ Hiểu Lan là chu thành bạn gái, nàng liền tính là Khang Vĩ đối tượng, Khang Liên Minh cũng sẽ không cùng nàng nói cái gì. Tạ Vân còn thủ Khang Vĩ phòng bệnh khóc, Khang Liên Minh hỏi bác sĩ sau liền không hề quan tâm Khang Vĩ, ngược lại làm Hạ Hiểu Lan dẫn hắn đi người gây họa đổ triệu huy phòng bệnh. Đỗ Triệu Huy nói chính mình đau đầu cùng răng đau, Bạch Trân Châu kia một chân không chỉ có đem hắn nha đá rớt, còn làm hắn có não chấn động lấy cớ. Người não bộ là nhất tinh vi nhân thể khí quan, hiện đại y học đối người não nghiên cứu không đủ nhiều. Bác sĩ cấp Đỗ Triệu Huy kiểm tra là không có việc gì, Đỗ Triệu Huy cố tình muốn nói chính mình có việc, bệnh viện có biện pháp nào, còn phải cho hắn an bài một gian phòng bệnh. E ngại thang hoành ân ở, Đỗ Triệu Huy không có đương trường đem Bạch Trân Châu như thế nào, hắn như vậy làm đã là kháng nghị dù sao khang vĩ trị liệu tiền hắn sẽ cho việc đã đến nước này tổng không thể đem hắn đầu đồng dạng khai cái lỗ thủng cấp khang vĩ chuộc tội đi đỗ triệu huy không quá đương hồi sự hắn còn cảm thấy hạ hiểu lan chuyện bé xé ra to đặc biệt là khang vĩ thoát ly nguy hiểm đỗ triệu huy đối bồi thường kim làm trong lòng chuẩn bị đại gia ngồi xuống hảo hảo nói không phải được rồi có quyền thế cũng sẽ không ghét bỏ vàng thật bạc trắng hoa tệ phỏng tay nội địa hiện tại người đều tiền lương như vậy thấp cải cách mở ra trước không được tư nhân làm buôn bán, ở 85 năm khẳng định là tìm không ra hàng tỷ phú ông, liền thang hoành ân như vậy cấp bậc, một tháng cũng liền mấy trăm khối tiền lương đi, khang vĩ gia lại có quyền thế, đỗ triệu huy không tin khang gia người có thể cự tuyệt đại ngạch bồi thường, nếu khang gia có tiền đến coi thường hắn cấp bồi thường kim, vậy tương đối có ý tứ, trừ bỏ tham ô, đỗ triệu huy không nghĩ ra tiền còn có thể là như thế nào tới. Đỗ Triệu Huy ở trong phòng bệnh, dưỡng bệnh, Bảo Tiêu bị hắn đuổi cửa đi, một cái bảo tiêu đẩy cửa tiến vào, đại thiếu gia Khang Vĩ người nhà tới rồi, là hắn thúc thúc muốn gặp ngươi, hạ tiểu thư cũng đi theo, hạ tiểu thư mặc hiện tại sưng lợi hại, không bị thương trước vẫn là thật xinh đẹp, đại thiếu gia vì vị này hạ tiểu thư chạy hai tranh hoa thanh đại học, nào biết hạ tiểu thư không dao động, nguyên lai like là có bạn trai. Hiện tại đại thiếu gia còn đem nhân gia bạn trai đâm bị thương, khó trách sẽ chột dạ trốn đi bảo tiêu nội tâm diễn thực phong phú đỗ triệu huy hoàn toàn không biết gì cả hắn nhìn xem chính mình thảm dạng liền nhiễm huyết bạch tây trang cũng chưa đổi nửa bên mặt cũng là sưng căn bản không sợ thấy khang vĩ thúc thúc làm cho bọn họ vào đi kết quả tiến vào cũng không có hạ hiểu lan chỉ có một trung niên nam nhân cùng đỗ triệu huy trong ấn tượng nội địa quan viên cũng không có hai dạng bảo tiêu muốn đứng ở trong phòng bệnh khang liên minh bí thư đem bảo tiêu thỉnh đi ra ngoài lãnh đạo cùng đổ đồng chí có chuyện muốn nói, các ngươi sợ hãi cái gì, đừng đầu, chẳng lẽ Thang Liên Minh sẽ từ trong quần áo móc ra một cây đao thọc đổ triệu huy, đổ triệu huy gật gật đầu, khụ, làm ta cùng Khang Tiên Sinh nói chuyện đi, người này phải tốn bao nhiêu tiền mới có thể thu phục, đổ triệu huy trong đầu liền cái này ý niệm, là thúc thúc không phải thân cha, vậy càng tốt nói chuyện đi, đồng dạng bị khách khí ngăn ở phòng bệnh ngoại hạ Hiểu Lan, trong lòng kỳ thật cũng không đế, rốt cuộc nàng nghe, đều là Khang Liên Minh cái này nhị thúc đối Khang Vĩ phủng sát cùng nuôi thả, Khang Liên Minh sẽ thay Khang Vĩ lấy lại công đạo sao? Vẫn là Đỗ Triệu Huy tùy tiện đưa ra điểm bồi thường điều kiện, Khang Liên Minh liền không truy cứu, hạ đồng học, đem không gian để lại cho lãnh đạo đi, ngươi chẳng lẽ không tin lãnh đạo có thể xử lý tốt, Khang Liên Minh nghiêm túc cũ kỹ, bí thư lại là cái hòa khí người thanh niên, cười rộ lên còn có hai cái răng nanh đâu, hạ hiểu lan tổng không thể thừa nhận, nàng thật đúng là không quá tín nhiệm Khang Liêm Minh đi, nhưng nàng cũng không có gì lập trường cường ngạnh đi vào, nàng chỉ là Khang Vĩ bằng hữu. 666, ngươi mệnh mới không đáng giá tiền, ba càng, tác giả, bảo trang thành, Đồn đại trung, Khang Liêm Minh là cái mặt hiền tâm ác thúc thúc, Hạ Hiểu Lan đối hắn không quá tín nhiệm, nhưng ai kêu Khang Vĩ không cái thân cha, thân mụ tạ vân lại chỉ biết khóc, loại này thời điểm chỉ có thể làm Khang Liêm Minh ra mặt. Đỗ Triệu Huy cũng là như thế này tưởng, đừng nói là thúc thúc, chính là hắn thân cha Đỗ Tranh Vinh, đối hắn cũng liền như vậy, đối người thông minh tới nói, bất luận cái gì sự đều có thể thỏa hiệp, nếu không thể đồng ý chỉ có thể thuyết minh chỗ tốt chưa cho đủ, Đỗ Triệu Huy còn ở phán đoán, hẳn là phải cho nhiều ít bồi thường kim, Khang Liên Minh đứng ở trong phòng bệnh đánh giá cái này thương nhân Hồng Kông thiếu gia nửa ngày, trầm mặt không nói đem ghế dựa kéo dài tới trước giường bệnh, ngồi xuống, Khang. Đỗ Triệu Huy một mở miệng, đã bị Khang Liên Minh cấp đánh gãy ngươi nhìn xem ngươi, ăn mặc sang quý hàng hiệu hóa, ở phòng bệnh một người, bên ngoài còn có bảo tiêu thủ, lái xe chính là tài xế, chính ngươi vẫn là thương nhân Hồng Kông, thượng trăm triệu đầu tư ở đặc khu, ngươi cảm thấy ai cũng bắt ngươi không có biện pháp đúng hay không, tại sao lại như vậy đâu, ngươi sẽ đầu thai, sinh ra chính là Hồng Kông phú thương gia nhi tử, đừng nói đâm bị thương hai người, chẳng sợ đem người đương trường đâm chết, cũng là không có quan hệ. Cùng lắm thì bồi tiền sao? Khang Liên Minh nói lời này bình dị không mang theo cảm tình, không chứa châm chọc, lại nói Đỗ Triệu Huy thực khó chịu, người này biết cái gì, đầu thai đương đổ tranh Vinh Nhi Tử, tuy rằng không thiếu tiền, cũng liền giới hạn trong này, cũng không phải bởi vì họ đổ, hắn liền sẽ đương nhiên kế thừa gia nghiệp, như hổ trình mồi tưởng cùng hắn đoạt gia sản người quá nhiều, một lần không làm chết hắn, thực mau sẽ đến lần thứ hai, họ Khang nói lời nói ngoại, nói hắn sẽ đầu thai, Đỗ Triệu Huy rất tưởng phản bác nhưng cùng Khang Liên Minh dựa vào gần, Đỗ Triệu Huy phát hiện cái này khí thế quá cường, không phải hoa phục cùng tiền tài khởi động tới khí thế, thói quen ra lệnh người đều có, chỉ là mạnh yếu khác nhau, mà Khang Liên Minh trên người, thật là cường quá mức, Đỗ Triệu Huy có loại giả thú tự giác, Khang Liên Minh người này thật không tốt đối phó, Khang Liên Minh bỗng nhiên cười một chút, ngươi cảm thấy mạng người không quá đáng giá, bởi vì kỳ thật ngươi mệnh liền không đáng giá tiền. Đỗ gia cũng không chỉ có có ngươi một cái nhi tử, Ngươi nếu là có cái ngoài ý muốn, thực nhanh có người trở về tiếp nhận đổ gia ở bằng thành đầu tư, ngươi ba khả năng sẽ vì ngươi rớt vài giọt nước mắt, nhưng chỉ cần có cũng đủ bồi thường, tỉ như nói chính sách lại ưu đãi một chút, hắn sẽ tận tâm tận trách truy cứu ngươi nguyên nhân chết sao, chăng phía dưới, đổ triệu huy tay đều nắm tay, Khang Liên Minh nói những câu đều chọc trúng đổ triệu huy chỗ đau, hắn không có biện pháp phản bác, bởi vì Khang Liên Minh nói chính là thật sự, ngươi có ý tứ gì, nói lời này là uy hiếp ai đâu muốn sát muốn xẻo, cứ ra tay, Đỗ Triệu Huy cảm thấy chính mình đều có thể tiếp được, nói chuyện không âm không dương, Đỗ Triệu Huy không thích, ngươi nghe không hiểu. Ngươi là tưởng nói cho ngươi, ngươi mệnh không đáng giá tiền, bởi vì đổ gia không thiếu nhi tử, nhưng khang vĩ mệnh thực đáng giá, hắn là ta đại ca duy nhất nhi tử, ta đại ca chết ở trên chiến trường thời điểm, khang vĩ còn không có sinh ra, ta nhìn hắn từ nhăn dúng gió em bé lớn lên, tùy ý hắn hỗn nhật tử bởi vì hắn còn không có sinh ra liền không có phụ thân, ta muốn cho hắn nhiều hưởng phúc. Nhưng ngươi đem hắn đâm cho nửa chết nửa sống, ngươi nhất thời đại ý tùy hứng, lại muốn chúng ta cả nhà tới thừa nhận kết quả này, khang gia nhận không nổi mất đi khang vĩ kết quả, không nói khang liên minh bản nhân, nhìn xem tạ vân. Đến nay còn không có hoàn toàn từ tan phu bi thống trung đi ra, khang liên minh đại ca mất sớm, là khang gia không thể đề vết sẹo, khang vĩ có bất trắc gì, tạ vân tất nhiên sống không còn gì luyến tiếc. Tiếp theo chính là khang gia nhị lão, lão gia tử thừa nhận lực hiếu thắng điểm, khang nải nải đem khang vĩ trở thành mệnh căn tử, khẳng định là sống không nổi, tai nạn xe cộ chỉ là ngoài ý muốn, khang liên minh cũng liền nhận, nhưng trận này tai nạn xe cộ nguyên bản là có thể tránh cho, đổ triệu huy đoàn xe không cần đem bằng thành đường cái trở thành chỗ không người, khang vĩ liền sẽ không xảy ra chuyện, xong việc. Đỗ Triệu Huy thái độ cũng kêu Khang Liên Minh ghê tởm người này không đem mạng người đương hồi sự hắn liền tính ngoài miệng nói xin lỗi kia cũng là dối trá khang liên minh liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu đỗ triệu huy ngụy trang như thế nào đỗ triệu huy phải cho khang vĩ ít giá cho rằng hắn khang liên minh chỉ là thúc thúc chỉ cần bản giá thích hợp hắn liền sẽ cùng đỗ triệu huy đạt thành hiệp nghị đem khang vĩ sự cấp mang đi qua đỗ triệu huy cũng không tính tưởng sai bất luận cái gì sự đều có trao đổi đường sống Đỗ Triệu Huy chỉ là xem nhẹ Khang Vĩ đối Khang Gia tầm quan trọng, bồi thường bao nhiêu tiền. Khang Liên Minh căn bản không hiếm lạ đòi tiền, giống hắn như vậy lãnh đạo cán bộ, đối với tiền tài dục vọng cũng không có như vậy cường, tiền lương có thể bao trùm sở hữu hàng ngày tiêu phí, phòng ở là quốc gia phân phối, xuất nhập có xe, liền tính tương lai về hưu đại ngộ cũng sẽ không hạ thấp, ở vào 80 niên đại cán bộ, có chính mình chính trị tố cầu. Tiền tiêu rất chính là hoa rớt, nhưng tại chức vị thượng làm sự, có thể ảnh hưởng đến rất nhiều người, dùng tương đối làm ra vẻ nói tới nói. Khang Liên Minh người như vậy, theo đuổi chính là ở thời đại biến thiên trung lưu lại chính mình, tấn ký. Đỗ Triệu Huy có thể cho, Khang Liên Minh coi thường. Khang Liên Minh hiện tại còn đặc biệt phẫn nộ, bởi vì Khang Vĩ bị thương, bởi vì Đỗ Triệu Huy hèn hạ mạng người. Khang Vĩ đối Khang gia tới nói rất quan trọng, Đỗ Triệu Huy như vậy khinh mạng, cho rằng bồi điểm tiền hoặc là cấp điểm chỗ tốt là được. Khang Liên Minh thật sự có cổ xúc động, tìm chiếc xe tới đem đổ triệu huy cũng đâm một lần. Đến lúc đó hắn coi như đổ triệu huy mặt cùng đổ tranh vinh nói giải hòa điều kiện, làm đổ triệu huy cảm thụ hạ chính mình mệnh kỳ thật cũng không giá trị cái cái gì. Đổ triệu huy hai tay đều nắm thành quyền, hắn lớn như vậy, cũng không bị người ngoài chỉ vào cái mũi mắng quá, luôn luôn đều là đổ triệu huy đối người khác trên cao nhìn xuống, có tiền chính là có thể mua mệnh, tranh tiên thế đổ triệu huy trắng tường nhiều không kể xiết hạ đại quân chính là một cái, Khang Vĩ Mệnh liền quý hắn mua không nổi, Khang Liên Minh từ vị trí thượng đứng lên, trên cao nhìn xuống góc độ, làm hắn đem đổ triệu huy thần sắc thu hết đáy mắt, người trẻ tuổi sẽ không che giấu tâm tư, đương nhiên khả năng cũng là khinh thường với che giấu, cảm thấy trời cao hoàng đế xa, đổ gia chủ yếu ở đặc khu hoạt động, Khang Liên Minh cái này kinh thành người lại không phải hiện quản, lấy đổ triệu huy không có biện pháp bái, ngươi sẽ nhìn đến. Sẽ nhìn đến Khang Vĩ đối Khang Gia có bao nhiêu quan trọng, Khang Liên Minh vừa mới nói xong, bí thư tựa như bóp điểm đi vào, lãnh đạo, người tỉnh, Khang Vĩ tỉnh, Khang Liên Minh không hề trì hoãn thời gian xoay người liền đi, mặt danh, Đỗ Triệu Huy nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi Khang Liên Minh cấp áp lực nói cho Đỗ Triệu Huy, Khang Vĩ nếu là vẫn chưa tỉnh lại, Khang Liên Minh thật sự sẽ lộng chết Đỗ Triệu Huy cấp Khang Vĩ đền mạng, cái gì tài xế, Khang Liên Minh không ăn kia một bộ, không có Đỗ Triệu Huy đồng ý, tài xế đuổi ở bằng thành trên đường cái đua xe. Khang Liên Minh vừa đi, Đỗ Triệu Huy liền từ trên giường bệnh xuống dưới, Bảo Tiêu còn tưởng rằng đại thiếu gia muốn đi xem người bị thương, Đỗ Triệu Huy đề mép giường ghế dựa tạp cái nát như, phát tiếp một hồi, Đỗ Triệu Huy xoa chính mình rụng răng kia nửa khuôn mặt, làm người đem hạ đại quân đưa đến bằng thành tới, 667, tim đập nhanh, bốn càng, tác giả, Bảo Trang Thành, Khang Vĩ ký ức dừng lại ở đâm xe thời điểm, lúc ấy một chiếc xe trực tiếp vọc lại đây, hắn sợ tới mức không có phản ứng hạ hiểu lan đem tay lái đoạt sau đó phanh một tiếng vang lớn khang vĩ biết chính mình đụng phải đầu kính chắn gió đều nát lại sau đó đã xảy ra cái gì hắn hoàn toàn không biết tỉnh lại thời điểm thuốc tê kính nhi đã qua đau đầu muốn mệnh cả người cũng không động đậy khang vĩ còn tưởng rằng chính mình vừa mới bị người từ trong xe kéo ra tới không biết liên thủ thuật đều làm xong hắn chỉ có thể miễn cưỡng đem mí mắt mở một cái phùng tầm mắt tụ một hồi lâu tiêu mới thấy rõ hắn trước giường đứng không ít người mẹ Quan A Di, hắn thấy thế nào thấy thân mụ cùng Quan A Di, này hai người không nên ở kinh thành sao? Mặc áo khoác trắng bác sĩ vây quanh Khang Vĩ, cho hắn kiểm tra rồi hảo một phen. Tạ Vân nắm hắn tay, ở đâu? Mụ mụ ở chỗ này, ngươi không nên gấp gáp, làm bác sĩ cho ngươi kiểm tra. Đúng vậy, chúng ta đều ở. Khang Vĩ muốn lại không tỉnh, Tạ Vân cảm xúc thế nào cũng phải hỏng mất không thể. Ngươi hiện tại đã ở bệnh viện, chúng ta đối với ngươi tiến hành rồi cấp cứu, thân thể của ngươi tình huống thực hảo, chậm rãi liền sẽ khôi phục khỏe mạnh. Bác sĩ Trấn An Khang Vĩ cảm xúc, cũng đem tình huống hiện tại cho hắn đơn giản nói hạ, đột phát ngoài ý muốn người bị thương ký ức là thiếu hụt nhỏ nhặt, có người sẽ quên chính mình đã trải qua cái gì, tiện đà kinh hoảng thất thố. Khang Vĩ không chỉ có là đau đầu, hắn thân thể mặt khác bộ phận cũng không dùng được lực, giọng nói cũng làm được bốc khói, hộ sĩ kia tâm bông nước chấm bôi trên hắn môi thượng, Khang Vĩ nhớ tới. Hiểu Lan, Hiểu Lan tẩu tử, nàng không có việc gì, nàng chính là một chút trầy da, Khang Vĩ nhẹ nhàng thở ra, may mắn không có việc gì, nếu không hắn liền tính sống sót, nên như thế nào hướng thành tử ca giao đãi cũng không chỉ có là Chu Thành quan hệ, nhận thức đã hơn một năm sau, Hạ Hiểu Lan cũng thành Khang Vĩ bạn tốt, hắn lái xe chở Hạ Hiểu Lan ra tai nạn xe cộ, Khang Vĩ chính mình trong lòng kia quan liền không qua được, Khang Vĩ muốn nói cái gì, phòng bệnh môn bị người đẩy ra, khang liên minh cả người đều mạo khí lạnh tiến vào mặt sau đi theo cái mặt sưng phù kỳ cục hạ hiểu lan khang vĩ cũng không dám phân tâm đi cùng hạ hiểu lan nói chuyện khang liên minh trước mặt ngoại nhân đối hắn vẫn luôn là gương mặt tươi cười tương đãi khang vĩ luôn luôn đều cảm thấy kia tươi cười đặc biệt giả hôm nay khang liên minh không cười khang vĩ càng không thói quen khang vĩ thanh âm giống mũi như vậy đại kêu một tiếng nhị thúc đến gần mới phát hiện khang vĩ thật sự quá thảm nếu là không nghe thanh âm Khang Liên Minh cũng không dám nhận đây là hắn cháu trai. May mắn Khang gia nhị lão không biết, đặc biệt là Khang nải nải, thấy Khang vĩ bộ dáng đương trường có thể phát bệnh, nghe thấy kia mũi đại thanh âm, Khang Liên Minh cảm thấy sốt ruột, ngươi nơi nào đau. Ta làm bác sĩ cấp điểm thuốc giảm đau, thuốc giảm đau là không thể loạn dùng, Khang vĩ là đau lợi hại, chỉ có thể bác sĩ khống chế tốt liều thuốc. Nơi này bác sĩ cũng chưa nói không cho dùng, nhưng dùng nhiều ít lượng, bọn họ muốn lặp lại châm trước hạ. Khang Vĩ cảm thấy chính mình đầu óc quan ngã hồ đồ, giống như từ hắn nhị thúc nói nghe được hoảng loạn vô thố. Khả năng sao? Nếu không phải hiện tại kỹ thuật còn không đạt được, Khang Vĩ đều hoài nghi hắn nhị thúc là cái sẽ giả cười người máy, tưởng nói chính mình không đau, một trương miệng chính là rên rỉ. Thảo, sao có thể không đau? Khang Vĩ đâm đầu thời điểm còn tưởng rằng chính mình xong đời, không nghĩ tới có thể sống sót, nhưng hắn sinh khí a, cái loại này tưởng đem một khắc chiếc xe tài xế niết bạo sinh khí thần kỳ chính là, Khang Ly Minh giống như sẽ thuộc độc tâm, hắn cúi xuống thân cấp Khang Vĩ sửa sang lại chăng, thấp giọng nói, ngươi an tâm dưỡng, chờ ngươi đã khỏe lại tự mình đem bãi tìm trở về, ai muốn bắt ngươi mệnh không để trong lòng, Khang gia đều không đáp ứng, cầm tâm bông tiểu hộ sĩ ly gần nhất, nghe lời này đều run run. ai, chuyện này cùng các nàng hộ sĩ không quan hệ, đâm người chính là thương nhân Hồng Kông, bị đâm chính là cán bộ cao cấp con cháu, liền thang thị trưởng đều tự mình tới tiểu hộ sĩ chỉ có thể đương không nghe thấy, Khang Vĩ cũng không thanh tĩnh lâu lắm, người nhà gặp một lần, bác sĩ nói còn muốn nghỉ ngơi là chủ, hắn cũng liền hướng tới Hạ Hiểu Lan động động ngón tay, Hạ Hiểu Lan mặt là sưng, tay cuốn lấy băng gạt, người tốt xấu là đứng, có thể thấy được không có gì trở ngại, Khang Vĩ cũng coi như là yên tâm, Khang Vĩ thanh tĩnh, cấp tất cả mọi người đánh một châm thuốc trợ tim, bác sĩ phán đoán không sai, Khang Vĩ giải phẫu rất thành công, nhận tri năng lực cũng không ra vấn đề chưa nói đâm một chút liền choáng váng. Hiện tại muốn chú ý chính là thuật sau hộ lý, cảnh giác thuật sau bệnh biến chứng, bất luận cái gì đề cập não bộ giải phẫu đều không phải tiểu phẫu thuật, huống chi 85 năm chữa bệnh điều kiện thật sự hữu hạn. Quan Tuệ Nga đỡ tạ vân đến hành lang, đuổi hạ hiểu lan đi nghỉ ngơi, trong lòng phạm sầu, tai nạn xe cổ sự, ngươi nói cho mụ mụ ngươi không, hạ hiểu lan lắc đầu, chờ ta hồi thương đô thời điểm, trên mặt thương khẳng định tốt không sai biệt lắm, đến lúc đó lại nói nàng cùng Thang Hoành Ân thương lượng quá, hai người đều cảm thấy chuyện này tạm thời không cần nói cho Lưu Phân. Này cùng lần trước quý gia sự bất đồng, so với Khang Vĩ, Hạ Hiểu Lan chịu sự điểm bị thương ngoài da, cũng không phải rất nghiêm trọng. Lưu Phân vừa nghe khẳng định sẽ vội vội vàng vàng tới rồi, Hạ Hiểu Lan tưởng chờ chính mình thương nhìn qua không như vậy khủng bố lại nói. Quan Tuệ Nga nghĩ thầm, 10 cái tạ vân bó lên đều không bằng Hạ Hiểu Lan kiên cường. Khang Vĩ tỉnh, Quan Tuệ Nga lý trí online, nàng biết tai nạn xe cổ phát sinh ở hẻo lánh địa phương, ngươi cùng Khang Vĩ đi chỗ đó đi làm gì? Đi xem Chu Thành, Hạ Hiểu Lan ngượng ngùng cười, nhưng còn không phải là đi xem Chu Thành sao? Khang Vĩ thức tỉnh, há ngăn là quan tuệ Nga lý trí thượng tuyến Nga, Hạ Hiểu Lan hậu tri hậu giác nhớ tới, tách ra thời điểm Chu Thành giống như nói muốn tranh thủ nhiều gặp mặt, nàng này trên mặt cùng trên tay thương, quá hai ngày khẳng định hảo không được. Dựa hóa trang có thể che khuất không? A-di, à Chu Thành còn không biết tai nạn xe cổ sự, hiện tại làm sao bây giờ, Chu Thành không thể quay đầu lại xem, vừa quay đầu lại xem, hắn liền luyến tiếc làm hạ hiểu lan đi, giáo viên nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn, Chu Thành ý đồ cùng hắn giảng đạo lý, nói hắn yêu đương nhiều không dễ dàng, có thể hay không nhiều thấy một mặt, giáo viên nhìn này trương bị phơi đen, vẫn như củ soái khí đến quá mức tuổi trẻ khuôn mặt, ngẫm lại Chu Thành chỗ đối tượng, cảm thấy Chu Thành thật là trợn mắt nói dối, Chu Thành mới 22 tuổi liền đem chung thân đại sự giải quyết một nửa, bộ đội người đàn ông độc thân nhiều như vậy, còn có chút muốn tổ chức thượng cưỡng chế yêu cầu kết hôn, mới căng gia đầu về quê xem mắt. Khi mới kêu không dễ dàng, Chu Thành mặc kệ, hắn liền cuốn lấy cái này giáo viên, người này nếu không phải chính là Hạ Hiểu Lan tìm quan hệ, nếu không phải chính là Chu gia nhận thức người, nếu không sẽ không cho hắn cùng Hạ Hiểu Lan châm trước, cái gì Chu đội trưởng mặt mũi, Chu Thành cũng toàn bộ từ bỏ giáo viên lạnh một khuôn mặt không để ý tới hắn, Chu Thành liền theo ở phía sau. Hạ Hiểu Lan rời đi nơi dừng chân sau hơn 40 phút, Chu Thành bỗng nhiên cảm giác một trận tim đập nhanh, hắn che lại ngực, không thở nổi, giáo viên còn tưởng rằng hắn ở diễn kịch, xem Chu Thành mồ hôi đầy đầu, hắn chạy nhanh đỡ lấy Chu Thành, Chu Thành, ngươi nhưng đừng tới này bộ, Chu Thành liền nói chuyện hứng thú đều không có, vừa rồi còn mặt dày mày dạng truyền người, hiện tại cả người khó chịu, loại cảm giác này chỉ có một trận, Chu Thành lại đứng ngồi không yên, buổi tối tắt đèn đi ngủ, Chu Thành lăn là một đêm không ngủ ngủ ngon, ngày mai thấy 668, cảm ứng trở thành sự thật, một càng, tác giả, Bảo Trang Thành, Chu Thành trong lòng thực hoảng, loại này tim đập nhanh cảm giác, làm hắn nhớ tới ở tiền tuyến lúc ấy. Có rất nhiều lần, bằng vào khó có thể ngôn tự vi diệu trực giác, hắn né tránh dừng ở bên người đạn pháo, né tránh tử thần thu hoạch sinh mệnh lưỡi hái, khẳng định có chuyện gì đã xảy ra. Tính tính toán thời gian, Hiểu Lan rời đi hơn 40 phút, khả năng mới vừa đi đã có dân cư địa phương đi, nơi ở tạm thời này một mảnh nhìn như không có bóng người, kỳ thật là có bộ đội trạm gác nhìn, thực an toàn, sẽ không ra cái gì nguy hiểm. Đi đường phải tốn nửa giờ trở lên, mới có thể tới gần nhất làng chài, làng chài lại đi phía trước, là một cái trấn nhỏ, Hiểu Lan nói là khang vị lái xe chở nàng tới, kia hơn 40 phút, hẳn là vừa vặn đến cái kia trấn nhỏ. Chu Thành nhắm mắt lại, chung quanh bản đồ địa hình rõ ràng xuất hiện ở hắn trong đầu, tim đập nhanh, cảm giác rất khó chịu, càng khó chịu là Chu Thành không biết đã xảy ra cái gì. Ngao một đêm, Chu Thành trằn trọc khó miên. Thiên Tài vừa mới có một tia ánh sáng, hắn xoay người bò dậy, đi tìm vị kia giáo viên. Báo cáo, ta tưởng xin nghỉ. Chu Thành, sáng sớm không cần giảng chê cười, đây là vi kỷ. Ngươi đang ở bảo mật nhiệm vụ trung, bảo cái gì bí a? À? lần đầu tiên tập kích bất ngờ còn có thể nói là bảo mật hiện tại đều ở vùng duyên hải ngay người lâu như vậy linh tinh chạy thoát buôn lậu phạm sớm đưa bọn họ tồn tại truyền bá đi ra ngoài hiện tại lại muốn bắt giống phía trước tranh vinh tập đoàn buôn lậu thuyền như vậy cá lớn dựa vào cũng không phải là bảo mật mà là xác thực tình báo tình báo này một khối liền tương đối mẫn cảm lần trước chu thành bị cách ly thẩm tra chính là nói hắn cùng phan tam trao đổi tình báo lấy chu thành cấp bậc tới nói đây là vi kỷ phía trên tình báo nơi phát ra là cái gì, phía dưới người không tư cách hỏi đến, Chu Thành không có phản bác giáo viên, hắn thoạt nhìn không phải nói giỡn, báo cáo, ta đối tượng Hạ Hiểu Lan đồng chí ở trên đường trở về, khả năng đã xảy ra cái gì biến cố, ta yêu cầu xác nhận an toàn của nàng, giáo viên cũng khẩn trương một chút, hỏi Chu Thành là như thế nào biết, Chu Thành nói là tự giác, này mẹ nó không phải nghiêm trang ở nói hưu nói vượng. Giáo viên muốn cho Chu Thành đi chạy cái 10 km thanh tỉnh hạ đầu óc, Chu Thành trong giọng nói hiếm thấy có một tia cầu xin, ngài liền giúp ta xác nhận một chút, ta liền không lo lắng, ngao một đêm không ngủ, Chu Thành nhìn là rất đáng thương, trong ánh mắt tất cả đều là hồng tơ máu, hồ bột phấn cũng toát ra tới, lúc này Chu Thành chính là một con vây thú, giáo viên cũng có chút hồ nghi, hắn cấp Chu Thành châm trước, không phải Chu Thành gia có quan hệ, mà là Hạ Hiểu Lan tìm tới quan hệ, liền lúc này đây, không có lần sau, giáo viên đem Chu Thành cấp lượt tại chỗ qua nửa giờ trở về đối đãi chu thành ánh mắt rất là ngạc nhiên ngươi là làm sao mà biết được dựa trực giác dứt khoát nói dựa khí công hảo ta thề thật sự chính là trực giác hiểu lan rốt cuộc làm sao vậy giáo viên giơ tay đi xuống hư ấn chu thành ngươi cảm xúc trước đừng kích động bình tĩnh lại nghe ta nói ngươi đối tượng ngày hôm qua rời đi thời điểm đã xảy ra tai nạn xe cộ nhưng là nàng bản nhân không có gì trở ngại cũng chỉ có điểm trầy da ta trăm phần trăm xác nhận qua ta không đồng ý ngươi xin nghĩ, như vậy ảnh hưởng quá không hảo, ra tai nạn xe cộ, bằng thành tương đối thiên làng chài, có thể ra tai nạn xe cộ. Khang Vĩ mua xe là chiếc Jeep 212, giá nhưng thật ra không quý, chính là xe hình không rất thích hợp nữ đồng chí khai, nếu không Chu Thành đều tưởng cấp Hạ Hiểu Lan mua một chiếc, tiện nghi xe Hạ Hiểu Lan phỏng chừng sẽ tiếp thu. Jeep 212 sàn xe không thấp, muốn ra tai nạn xe cộ đến cái dạng gì xe đụng phải tới, xe đạp là không được, xe máy đụng phải tới phỏng chừng xe cũng sẽ không ra đại sự. Hiểu Lan là trầy gia, kia lái xe tài xế đâu, tài xế đụng phải phần đầu, đã làm giải phẫu, người đối tượng không có việc gì. Tài xế là ta từ nhỏ một khối lớn lên phát tiểu, ta ba mẹ liền sinh ta một cái, này liền cùng ta thân huynh đệ không hai dạng, Khang Vĩ đụng phải đầu. Chu Thành may mắn Hiểu Lan chỉ là trầy gia, nhưng hắn lại lo lắng Khang Vĩ thương thế, giáo viên không lời nào để nói bộ đội đối chiến hữu nghị cùng huynh đệ tình vẫn là rất coi trọng, ở lục quân học viện đêm này kỳ học viên kéo đến phía nam hai tháng sau, bảo mật tính đích xác có điều buông lỏng, Chu Thành muốn nói trở lại kinh thành khẳng định không được, nhưng đối phương cũng ở bằng thành, giáo viên trầm ngâm một lát, không lập tức phản đối, tai nạn xe cộ ngày hôm sau, Khang Vĩ lại tỉnh lại quá hai lần, đại bộ phận thời gian đều là ở hôn mê, ngủ khá tốt, thanh tỉnh thời điểm hắn cũng đau lợi hại. Tạ Vân cuối cùng có thể ngừng nước mắt, khóc thúc thiếp thật sự giải quyết không được bất luận vấn đề gì, có kia công phu không bằng hảo hảo hỏi một câu bác sĩ, khang vĩ kế tiếp trị liệu phương án, hạ hiểu lan buổi tối cũng là ngủ ở bệnh viện, hộ sĩ cho nàng đổi dược, xem nàng cánh tay là huyết nhục mơ hồ, lúc ấy chọn pha lê khi nhưng đau, hạ hiểu lan lại không có tâm tư bận tâm chính mình, xem như gắn gượng qua đi, hiện tại mới cảm giác đau, tay cũng là nhiều tai nạn, lần trước nứt xương, lần này thế mặt trắng tay. May mắn người dùng tay trắng một chút, hộ sĩ một bên đổi dược, một bên còn cảm thán. pha lê tra rơi xuống trên mặt không nhiều lắm, đôi mắt cũng là hảo hảo, bởi vì là đi bờ biển, Hạ Hiểu Lan xuyên kiện cao cổ áo lông, cổ cũng bị bảo hộ khá tốt, hiện tại ngẫm lại thật sự vận khí, hủy dung sự tiểu, nếu là thương đến đôi mắt, Hạ Hiểu Lan chính mình phỏng chừng cũng muốn hỏng mất, lớn lên xấu đẹp nàng không ngại, đời trước lớn lên khó coi, vẫn cứ có thể được đến chính mình muốn, đời này nàng đồng dạng có thể làm được cũng không biết Chu Thành hay không để ý nàng hủy dung. Chu Thành nếu là không tiếp thu được, Hạ Hiểu Lan cũng trách hắn, nàng chính mình còn thích Chu Thành lớn lên soái đâu, làm người không thể quá song tiêu, nhưng đôi mắt nhìn không thấy, liền thật là không có biện pháp, nàng hiện tại sở học chuyên nghiệp, nàng nhân sinh quy hoạch, toàn bộ đều phải lật đổ trọng tới, hôm nay trên mặt cũng tiêu sưng lên, trên mặt thương không nặng, ngươi không phải vết sẹo thể chất, hẳn là sẽ không lưu sẹo, ngày hôm qua mới vừa đưa tới bệnh viện khi tuy rằng chật vật cũng là thật xinh đẹp hiện tại bộ dáng này đều nhìn không ra tới nguyên lai bộ dạng hạ hiểu lan không kiêu căng hộ sĩ đối nàng cũng thực kiên nhẫn an ủi cảm ơn ngươi đổi dược kỹ thuật rất tuyệt không như thế nào cảm giác đau không lưu sẹo đương nhiên tốt nhất hạ hiểu lan chiếu gương chính mình xem mặt cũng có chút tiêu sưng khang vĩ buổi sáng tỉnh một lần còn nhớ thương không thể bồi hạ hiểu lan đi xem tân cửa hàng hạ hiểu lan lúc ấy cảm thấy khang liên minh ánh mắt đều không đúng Khang vĩ kia hóa phỏng chừng là miệng vết thương đau suy xét không chu toàn, làm trò khang gia người đề chuyện này. Này không, hộ sĩ mới vừa đổi xong dược, khang liên minh liền tới tìm hạ hiểu lan nói chuyện phiếm. Hai người ở kết phường làm buôn bán, làm giống như còn không tồi. Đúng vậy khang thúc thúc, sinh ý phát triển khá tốt, khang vĩ chính mình cũng thực thích. Hạ Hiểu Lan cũng không biết Khang Liên Minh ngày hôm qua tìm Đỗ Triệu Huy nói chuyện cái gì, dù sao Đỗ Triệu Huy hiện tại còn nói chính mình đau đầu rất có muốn cùng khang vĩ đua ai nằm viện thời gian càng dài xu thế khang liên minh trong lòng sao tưởng hạ hiểu lan cũng lấy không chuẩn bỗng nhiên chạy tới hỏi sinh ý chẳng lẽ không nghĩ làm khang vĩ về sau đến bằng thành tới khang thúc thúc làm buôn bán bản thân là không có gì nguy hiểm chúng ta làm chính là đang lúc sinh ý trận này tai nạn xe cộ cũng là ngoài ý muốn chúng ta đều không có đoán trước đến sẽ bị đụng vào này cùng khang vĩ làm buôn bán không quan hệ cùng giao thông phạm quy không hoàn thiện có quan hệ nếu ngài không dễ dàng khang vĩ về sau tới bằng thành, chúng ta có thể chờ khang vĩ khỏi hẳn sau, lại thảo luận vấn đề này sao? 669, đừng trốn, làm ta nhìn xem, hai càng, tác giả, bảo trang thành, khang liên minh ở công tác cùng trong sinh hoạt gặp qua đủ loại kiểu dáng người, giống hạ hiểu lan loại này tuổi, ở trước mặt hắn liền nguyên lành lời nói đều nói không rõ, chính hắn nhi nữ cũng không dám phản bác hắn. Hạ Hiểu Lan còn nói đạo lý rõ ràng, này nữ hài nhi là có giả tâm, ở cá nhân sự nghiệp thượng có giả tâm, khang vĩ cùng người như vậy đương bằng hữu, đương nhiên sẽ thay đổi từ trước ăn no chờ chết chí hướng. Khang vĩ lần thứ hai tỉnh lại, mới vừa đi quỷ môn quan dạo qua một vòng, còn nhớ thương muốn khai tân cửa hàng sự, khang liêm minh liền nghĩ đến hiểu biết hạ khang vĩ sự nghiệp, kết quả khiến cho hạ hiểu lan cảnh giác, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là muốn biết các ngươi đang làm cái gì sinh ý. Nói như thế, các ngươi sinh ý cùng tranh vinh tập đoàn có xung đột sao? khang liên minh vấn đề làm hạ hiểu lan thực kinh tủng đây là nàng chưa từng có quá tự hỏi phương hướng khang liên minh sợ này không phải ngoài ý muốn mà là đổ triệu huy cố ý sinh ý thượng không có gì xung đột chúng ta chủ yếu kinh doanh các loại vật liệu xây dựng tranh vinh tập đoàn đầu tư kế hoạch rất lớn giống chúng ta như vậy quy mô cửa hàng muốn ở tranh vinh tập đoàn đầu tư hạng mục nhận được đơn đặt hàng đều khó cùng bọn họ sẽ không có ích lợi thượng xung đột nếu ngài nói tư nhân ân oán nói ta cùng Đỗ Triệu Huy có điểm hiềm khích, cũng không tính muốn mệnh sự, không có lớn đến Đỗ Triệu Huy muốn giết người cho hả giận, Đỗ Triệu Huy nhất định là điên rồi mới có thể ở bằng thành giết người. Đỗ gia như vậy loạn, Đỗ Triệu Huy cũng muốn cùng người khác cạnh tranh, thật vất vả đem Lưu Thiên Toàn xa lánh đi rồi, bằng thành là Đỗ Triệu Huy một người định đoạt, hắn không hảo hảo ở bằng thành làm buôn bán, liền bởi vì Hạ Hiểu Lan không đồng ý đi Hong Kong sinh hoạt, hắn liền phải giết người. Hạ Hiểu Lan cảm thấy Đỗ Đại Thiếu cùng vọng tự đại, lại không đến mức xuẩn thành như vậy. Xem hắn đối phó Vương Quảng Bình thủ đoạn, Đỗ Triệu Huy thật là cái nham hiểm mà người thông minh, sinh ý thượng cạnh tranh càng không thể, tranh vinh tập đoàn đầu tư cái hạng mục đều là lấy trăm triệu vì đơn vị, an gia vật liệu xây dựng, hết hạn đến 85 năm 2 tháng buôn bán ngạch là 60 nhiều vạn, đem cửa hàng toàn bộ bán đi, đều không đủ mua Đỗ Triệu Huy ngồi kia chiếc Bentley. Khang Liên Minh cũng không tiếp tục hướng thăm nói, nhưng thật ra nhân cơ hội kỹ tràng tỉ mỹ hiểu biết cửa hàng vật liệu xây dựng kinh doanh tình huống, khai trương 4 tháng buôn bán ngạch 60 nhiều vạn, khang vĩ chiếm 20% cổ phần, lần này cầm 2 vạn chia hoa hồng. Từ kinh tế hiệu quả và lợi ích đi lên nói, để khang liên minh 4 năm tiền lương, cũng khó trách khang vĩ cả người dùng sức, tai nạn xe cộ sao hải nhớ thương khai chi nhánh sự, khang liên minh hy vọng khang vĩ sống nhẹ nhàng điểm, lại đã quên người trẻ tuổi đều sẽ đua đòi cùng khang vĩ cùng nhau lớn lên thiệu quang vinh ở đơn vị thực nỗ lực chu thành cùng khang vĩ cùng tuổi cũng đã ở bộ đội đương doanh trưởng lại nói tiếp mỗi người đều so khang vĩ lợi hại hiện tại bắt lấy một cái có thể biểu hiện chính mình năng lực khó trách khang vĩ ném không khai tay phía trước nghe nói khang vĩ còn đem trong nhà sửa chữa quá khang liên minh tưởng trong nhà lão nhân trợ cấp hiện tại xem ra đều là khang vĩ chính mình kiếm được cùng chu thành quậy với nhau khang vĩ kiếm lời không ít tiền a à hắn nếu là mở miệng làm khang vĩ không được tới bằng thành, nhất định lại là hạng nhất tội danh, ngăn cản thân cháu trai phát tài. Hạ Hiểu Lan cho rằng Khang Liên Minh muốn nói gì đâu, kết quả Khang Liên Minh suy nghĩ nửa ngày lại nói, ngươi nghĩ tới muốn mở rộng quy mô sao, nhìn Đỗ Triệu Huy cảm thấy chính mình có tiền có thể muốn làm gì thì làm, Khang Liên Minh liền tới khí, một cái cửa hàng vật liệu xây dựng, mấy cái người trẻ tuổi kết phường, từ không đến có, một năm buôn bán ngạch có thể thượng trăm vạn là thực ghê gớm. Khang Liên Minh cảm thấy phát triển chậm chút, tranh vinh tập đoàn là tích lũy vài thập niên tài phú mới có hôm nay, muốn cho Khang Vĩ trong thời gian ngắn đuổi theo không có khả năng, nhưng Khang Vĩ này quy mô cũng làm đến quá nhỏ chút. Hạ Hiểu Lan nghẹn họng nhìn trân trối, ngài ý tứ là, ta ý tứ là, có thể cung cấp một chút không quá phận trợ giúp, đương nhiên, yêu cầu ngươi gạt Khang Vĩ. Hạ Hiểu Lan bị Khang Liên Minh làm hồ đồ, tự nhiên không phải muốn Khang Vĩ rời khỏi sinh ý, mà là tưởng hỗ trợ mở rộng kinh doanh nếu như vậy, vì sao không thể thoải mái hào phóng nói, còn muốn cố ý gạt Khang Vĩ, mặc kệ Hạ Hiểu Lan hay không tiếp thu Khang Liên Minh trợ giúp, Khang Liên Minh điểm xuất phát là tốt, vậy hẳn là làm Khang Vĩ biết đi. Hạ Hiểu Lan cảm thấy, này thúc cháu chi gian câu thông, là thật sự có vấn đề, Khang thúc thúc, thực xin lỗi, ta chỉ là cổ đông chi nhất, mặc kệ ngài muốn cung cấp cái dạng gì trợ giúp, ta đều yêu cầu cùng mặt khác cổ đông trước thương lượng, mà Khang Vĩ cũng là ta yêu cầu thương lượng cổ đông, ngài hiểu ta ý tứ đi, Hạ Hiểu Lan là cảnh giác, trên đời không có miễn phí cơm trưa, Hạ Hiểu Lan lo lắng Khang Liên Minh trợ giúp có trao đổi điều kiện, tỉ như đem Khang Vĩ đá ra cửa hàng vật liệu xây dựng, giống Khang Liên Minh người như vậy, ý tưởng không nói thiên kỳ bách quái, mà là mưu tính sâu xa, Hạ Hiểu Lan cùng bọn họ giao tiếp từ trước đến nay rất cẩn thận, bởi vì bọn họ vì đạt tới nào đó mục đích, thường thường ở rơi xuống đệ nhất cái quân cờ khi đã nghĩ kỹ rồi sau vài bước muốn đi như thế nào. Khang Liên Minh không nói chuyện, hắn lại làm ra tiêu chí tính nhấp môi biểu tình. Hạ Đồng Học, người khả năng hiểu lầm lãnh đạo ý tứ, Khang Liên Minh bí thư mới vừa mở miệng, liền thấy Hạ Hiểu Lan thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm hắn, không không không, là lướt qua hắn, nhìn về phía hắn phía sau đâu. Khang Liên Minh bí thư một quay đầu, liền thấy một người tuổi trẻ nhân đại chạy bộ tới, người nọ đặc biệt tuấn, giống nhau nam đồng chí nhìn đều phải tự biết xấu hổ. Ai nói nam nhân không xem diện mạo? lớn lên tuấn nam đồng chí, đồng dạng có thể vượt qua giai tầng, tự cổ chí kim cũng không thiếu khác phái đảo truy. Khang nhị thúc, thường phục Chu Thành bước đi tới, Khang Liên Minh gật đầu, ngươi tới đảo không chậm, Chu Thành tới, Khang Liên Minh một ít lời nói liền khó nói, hắn mang theo bí thư vừa đi, Hạ Hiểu Lan tưởng đem chính mình tay giấu đi, tay cuốn lấy băng gạt nhưng thật ra có thể bối đến mặt sau, mặt làm sao bây giờ, thiên A, nàng vừa rồi ở trong gương nhìn thấy vẻ mặt hồng hồng tím tím, cứ nhiên bị chu thành nhìn vừa vặn ngươi đừng trốn ngươi làm ta hảo hảo xem xem trên mặt là rất khủng bố chu thành vuốt chính mình lương tâm nói hắn cùng hạ hiểu lan mới gặp khi hạ hiểu lan liền đỉnh như vậy một khuôn mặt hắn thật sự rất khó nhất kiến chung tình nhưng hắn cùng hạ hiểu lan nhận thức lâu như vậy xem đã sớm không chỉ có là mặt hắn thích hạ hiểu lan từ đầu đến chân thích bắt đầu từ nhan giá trị lại cũng không giới hạn trong nhan giá trị hạ hiểu lan tính cách nàng tích cực hướng về phía trước nàng làm người đau đầu quật cường ưu điểm khuyết điểm đều là chu thành thích không đúng hắn tức phụ nhi căn bản là không có khuyết điểm chu thành đem nàng đầu phủng trụ không được nàng lộn xộn chỉ cần không có mất đi hiểu lan dung mạo như thế nào chu thành thật sự không quá quan tâm nhớ tới ngày hôm qua buổi chiều tim đập nhanh chu thành còn ở phía sau sợ nhìn kỹ quá nàng mặt chu thành nhẹ nhàng ở hạ hiểu lan cái tráng hôn hôn ngươi không cần trốn ngươi ở lòng ta chính là đẹp nhất, quan trọng là ngươi người không có việc gì, giáo viên không có lừa hắn, còn có thể đứng nói chuyện, xem ra thật sự chỉ là trầy da. Chu Thành được đến tin tức cũng không yên tâm, cần thiết tận mắt nhìn thấy mới có thể an tâm. Hắn không ngại trên mặt miệng vết thương, hắn để ý chính là Hạ Hiểu Lan có đau hay không. Chu Thành, Quan Tuệ Nga nghe nói Chu Thành tới, chạy ra vừa thấy, thật sự ở cùng Hạ Hiểu Lan nị oai. Chu Thành như thế nào có thể xin nghỉ, không phải là chính mình trộn đi ra tới đi. Quan Tuệ Nga chính mình đều cảm thấy Hạ Hiểu Lan rất bị tội, nhưng Chu Thành nếu là vì Hạ Hiểu Lan trái với kỷ luật, Quan Tuệ Nga vẫn cứ sẽ không cao hứng. 670, người đem ta bộ lao, ba càng, tác giả, bảo trang thành, mẹ, cảm ơn ngài, Chu Thành đem Hạ Hiểu Lan bả vai ôm, dắt tay là không được, Hạ Hiểu Lan cánh tay đau, hắn một mở miệng, liền đem Quan Tuệ Nga hỏa khí cấp dán xuống đi hơn phân nữa quan tuệ nga mã bất đình đề bay tới bằng thành ném xuống chính mình công tác đương nhiên không chỉ có là vì khang vĩ một nửa kia nguyên nhân chính là hạ hiểu lan chu thành hiểu quan tuệ nga tâm đương mẹ nó khẳng định vui mừng một câu liền đem quan tuệ nga cấp trấn an nàng chuyển giận mỉm cười đừng rót mẹ ngươi mê hồn canh nói nói như thế nào chạy tới bệnh viện không phải là hạ hiểu lan nói hạ hiểu lan không nghĩ làm chu thành thấy trên mặt thương ngài đừng lo lắng ta là xin nghĩ ra tới chúng ta một cái giáo viên, phỏng chừng nhận thức Hiểu Lan, là hắn nói cho ta, ta vừa nghe Hiểu Lan cùng Khang Vĩ ra tai nạn xe cộ, không tới bệnh viện xem một cái không yên tâm, ngày hôm qua buổi chiều tim đập nhanh sự chu thành không giảng, nói ra rất huyền huyễn. Quan Tuệ Nga vẫn là cảm thấy có tật xấu, giáo viên nhận thức Hạ Hiểu Lan, Hạ Hiểu Lan lắc đầu, ta thật sự không biết, là thang. Ngài cũng biết, Hạ Hiểu Lan là thác thang hoành ân tìm quan hệ, không thật lớn đình đám đông giảng, quan tuệ nga cũng không truy vấn đi xuống dù sao chu thành không phải trộm đi ra tới là được ba người đi trong phòng bệnh xem khang vĩ khang vĩ người không tỉnh chu thành cũng không đành lòng khang vĩ là cái thần khí hiện ra như thật người nơi nào gặp quá loại này tội bác sĩ nói như thế nào khang vĩ tình huống thật sự tính hảo bác sĩ nói đưa tới bệnh viện thực kịp thời đương nhiên cùng thao đao bác sĩ kỹ thuật cũng có quan hệ đỗ triệu huy thương nhân hồng kông thân phận nổi lên tác dụng Thang Hoành Ân đã đến cũng làm viện Phương rất coi trọng. Thang Vĩ cấp cứu quá trình cơ hồ là sách giáo khoa Hoàng Mỹ. Có thể tới bệnh viện nhanh như vậy, có hạ hiểu lan nguyên nhân. đương nhiên nàng sẽ không hướng ai thỉnh công. Có thể đem Thang Vĩ cứu trở về tới mới quan trọng nhất. Tình huống là thực tốt, trừ bỏ dự phòng giải phẫu bệnh biến chứng, cùng khả năng xuất hiện rất nhỏ não tổn hại. Thang Vĩ bên này cũng không cần lo lắng khác, mệnh là nhặt về. Chu Thành vừa hỏi tai nạn xe cộ như thế nào phát sinh, ngoài phòng bệnh mọi người đều có điểm trầm mặc chu thành ngươi lại đây ta cẩn thận cùng ngươi nói một chút khang liên minh đem chu thành gọi vào một bên hai người nói nửa giờ chu thành mới đi tới hà hiểu lan có điểm lo lắng khang thúc thúc sẽ không lại cùng ngươi giảng là có ý định mưu sát đi lái xe không xem lộ không khống chế chính mình tốc độ đương nhiên là có ý định mưu sát hiểu lan này không phải sự tình trọng điểm hiện tại khang nhị thúc nuốt không dưới khẩu khí này ta trước kia khả năng có chút địa phương hiểu lầm Khang Nhị Thúc, Khang Liên Minh cái loại này áp lực phẫn nộ, Chu Thành nghe được ra tới. Khang Liên Minh không phải phẫn nộ Đỗ Triệu Huy đem Khang gia mặt mũi đạp lên dưới chân, mà là phẫn nộ Đỗ Triệu Huy cố tình làm bậy, thiếu chút nữa làm Khang gia mất đi Khang Vĩ. Chu Thành nhìn Khang Vĩ nằm ở trên giường bệnh bộ dáng đồng dạng khó chịu, hắn cùng giáo viên nói không phải lời nói dối, cha mẹ liền sinh hắn một cái, Khang Vĩ tựa như hắn thân huynh đệ, hai người quan hệ là tốt nhất, Khang Vĩ vẫn luôn là Chu Thành tiểu tùy tùng, liền thiệu Quang Vinh cùng Chu Thành quan hệ đều phải thiếu chút nữa ý tứ, nếu không phải lần này tai nạn xe cộ, Chu Thành cũng không thấy hiểu Khang Liên Minh đối Khang Vĩ thái độ, Khang Liên Minh cấp Khang Vĩ an bài cái chức quan nhàn tản, không phải có ý định muốn đem Khang Vĩ dưỡng thành phế tài, hắn chính là cảm thấy Khang Vĩ không cần quá nỗ lực, Khang Vĩ ba ba, Khang Liên Minh đại ca đã vì quốc gia, vì Khang gia hy sinh, Khang Vĩ nên hưởng hưởng phúc. Khang Liêm Minh ý tưởng kỳ thật không nhiều phức tạp, cho nên Khang Liêm Minh nghiêm khắc yêu cầu chính mình nhi nữ, đối Khang Vĩ lại là nuôi thả, chỉ cần Khang gia không ngã, lấy hắn cấp Khang Vĩ làm ra các loại an bài, Khang Vĩ cả đời đều sẽ quá tương đối nhẹ nhàng, so thượng không đủ, so hạ khẳng định có dư, Hảo Nam Nhi còn không phải là muốn kiến công lập nghiệp, tuổi còn trẻ ăn no chờ chết, Chu Thành dù sao là không tiếp thu được Khang Liêm Minh ý tưởng, hắn ký nghị chờ Khang Vĩ thanh tỉnh sau thúc cháu hai hảo hảo nói nói chuyện, có quan hệ khang vĩ tương lai, Chu Thành cũng không cho khang vĩ tiêm máu gà, không túng khang vĩ đi, làm khang vĩ chính mình tưởng, chính mình tuyển. Khang Liên Minh muốn đem khang vĩ đặt ở mí mắt hạ nhìn, Chu Thành là không tán thành, cho nên hắn cùng khang Liên Minh nói chuyện cũng không tính thực hòa hợp. Đương nhiên, ở đối đãi đổ triệu huy chán ghét thượng, Chu Thành cùng khang Liên Minh nhưng thật ra đạt thành chung nhận thức. Có chút lời nói không thích hợp giảng cấp Hạ Hiểu Lan nghe, Chu Thành hàm hồ qua đi, ngươi trên mặt thương không quan trọng, tay đâu, lần trước nứt xương quá, ngươi tay phải có hay không làm bác sĩ hảo hảo kiểm tra quá, toàn thân đều kiểm tra quá, nhưng thật ra ngươi xin nghĩ rất khó đi, nơi ở tạm thời quản lý như vậy nghiêm khắc, không biết Chu Thành hoa bao lớn công phu mới xin nghĩ ra tới. Hạ Hiểu Lan cũng cảm thấy Chu Thành vừa rồi lời nói lo logic không quá thông, giáo viên như thế nào sẽ chủ động nói cho Chu Thành tai nạn xe cổ sự, là tìm thang hoành ân quan hệ nhưng Thang Hoành Ân cố tình làm người thông tri Chu Thành. Lo diệt thượng là có tật xấu, những người khác đều đem ở chung không gian để lại cho tiểu tình lữ, Chu Thành xem tả hữu không người, chỉ vào chính mình tâm nói, nơi này trang ngươi, nó vì ngươi mà nhảy, nó có thể cảm ứng được ngươi trạng huống. Chu Thành trong ánh mắt tất cả đều là tơ máu, nhưng hắn nói nghiêm túc, lúc này thật là xoái rối tinh rối mù. Hạ Hiểu Lan bị này lời ngon tiếng ngọt đánh không hề có sức phản kháng, nàng cả người đều mau thiêu cháy ngươi bằng vào chính mình trực giác biết đến, là ở nói giỡn đi, này không phải văn học tiểu thuyết cùng tác phẩm điện ảnh bậy bạ sao, sao có thể là thật sự, nhưng Chu Thành nói quá nghiêm túc, hắn trong ánh mắt ảnh ngược chính là bệnh viện đèn dây tóc, lại giống trang nhật nguyệt sao trời, Hạ Hiểu Lan nhịn không được duỗi tay đặt ở Chu Thành trái tim bộ phận, cách quần áo, trên tay nàng triền mãn băng gạt, chỉ có đầu ngón tay có thể cùng Chu Thành đụng chạm, liền ở trong nháy mắt kia, phản phất có một đạo điện lưu từ chu thành trái tim chỗ vụt ra tới, theo hạ hiểu lan đầu ngón tay lan tràn đến toàn thân, nàng bị qua một lần điện, nàng cảm thấy chính mình mau không thể hô hấp, vì cái gì không thể là thật sự, nếu nàng đều có thể trọng sinh, văn học tác phẩm miêu tự tình cảm, chẳng lẽ liền không thể thật sự, nàng lại có hạnh, có thể gặp được chu thành, như vậy cực nóng mà chân thành tình cảm, là lại nhiều tài phú đều so ra kém, thích chính là thích, thích không có biện pháp giấu đi, không thể thường xuyên gặp mặt cũng ngăn cản không được cảm tình gia tăng. Nàng tưởng cùng tiểu thịt tươi nói rằng phong hoa tuyết nguyệt luyến ái, nàng ghét bỏ tiểu thịt tươi quá dính người, cũng nghĩ tới chu gia nếu là ngạch cửa quá cao, nàng cùng chu thành vẫn là chia tay tương đối nhẹ nhàng. Nàng cũng từng không đem tâm tư đặt ở chu thành trên người, không có chân chính thế chu thành suy xét, mới nháo ra cao phỉ phiền toái, thẳng đến nàng quyết định phải hảo hảo kinh doanh một đoạn này tình yêu, chân chính đầu nhập, nàng mới phát hiện, loại cảm giác này thật là quá mỹ diệu, hạ hiểu lan cho rằng cảm tình cũng là một hồi đánh cờ người tiếng ta lui không ngừng thử là cần thiết quá trình ai đều sợ sai phó thiệt tình đặc biệt là hạ hiểu lan trọng sinh trước xã hội không khí ứng dụng mạng xã hội làm nam nữ chi gian sương sớm chi hoang trở nên dễ dàng hừng đông nói tái kiến từ đây không có liên quan nhưng là thuần túy nhất thích lại thành hàng xa xỉ nhưng mà chu thành từ lúc bắt đầu liền đem tâm rộng mở không cần nàng trả giá cái gì chỉ cần nàng đi vào đi, nàng cư nhiên chần chờ lâu như vậy, may mắn hiện tại biết còn không muộn. Hạ Hiểu Lan đem đầu vùi ở Chu Thành trước ngực, hốc mắt cũng nóng lên, Chu Thành đồng chí, ngươi đem ta bộ lao, 671, ta đều hiểu đâu, bốn càng, tác giả, bảo trang thành, thanh âm quá nhỏ, Chu Thành liền nghe thấy cái, bộ lao, hắn truy vấn đi, Hạ Hiểu Lan lại như thế nào cũng không chịu lặp lại, Chu Thành lấy nàng không có biện pháp, chỉ có thể ôm nàng bả vai, hắn tức phụ nhi lúc này đây gặp mặt chính là ái làm nũng, Chu Thành ước gì nàng càng kiều một chút, dắt tay sợ hạ hiểu lan cánh tay đau, hôn môi sợ chạm vào trên mặt nàng thương, cấp Chu Thành chỉ có thể cọ cọ nàng cổ tìm kiếm an ủi, hạ hiểu lan bị hắn cọ ngứa, muốn tránh muốn cười, Chu Thành một đôi tay tựa như dán cái kìm giống nhau, chặt chẽ khoanh lại nàng, làm nàng trốn không thoát, ngươi nói lại lần nữa, vừa rồi nói qua nói, nói ta tạm tha quá ngươi, không nói, Chu Thành ngươi đừng nháo, nơi này là bệnh viện hạ hiểu lan này phản kháng lập trường căn bản không kiên định là bệnh viện làm sao vậy trong phòng bệnh chỉ có hai người người ngoài muốn vào đến tự nhiên biết nên gõ cửa hạ hiểu lan chỉ nghĩ nắm chặt ở chung thời gian nàng không nghĩ đi hỏi chu thành thỉnh bao lâu thời gian giả hiện tại nàng tưởng ích kỷ một chút đối cảm tình không như vậy đầu nhập thời điểm cảm thấy có thấy hay không mặc không sao cả còn khuyên chu thành muốn thừa dịp tuổi trẻ nhiều phấn đấu một khi đâm thủng kia tầng giấy cửa sổ, tình cảm là quan không được, tu cái đập lớn cản lên, cũng ngăn cản không được vỡ đê. Nếu không phải đáp ứng rồi vu nải nải, ta thật không nghĩ đi đương trao đổi sinh, Chu thành vuốt nàng tóc, ta biết, ta đều biết, hai người nị không hảo sao, một ngày không cởi này thân quân trang, Chu thành nhất định phải phục tùng mệnh lệnh, hắn liền có quân nhân chức trách, Chu thành thích quân doanh, nếu không lúc ấy cũng sẽ không lựa chọn nhập ngũ, sinh ở Chu gia, hắn vốn đang có mặt khác lựa chọn, phải đi an toàn chiêu số là làm chính trị chu thành là chính mình cân nhắc quá mới quyết định tòng quân nhận thức hạ hiểu lan sau hắn thật sự từng có xuất ngũ xúc động nhưng hắn ở bộ đội phát triển hảo hạ hiểu lan không cho phép hắn đạp hư chính mình tiền đồ người trong nhà cũng sẽ không đồng ý chu thành cảm thấy chính mình đi làm khác cũng không đói chết người khác cảm thấy hắn bỏ dở nửa chừng không khỏi quá đáng tiếc thái độ cường ngạnh xuất ngũ cũng đúng Hiểu Lan đi đến chỗ nào hắn liền theo tới chỗ nào, nghĩ ra quốc mấy năm liền mấy năm, Hiểu Lan không thích phương Bắc hai người liền đi phương Nam sinh hoạt, loại này tiểu nhật tử nhiều ngọt ngào, khi chu gia lại nên làm cái gì bây giờ đâu. Lão gia tử đảo chưa nói muốn cho chu gia ngàn ngàn vạn vạn năm đắc thế, trải qua chu lão gia tử cùng chu văn bang, chu quốc bân hai huynh đệ phấn đấu, chu gia mới có hiện tại quan cảnh, bò lên trên đi khi đặc biệt không dễ dàng, muốn ngã xuống đi lại rất dễ dàng. Chu Di không còn dùng được, Chu Thành hai cái cô cô gã chồng sao, biểu đệ biểu muội nhóm lại không họ Chu, về sau còn có thể chăm sóc cả gia đình người sao. Đều có từng người sinh hoạt, Chu Thành nhập ngủ phía trước, cùng cái đại viện, bao gồm vương gia ở bên trong, đã xảy ra chuyện vài gia, trong nhà trụ cột một khi xảy ra chuyện. Những người khác liền kinh hoảng thất thố vô kế khả thi, Chu Thành không nghĩ Chu gia cũng có kia một ngày, trong nhà nhị lão phấn đấu cả đời, nên yên phận hưởng mấy năm phút, hắn đại bá cùng hắn ba còn có thể công tác cái 10, 20 năm, kia lúc sau đâu, phải hắn quản gia cấp khiên lên tới, cho nên Hạ Hiểu Lan ý tưởng, Chu Thành đều hiểu, hắn đối Hiểu Lan nhất kiến trung tình, bởi vì hiểu biết từ thích biến thành ái, hắn đều hiểu, Hiểu Hiểu Lan không muốn đối vận mệnh thỏa hiệp, Hiểu Hiểu Lan hiếu thắng, biết Hiểu Lan muốn lôi kéo người nhà thoát ly không hảo hoàn cảnh quyết tâm, Hiểu Lan, đáp ứng rồi người khác sự chúng ta đều tận lực muốn làm được, tựa như ngươi nói. Hai ta về sau thời gian còn rất dài. Nhưng Vu nải nải thượng tuổi, nàng khả năng chờ không được mấy năm, ngươi cho nàng tìm thân hy vọng, có thể hay không tìm được là một chuyện nhi, có hay không nắm lấy cơ hội đi tìm là một chuyện khác, xuất ngoại sau tức phụ nhi có thể hay không bị người lừa chạy, liền tính ở quốc nội, Chu Thành cũng sẽ có loại này lo lắng, không quan hệ hay không xuất ngoại a, à, ai kêu nhà hắn hiểu lang ưu tú lại xinh đẹp, đúng vậy, ưu tú muốn xếp hạng xinh đẹp phía trước hiểu lan vừa rồi nói bị cục chặt chu thành nghe thấy được hắn vẫn chưa cảm thấy chính mình đem hiểu lan bộ lao cưới về nhà cũng không tính sinh mệnh không ngừng phấn đấu không thôi không đến hắn cùng hiểu lan nằm đến cùng cái huyệt mộ kia một ngày vĩnh viễn không có gì bộ lao hắn nếu không đối chính mình tức phụ như hảo bị người khác chui chỗ trống kia cũng là xứng đáng chu thành đối vu nải nải là cảm kích ở hạ hiểu lan cùng lưu phân vừa ly khai ở nông thôn thời điểm các nàng yêu cầu một cái giống vu nải nải như vậy miệng dao găm tâm đậu hủ chủ nhà. Hạ Hiểu Lan này chọc người mơ ước diện mạo, cũng liền ở tại vu nải nải gia an toàn nhất. Hơn nữa Hiểu Lan nói, vu nải nải lần trước còn chạy đến Kinh Thành đi, sợ Hạ Hiểu Lan cùng Lưu Phân đối mặt quý gia có hại. Chu Thành cảm thấy đi, người cùng người chi gian quan hệ là lẫn nhau, Hạ Hiểu Lan tổ tông thân duyên tương đối mỏng, bà ngoại qua đời sớm, nải nải nhưng thật ra tồn tại lại cùng kẻ thù giống nhau, ngược lại là vu nải nải cái này chủ nhà, đối hạ hiểu lan mẹ con rất thiệt tình, có thể là cấp ông trời cấp hạ hiểu lan bồi thường, chu thành cũng không phải đạo đức thánh phụ, hắn từ nhỏ liền không phải cái thủ quy của người, nhưng chu thành chú trọng hứa hẹn, hắn cho người khác hứa hẹn, sẽ tận lực đi làm được, hắn hiểu biết hạ hiểu lan. Hai người ở nào đó phương diện rất giống, Hạ Hiểu Lan không có tận tâm thế vu nải nải tìm nói, nàng chính mình đều sẽ ấy nấy đáp ứng rồi không có gì hảo hối hận có thể xuất ngoại đương trao đổi sinh là bao nhiêu người tha thiết ước mơ là thi đua xuất sắc giả mới có thể hưởng thụ khen thưởng hắn tức phụ nhi bằng gì không thể đi chu thành hiện tại trái lại hy vọng hà hiểu lan có thể vứt bỏ tâm lý tay nải bằng bản lĩnh tránh tới vinh quang hiểu lan nên hảo hảo hưởng thụ quyết định muốn đi đương trao đổi sinh nên vô cùng cao hứng đi hai người nị oai nửa ngày hà hiểu lan dở khóc dở cười nàng còn lo lắng Chu Thành không cao hứng nàng xuất ngoại, hiện tại ngược lại thành Chu Thành cầu nàng đi đương trao đổi sinh, thẳng đến truyền đến tiếng đập cửa, mới đem hai người chi gian ấm áp đánh gãy, nguyên lai là quan tuệ Nga, làm hai người đi ra ngoài ăn cơm, Khang Liên Minh nói ra, cảm tạ thang thị trưởng hỗ trợ, đại gia cùng nhau ăn một bữa cơm. Khang Vĩ bên này có hộ công thủ, còn có Khang Liên Minh bí thư, Khang Liên Minh liền đem tất cả mọi người kêu lên, không có gì, chính là một bữa cơm. Chu Thành An ủi Hạ Hiểu Lan, Khang Nhị Thúc có gì ý tưởng, cũng sẽ không làm trò nhiều người như vậy đề, cho nên thật sự chính là cảm tạ. Xem ra Khang Vĩ bệnh tình thật là ổn định, nếu không Khang Liên Minh sẽ không có loại này hứng thú đi. Tạ Vân tuy rằng luyến tiếc rời đi phòng bệnh, nàng là Khang Vĩ thân mụ, trường hợp này không xuất hiện cũng không có khả năng. Chính là một đám người ở trên hành lang, cùng Đỗ Triệu Huy chạm vào vừa vặn, Đỗ Triệu Huy phía sau đi theo vài người, chính mình tắt ngồi ở trên xe lăn, giống như vừa mới kiểm tra xong não bộ, nhìn thật là vẻ mặt suy yếu, bị Bạch Trân Châu đá một chân, Đỗ Triệu Huy phẫn nộ thật. Khang Liên Minh ở trong phòng bệnh lời nói cũng kêu hắn phẫn nộ, nhưng phẫn nộ giải quyết không được vấn đề, hắn phân phó người đem hạ đại quân từ Hong Kong kế đó, chính mình kỳ thật cũng ở ra Khang Liên Minh đế, Đỗ Triệu Huy là co được giảng được người. Đắc tội một cái giáo dục bộ cục trưởng không quan hệ, thang thị trưởng đối hắn có ý kiến liền không tốt lắm, hắn muốn ở bằng thành phát triển mạnh, dùng để áp quá đổ ra những người khác, nếu Thang Hoành Ân không duy trì, vẫn là rất phiền toái. Trận này, ngẫu nhiên gặp được, đương nhiên là đổ Triệu Huy cố ý an bài, bất quá đổ Đại Thiếu Gia chuẩn bị tràn đầy diễn, nhìn thấy Chu Thành ôm lấy Hạ Hiểu Lan bả vai, Đổ Triệu Huy lời kịch đều mắc kẹt nhi. Hắn cho rằng, ra tai nạn xe cổ cái kia mới là Hạ Hiểu Lan tìm bạn trai, nếu không nàng như vậy đua, không thuận theo không cào làm cái gì. 672, Đại quân nhất hiếu thuận, thêm 41, tác giả Bảo Trang Thành, Đỗ Triệu Huy người này tự cho mình rất cao, lại đặc biệt không biết xấu hổ, vì ở Đỗ Tranh Vinh trước mặt diễn kịch, cũng vì ghê tởm người, hắn có thể thân mật kêu Đỗ Tranh Vinh vợ bé nhóm lạc mẹ, trong lòng mắng Lưu Thiên Toàn ăn phân, ngoài miệng còn muốn kêu cửu cửu. Người này có bao nhiêu trương gương mặt, cũng là cái thực có thể nhẫn, chỉ cần đối Đỗ Triệu Huy hữu dụng, hắn không để bụng ngã mặt mũi, mặt mũi là có thể xưng cân luân hai bán giá cấp đủ là được, hắn đối người khác thái độ cũng là, hữu dụng, hắn là có thể cúi đầu, vô dụng, đó chính là con kiến, Thang Hoành Ân vì cái gì bị Đỗ Triệu Huy coi trọng, bởi vì Thang Hoành Ân có thể quyết định tranh vinh tập đoàn ở bằng thành đầu tư các loại chính sách điều kiện, cùng Đỗ Triệu Huy ít lợi cùng một nhịp thở, hơn nữa Thang Hoành Ân dùng tiền tài cùng sắc đẹp bãi bất bình, ít nhất lưu thiên toàn đi này hai con đường tử không thông. Dầu muối không ăn thang thị trưởng, Đỗ Triệu Huy chỉ có thể phóng tôn trọng điểm đỗ triệu huy hiện tại liền quái bạch trân châu đá hắn một chân đem hắn lý trí cấp đá không có hắn không nên là thái độ này chuyện này sớm nên giải quyết mới đúng đỗ triệu huy tiến hành chuẩn bị hành lang xảo ngộ cũng chuẩn bị một bụng lời kịch đột nhiên nhìn thấy chu thành ôn hạ hiểu lan đổ ảnh đế quên từ mẹ nó hạ hiểu lan quá độc ác ngày hôm qua tai nạn xe cộ hiện trường hạ hiểu lan đem pha lê bột phấn hướng thịt ấn bảo trì thanh tĩnh liền đỗ triệu huy đều hù dọa nàng đối chính mình như vậy tàn nhẫn chính là sợ Đỗ Triệu Huy bọn họ không cứu Khang Vĩ làm nửa ngày lại không phải nàng bạn trai đây là đầu óc uống lộn thuốc nam nữ bằng hữu Đỗ Triệu Huy vẫn là có thể nhận ra tới thân mật ánh mắt cùng động tác nhỏ không thể gạt được Đỗ Triệu Huy Chu Thành quần áo đương nhiên so bất quá Đỗ Triệu Huy đẹp để quý giá chẳng sợ Đỗ Triệu Huy hôm nay thay đổi bộ điệu thấp nhất Chu Thành toàn thân quần áo thêm lên mua không nổi Đỗ Triệu Huy một kiện áo sơ mi chu thành xuất hiện đối đỗ triệu huy vẫn như cũ là tính áp đảo thể trạng thường bề ngoài thường nam nhân đồng dạng sẽ lẫn nhau tương đối đỗ triệu huy là cái thực chú trọng bề ngoài người nếu không sẽ không trang điểm cao điệu lại tao bao đỗ triệu huy tầm mắt cùng chu thành tưởng va chạm chu thành hướng về phía hắn cười cười khi tươi cười làm đỗ triệu huy sởn tóc gáy này nam nhân cái gì lai lịch đỗ triệu huy quên từ nhớ tới mục đích của chính mình khi khang liên minh đều mang theo mấy người đi tới cửa lăng là đem đổ triệu huy trở thành không khí. Đổ triệu huy vẫy tay, các ngươi ra một ra, người nọ là cái gì lai lịch, khang liên minh đấy, hắn mới vừa lấy ra tới, lại muốn nhiều ra một người, đổ triệu huy cũng rất phiền. Đại thiếu, hắn hẳn là quân đội, tùy tùng nhóm đều biết đổ đại thiếu muốn ra cái nào, đem bạch trân châu ngăn lại cái kia bảo tiêu dẫn đầu đoạt đáp, đổ triệu huy ý bảo hắn nói tiếp, đi đường tư thế cùng trạm tư, đều có quân đội dấu vết, hơn nữa trên tay hắn gặp qua huyết đại thiếu gia, người này không quá đơn giản, bình thường binh lính cũng sẽ không thấy huyết, ra tiền tuyến cùng chấp hành yêu cầu cao độ nhiệm vụ mới có thể giết người, thấy thế nào cũng không giống cái bình thường binh lính, bảo tiêu cảm thấy chu thành là có quân chức, nếu là mân tỉnh buôn lậu trung chạy thoát ma tử ở, liếc mắt một cái là có thể nhận ra chu thành, chu thành mang theo người sát thượng buôn lậu thuyền, còn kém điểm muốn ma tử mạng nhỏ, chu thành kia trương khuôn mặt tuấn tú, chính là ma tử ác mộng. Đỗ Triệu Huy muốn mắng người, hạ hiểu lan đích xác chưa nói quá bị thương khang vĩ là nàng bạn trai đều là đổ triệu huy chính mình não bổ nhưng như vậy hắn còn đem hạ đại quân từ Hồng Kông làm ra có cái rắm dùng hạ đại quân tới không có đại thiếu gia hiện tại người đến bạch vân sân bay chúng ta sẽ làm ngắn nhất thời gian tiếp hắn đến bằng thành yêu cầu trực tiếp làm hắn tới bệnh viện sao đỗ triệu huy đem xe lăn đệm dựa ném vào tùy tùng trên mặt trong chốc lát ta cho ngươi hẹn trước hạ bác sĩ Ngươi thuận tiện ra một tra đầu óc, hắn sai rồi, thật muốn ăn phân thời điểm, này đó nằm liệt giữa đường nhưng thật ra có thể đuổi kịp nóng hổi. Đỗ Triệu Huy sắc mặt âm trầm, vừa rồi Khang Liên Minh đoàn người đối hắn nhìn như không thấy, Đỗ Triệu Huy đem cái kia đánh đuổi bạch Trân Châu Bảo Tiêu gọi vào bên người, người đẩy ta đi Khang Vĩ phòng bệnh, mặt khác Bảo Tiêu đều bị đuổi rất xa, Đỗ Triệu Huy này tạo hình xuất hiện, Khang Liên Minh bí thư rất giật mình, Đỗ đồng chí, người này chân, có thể cho lãnh đạo đương bí thư. Giống như mỗi người đều không đơn giản. Khang thị trưởng bên người bành bí thư. Còn có khang liên minh bí thư. Đỗ triệu huy sao xem đều so với hắn lương cao thỉnh trợ lý cường. Đây cũng là đỗ triệu huy tưởng không rõ. Nội địa này đó bí thư. Mỗi tháng lấy 100 khối tiền lương. Làm việc có thể giá trị 10.000 nguyên. Đỗ triệu huy mời đến trợ lý. Tối cao tiền lương có thể lấy thượng vạn cản nguyên. Lại một cái làm hắn bớt lo vừa lòng đều tìm không ra tới. Tỉ như trước mắt. Khang Liên Minh bí thư chọc tâm qua tử năng lực, chính là nhất đẳng nhất cường, Đỗ Triệu Huy vẻ mặt đau kịch liệt, chân không có chuyện, ta là đầu không thoải mái, đứng lên liền choáng ván đầu, dứt khoát làm người cầm một cái xe lăn tới, làm Dương Bí Thư chê cười, Dương Bí Thư cười ha hả, không buồn cười, ta nhìn đổ đồng chí này xe lăn rất không tồi, có phải hay không phải cho Khang Thiếu tìm một phen tới, ngươi xem hắn trên đầu như vậy đại cái lỗ thủng, khẳng định cũng yêu cầu, rất viên nha, lại không phải đầu bị đá bẹp, còn ngồi gì xe lăn? Dương Bí Thư cũng không hiểu được trước mắt này tuổi trẻ thương nhân Hồng Kông ý tưởng, đùa bẩn điểm tiểu tâm cơ có thể đã lừa gạt ai, liền hắn đều có thể nhìn thấu, huống chi là lãnh đạo, này đó Hồng Kông người thật không thật ở, tỉnh Dự Nam, đại hà thôn hạ gia nhật tử thật không tốt quá, nguyên bản là phát triển không ngừng, hiện giờ càng qua càng giống cái chê cười, có tiền đồ hạ hiểu lan, bị 20 cân khoai lang đỏ tống cổ ra hạ gia, này cũng không chỉ có là hạ gia không ánh mắt, từ có thi đại học chính sách, An Khánh huyện cái thứ nhất thi đậu hoa thanh đại học chính là Hạ Hiểu Lan, muốn nói có gì văn khúc tinh hạ phàm, nguyên bản muốn dừng ở đại hà thôn, bị hạ gia cùng trong thôn khu môi múa mép người cùng nhau bước đi rồi. Hạ tử dục cùng Hạ Hiểu Lan một so, không như vậy có tiền đồ đi, cũng là cái đứng đứng đắng đắng sinh viên, chính là sinh viên vừa đi kinh thành, tựa như chim chóc về lâm, nghỉ hè không trở về, nghỉ đông cũng không động tĩnh. Hạ Trường Chinh cùng Trương Thúy, trực tiếp cùng huynh đệ phân gia, đem hạ lão thái để lại cho hạ hồng binh dưỡng. Mỗi tháng cấp sinh hoạt phí tính gì a? À? hạ lão thái tâm tâm niệm niệm, là quá thượng người thành phố Nhật tử. Cố tình hạ hiểu lan bị nàng cưỡng chế di dời, hạ tử dục là chính mình chạy, hạ gia hai cái cháu gái thành quý giá sinh viên, hạ lão thái một cái cũng chưa dựa thượng. Quốc khánh tiết quốc khánh điển lần đó, người trong thôn thủ một đài tivi. Nhìn thấy Hạ Hiểu Lan xuất hiện ở TV trên màn hình, hạ lão thái một ngã xuống đất, liền có trúng gió dấu hiệu, lúc ấy liền gà bay chó sủa đưa đến huyện bệnh viện đi. Vương Kim Quế không dám không cứu, có hạ lão thái ở trong nhà, lão đại một nhà mới có thể ra phụng dưỡng phí, người xấu mệnh nạnh, hạ lão thái không dễ dàng chết như vậy, huyện bệnh viện trị nửa tháng, hạ lão thái xuất viện, nửa người có điểm không linh hoạt, đi đường siêu siêu vẹo vẹo, miệng cũng không khép được, không nói lời nào khi đều oai. Vương Kim Quế nói muốn thông tri hạ trường chinh, lại không biết lão đại hai vợ chồng rơi xuống, đi hỏi Trương gia người, Trương gia người cũng không nói. Họa vô đơn chí là, Hạ Hồng binh ở đánh bạc càng lúng càng sâu, mấy tháng thua vài ngàn đồng tiền, Vương Kim Quế cảm thấy cuộc sống này quá gian nan, Cố Tình lúc này có người nói Hạ Đại quân ở phía nam đã phát tài, muốn cho bọn họ đi hưởng phúc, Hạ lão thái quay miệng, lão lệ tung hoành, con của ta a, à, chỉ có đại quân nhất hiếu thuận, 673, một phần khó nhẹ cao a. À. Một càng tác giả bảo trang thành chỉ có đại quân nhất hiếu thuận vương kim quế thật muốn tìm ra cái nước tiểu bồn khấu ở hạ lão thái trên mặt này lão thái bà trúng gió nằm viện toàn dựa nàng chạy trước chạy sau hầu hạ ban đầu đại tiểu tiện mất khống chế máy cắt thượng bệnh viện hộ sĩ đều che lại cái mũi là vương kim quế chịu đựng ghê tởm đi tẩy khăn trải giường lúc này cũng không thể cùng lão thái bà so đo vương kim quế lực chú ý đều ở hạ đại quân phát tài tin tức thượng thật phát tài thật sự đại quân huynh để sớm cấp trong nhà viết quá tin còn gửi tiền các ngươi không thu đến mang tin người thề thề nói có cái mũi có mắt nói hắn cũng ở bằng thành làm công bởi vì là đồng hương về nhà ăn tết mới thế hạ đại quân mang lời nhắn nói đến hạ đại quân cấp trong nhà viết thư gửi trả tiền hạ lão thái cùng vương kim quế là lẫn nhau hoài nghi hạ lão thái mắng vương kim quế đem tin ẩn nấp rồi vương kim quế hô to oan uổng nương khẳng định là bị cái kia thiếu đạo đức đem tin cùng tiền muội hạ ta nếu là biết hồng hà nàng nhị thúc ở nơi nào, còn có thể không nói cho ngài, nàng lúc ấy ở bệnh viện tẩy khăn trải giường khi, từ hạ trường chinh mắng đến hạ đại quân, nói này hai cái không hiếu thuận, muốn sớm biết rằng hạ đại quân tin tức, vương kim quế khẳng định thiếu kiên nhẫn, hạ lão thái tạm thời tin, hiện tại quan trọng là hỏi rõ ràng hạ đại quân rơi xuống, phát không phát tài khác nói, không có hạ đại quân cái này nghe lời nhi tử tại bên người. Hạ lão thái nhật tử quá thật sự không tiện tay, hạ đại quân liền tính không phát tài, kiếm 100 nguyên có thể giao 99 nguyên cho nàng, hạ trường chinh đem nàng ném ở nông thôn, hạ hồng binh thích đánh bạc, vương kim quế lười biến, hạ lão thái thực hoài niệm trước kia đương gia làm chủ cảm giác, mang tin người cười ha hả, khẳng định là tin lộng rớt, bất quá đại quân huynh đệ là thật sự có tài vận, chúng ta đều đến phương Nam đi làm công, hắn lại bị hong công đại lão bản nhìn tới, thỉnh tại bên người làm việc. Đại lão bản rất coi trọng hắn đại quân huynh đệ tưởng về nhà tiếp các ngươi đi hưởng phúc, đằng không ra không, liền thác ta mang lời nhắn nói cho các ngươi, đến nỗi đi bằng thành làm sao, hỏi thăm Hồng Kông tranh vinh tập đoàn là được, hạ đại quân liền ở tranh vinh tập đoàn đổ lão bản bên người làm việc, hạ hồng binh đều từ cửa thôn bài trên bàn trở về, hạ hồng hà phủng một phen hạt dưa đều đã quên cắn, truyền tin dân cư mới thật tốt quá, hình dung Hồng Kông lão bản nhiều có tiền, nói không nên lời cụ thể số lượng. Liền nói Hồng Kông lão bản có bao nhiêu xe con, mỗi ngày ra cửa đều đổi bất đồng xe khai, chính mình ngồi một chiếc, trước sau còn có xe con khai đạo, đây là người nhà họ hạ chưa từng nghe qua phú quý, hạ lão thái đều nghe mê mẩn, keo kiệt như nàng, cuối cùng biết muốn hiểu chút lễ nghĩa, làm mang lời nhắn người ở hạ gia ăn cơm. Vương Kim Quế cũng không lười, cùng hạ hồng hà lăn lộn đi trong viện trảo gà, hạ hồng hà nghĩ đến thơm ngào ngạt đùi gà cũng chảy nước miếng. Thay đổi tâm chính là truyền tin người miêu tả phú quý nhật tử, mẹ, ta nhị thúc thật sự đã phát tài chúng ta có đi hay không bằng thành hai mẹ con bắt lấy một con mới vừa đánh minh tiểu gà trống sát gà rút mau nào có ngày thường tay chân không nhanh nhẹn ngươi ngốc a à, sao không đi các nàng không đi bằng thành hạ đại quân đã phát tài chẳng phải là tiện nghi hạ tử dục còn có hạ hiểu lan nếu là biết hạ đại quân phát tài khẳng định còn tưởng hồi hạ gia tới chiếm tiện nghi may mắn hạ tử dục năm nay nghỉ đông không về quê động tỉnh hạ hiểu lan kia bồi tiền hóa phỏng chừng cũng còn không có được đến tin tức mới có thể tiện nghi nhà nàng hồng hà khi hai cái đều thi đậu đại học rời đi nông thôn vương kim quế cũng là hâm mộ ghen tị hận hạ gia ba cái khuê nữ bằng gì nhà nàng hồng hà phải gả cho nông dân nguyên lai like cơ hội ở chỗ này đâu vương kim quế đem tiểu gà trống băm thịt kho tàu thượng hạ giọng nói cho hạ hồng hà ngươi chỗ cái kia đối tượng chạy nhanh cho ta phân hiểu được không Hà Hồng Hà không có thể ở An Khánh Nhất Trung tìm cái nam học sinh chưa từ bỏ ý định, này nửa năm rốt cuộc không nhàn rỗi, rốt cuộc tìm cái huyện thành nam nhân, tuổi có điểm đại, bộ dáng còn rất đoan chính, Hà Hồng Hà chính mình rất thích, không có gì bất ngờ xảy ra, nàng liền phải gả cho kia nam nhân. Thình lình Vương Kim Quế kêu nàng chia tay, Hà Hồng Hà tưởng thét chói tai, Vương Kim Quế ninh nàng cánh tay, ngươi nhà đầu này thiếu tâm nhãn, ngươi nhị thúc đi theo hông công lão bản bên người, ngươi không hiểu được cả cho Hồng Kông người A, à. Hồng Kông lão bản vương kim quế là không dám tưởng, này nửa năm cấp Hạ Hồng Hà xem mắt, nàng cũng thấy rõ Hạ Hồng Hà giá thị trường, Hạ Hồng Hà cũng không gì có thể lấy ra tay, lớn lên thực bình thường, không công tác, có Hạ Hiểu Lan cùng Hạ Tử Dục phụ trợ, Hạ Hồng Hà liền càng không xuất sắc, không thể gả Hồng Kông lão bản, gả cho Hồng Kông người còn không được. Loại này thời điểm Vương Kim Quế đầu óc chuyển thực mau, Hạ Hồng Hà không lên tiếng, nàng vốn dĩ chính là ham ăn biến làm, luyến tiếp hiện tại chỗ đối tượng, nhưng nếu là có thể đi Hong Kong, so gã ở An Khánh huyện cường 100 lần, hai mẹ con đạt thành chung nhận thức, hận không thể truyền tin người có thể nhiều lời điểm hạ đại quân tin tức, một bữa cơm ăn xong tới, hạ hồng binh đem chính mình đều chuốt say, người một nhà đều là miệng rộng, này tin tức cũng đích xác làm người nhà họ hạ phấn chấn, truyền tin người mới vừa đi không bao lâu, Toàn bộ đại hà thôn đều đã biết hạ đại quân phát đại tài tin tức, hạ gia này mộ phần thượng khó nhẹ chính là mạo cao hai cái cháu gái thi đậu đại học hạ lão thái chiếm không đến tiện nghi còn có hạ đại quân cái này hiếu thuận nhi tử a thật là cứt chó vận hạ đại quân đều có thể phát tài dựa dân hương cảng lão bản giày rách hạ hiểu lan đều có thể đương tỉnh trạng nguyên thi đậu hoa thanh đại học còn ở thiên an môn lễ mừng thượng ti vi hạ đại quân có thể phát tài giống như cũng có khả năng a đại hà thôn không khí có vấn đề người trong thôn ái nói xấu thích bài bạc, nhà ai có chút việc căn bản tàn không được, thực mau là có thể truyền khắp chung quanh thôn. Trương Thúy nhà mẹ đẻ ly đại hà thôn cũng không xa, Trương Thúy cùng Hạ Trường Chinh kỳ thật đã từ Kinh Thành trở về An Khánh, Hạ Trường Chinh kéo đứt tay ngượng ngùng hồi đại hà thôn, hai vợ chồng đều ở tại Trương Gia. Dù sao hai người nhi tử Hạ Tuấn Bảo cũng là Trương Gia ở chăm sóc, Trương Thúy nói không trở về Hạ Gia, Hạ Trường Chinh là cam chịu. Bác quái truyền tới Trương Thúy nhà mẹ đẻ bên này, đều nói hạ đại quân đi theo hông công lão bản ở bằng thành bên kia đã phát tài trương thúy còn khó có thể tin liền hắn như vậy có thể phát tài hạ trường chinh cũng không chịu tin a à, hắn cùng trương thúy nguyên bản nhật tử quá đến tốt nhất hạ đại quân chính là cấp trong nhà bán cu ly lúc ấy từ bệnh viện chạy ra đi một năm không tin tức hạ trường chinh còn tưởng rằng cái này huynh đệ là chết ở bên ngoài hai vợ chồng cũng không chịu tin tưởng đại hà thôn người ta nói có cái mũi có mắt cái gì người nhà họ hạ đều ở thu thập đồ vật chuẩn bị đi bằng thành, ăn Tết đều không ở ở nông thôn ngốc, tìm được hạ đại quân sau khả năng liền không trở lại, Trương Thúy mới không thể không tin, nàng lập tức liền ngồi không được, cấp lưu tại kinh thành hạ tử dục chụp điện báo, dò hỏi hạ tử dục nên làm sao, nữ nhi là không quá tri kỷ, nhưng cũng so nàng cùng hạ trường chinh thông minh, tốt xấu là sinh viên đâu, Trương Thúy vẫn là tương đối ỷ lại hạ tử dục, hạ tử dục nhận được điện báo, chỉ cảm thấy nói không nên lời vớ vẩn nàng cho rằng quyền cao chức trọng bỗng nhiên bị điều đi lịch sử đảng làm dưỡng lão nàng cảm thấy cả đời không có khả năng có tiền đồ nhị thúc hạ đại quân hiện tại nói đã phát tài dân quê chưa hiểu việc đời hạ đại quân kiếm lời điểm tiền đã bị bọn họ nói thành là phát đại tài hạ tử dục duy nhất tâm động là điện báo nói hông công lão bản nếu phải làm sinh ý nàng đếm có tiền vốn nhị thúc nơi đó rốt cuộc có bao nhiêu tiền có thể hay không vì nàng cung cấp trợ giúp, hạ đại quân sẽ cự tuyệt chuyện của nàng nhi, hạ tử dục trước nay không nghĩ tới, người liền cùng động vật giống nhau là có thể huấn luyện, nàng hoa đã nhiều năm thời gian thay đổi một cách vô tri vô giác đi ảnh hưởng người nhà họ hạ, hạ đại quân đối nàng từ trước đến nay là hữu cầu tất ứng, cho dù là ủy khuất hạ hiểu lan, cũng sẽ trước thỏa mãn nàng, mỗi khi loại này thời điểm, hạ tử dục đều có loại nói không nên lời tự đắc. 674, cộng đồng hy vọng, hai càng, tác giả, bảo trang thành, hạ tử dục động đi bằng thành tâm tư, vương gia cái này tết âm lịch nhất định phải tình cảnh bi thảm, hạ tử dục đối vương kiến hoa tuy rằng không từ bỏ, lại cũng không có muốn lấy lòng vương quảng bình cùng nhiễm thuộc ngọc tâm tư, vương quảng bình cấp bậc không thay đổi, lại điều chức đến lịch sử đảng làm loại địa phương kia, hạ tử dục cho rằng về sau có thể dựa vào vương quảng bình địa phương rất ít, trên người nàng bởi vì vương gia mà cổng xử phạt. Vương Quảng Bình còn có năng lực hủy bỏ sao? Ở nông trường cải tạo, có thể cấp Vương Quảng Bình cùng nhiễm thuộc ngọc đưa cần thiết vật tư, có thể vay tiền cấp Vương Kiến Hoa đi đã thông quan hệ. Nhưng lịch sử đãng làm, Vương gia phụ tử đều bất lực, hạ tử dục một cái bình thường sinh viên có biện pháp nào? Hơn nữa Vương Quảng Bình cùng nhiễm thuộc ngọc, ở nông trường khi là một cái thái độ, phản thành phục chức sau là một cái khác thái độ, hạ tử dục sớm nhìn thấu này hai người sắc mặt, liền tính nàng dùng hết toàn thân sức lực cũng không có khả năng chân chính lấy lòng bọn họ trừ phi nàng bản nhân hoặc là nàng gia đình đột nhiên bay lên đến cùng vương gia cùng ngồi cùng ăn mặc hạ tử dục đang lo con đường phía trước ở phương nào nhận được điện báo nói hạ đại quân đã phát tài buồn ngủ có người đưa gối đầu hạ tử dục đương nhiên vui sướng dị thường đương nhiên nàng đối điện báo tin tức không phải toàn tin yêu cầu tự mình xác nhận hạ hạ đại quân tình huống này ý nghĩa nàng muốn đi một chuyến bằng thành vốn dĩ đã nói năm nay Tết âm lịch muốn lưu kinh, hiện tại hạ tử dục lại đem vương kiến hoa ước ra tới, vương kiến hoa còn có điểm suy sụp, trải qua hạ tử dục nhiều lần cổ vũ, trạng thái so với kia thiên uống đến say như chết khi hảo rất nhiều, kiến hoa, ta lập tức muốn đi một chuyến bằng thành, này đã là cuối năm, ngươi đi bằng thành làm cái gì, vương kiến hoa tràn đầy nghi ngờ, mang theo ba phần tiểu tâm, ngươi không muốn cùng ta ba mẹ cùng nhau ăn Tết, trong nhà không khí là thực cương. Vương Quảng Bình điều chức sự, vương gia đến nay còn không có từ trong đã kích khôi phục lại. Vương Kiến Hoa cảm kích vị hôn thê không rời không bỏ, đối với nhiễm thuộc ngọc cùng vương Quảng Bình giận chó đánh mèo, hắn lại vô lực giải quyết, hắn ba tinh thần suy sụp, nhiễm thuộc ngọc cũng buồn bực không vui, vương Kiến Hoa chỉ có thể lựa chọn ủy khuất hạ tử dục, bất quá hai người đã thương lượng hảo, trừ tịch ngày đó, hạ tử dục cùng vương gia người cùng nhau đón giao thừa, nếu không nàng một người độc thân ở kinh, tết âm lịch cũng quá quản cô ẻ vương kiến hoa còn tưởng rằng hạ tử dục đổi ý lại thấy hạ tử dục mang theo hai phân kích động ta đương nhiên tưởng cùng thúc thúc a di còn có ngươi cùng nhau quá tết âm lịch trong nhà chụp điện báo tới nói có ta nhị thúc tin tức kiến hoa hắn từ bệnh viện rời khỏi mất đi liên hệ có một năm tất cả mọi người không biết hắn ở nơi nào hiện tại nghe nói hắn ở bằng thành ta như thế nào có thể không đi xác nhận một chút hạ đại quân có tin tức người này vẫn là ở vương kiến hoa mí mắt trốn đi song việc vương kiến hoa cũng rất ấy nấy, bị thương nhân tình tự không ổn định, hắn còn nói một ít không nên nói, hạ đại quân lúc ấy lại bị thương, bên ngoài thế đạo không phải thực thái bình, có người suy đoán hạ đại quân hơn phân nửa chết ở bên ngoài. Hiện tại bỗng nhiên lại có tin tức, vương kiến hoa nhẹ nhàng thở ra, là thật sự. Thật tốt quá, hạ hiểu lan bất nhân, hắn cùng tử dục lại không có bất nghĩa, đặc biệt là tử dục, vĩnh viễn đối người khác thiện lương rộng lượng, trước mắt muốn ngàn dặm bôn tập đi bằng thành đối hạ đại quân cái này thúc thúc quan tâm không có làm bộ tử dục ta bồi ngươi đi hạ tử dục nhưng không nghĩ vương kiến hoa cùng đi nhưng nghĩ lại tưởng tượng nàng cũng không cự tuyệt vẻ mặt kích động thật mạnh gật đầu hảo vương gia là không có khả năng đồng ý vương kiến hoa đi bằng thành hạ tử dục không cần chính mình phản đối quả nhiên hạ tử dục mua phiếu xong vương kiến hoa lại nói chính mình đi không được hạ tử dục còn trái lại an ủi vương kiến hoa ngươi nhiều bồi bồi thúc thúc, a à di, ta tới rồi bằng thành liền cho ngươi chụp điện báo, ta một người có thể, đối với hắn lỡ hẹn, hạ tử dục từ đầu tới đuôi đều không có oán giận quá một câu, vương kiến hoa càng thêm ấy nấy tự trách, xe lửa thúc đẩy, vương kiến hoa đem chính mình ở trạm đài thượng mua nướng khoai đưa cho hạ tử dục, đi theo xe lửa chạy nửa ngày, thẳng đến rốt cuộc đuổi không kịp xe lửa, ngươi này đối tượng đau người, đúng vậy, có phúc khí. Hạ tử dục cầm nướng khoai thẹn thùng cười cười nàng cùng vương kiến hoa có thể đi đến hôm nay nàng hoa nhiều ít tâm tư vương kiến hoa đối nàng cũng từ lúc ban đầu không để bụng đến bây giờ luyến tiếc nàng đi đuổi theo xe lửa chạy này cùng vương kiến hoa tính cách là một trời một vực hạ tử dục nghĩ đến đây chính mình cũng cười nàng không phải cái gì đều không có vương kiến hoa chính là nàng thu hoạch chi nhất hiện tại nàng còn muốn đi bằng thành hạ hiểu lan lại như thế nào lợi hại liền thân cha hạ đại quân đều đảo hướng phía chính mình khẳng định sẽ thực nghẹn khuất, nàng muốn bắt đến hạ đại quân duy trì, lại mượn đây là ván cầu, tiếp xúc đến Hồng công lão bản, lợi dụng đối phương tư bản. Hạ tử dục chậm rãi lột ra khoai lang đỏ, lại thẳng đến phóng lạnh cũng không cắn thượng một ngụm, vương kiến hoa không biết, nàng thật là ăn đủ rồi mấy thứ này, nông thôn nhất không thiếu chính là tiện nghi khoai lang đỏ, hạ tử dục không nghĩ một mặt điệu thấp, nàng muốn quá tốt sinh hoạt, trụ căn phòng lớn, mặc tốt quần áo, ăn tinh xảo xuất nhập có xe đón đưa nhưng nàng mục đích không có đạt tới trước không thể không che giấu chính mình chân thật ý tưởng ngày thường quần áo mộc mạc sinh hoạt thượng cũng không chú ý ăn uống ai làm nàng không có hạ hiểu lan như vậy khuôn mặt vì được đến một ít đồ vật giai đoạn trước chịu khổ nhẫn nại là tất yếu trả giá thật mau nàng liền không cần lại nhịn đi hạ tử dục lộ ra tươi cười bên cạnh hành khách lại ở tiết hận bộ dáng rất đoan chính một cái khuê nữ trên má lại có một cái nhô lên vết sẹo là nhàn nhạt màu đỏ cười lên liền đặc biệt rõ ràng hạ tử dục sau nhận được tin tức lại nhanh chóng quyết định mua phiếu đi trước bằng thành hạ lão thái mấy người trước được đến tin tức người một nhà ở trong nhà thương lượng tới thương lượng đi vì người nào đi bằng thành còn cãi nhau vương kim quế khẳng định muốn đi còn muốn mang hạ hồng hà đi hạ hồng binh thua rất nhiều tiền hiện tại đại hà thôn người biết hạ đại quân phát tài thúc giục hạ hồng binh còn tiền hắn chờ phát tài nhị ca cứu giúp, tự nhiên cũng không chịu ngốc tại gia chờ tin tức. Hạ lão thái miệng oai, nói chuyện khi môi run rẩy, "Các ngươi đem lão nương ném xuống, xem, xem đại quân có thể hay không phản ứng các ngươi." Nói cũng là, "Hạ đại quân thật là nhất hiếu thuận hạ lão thái, không có hạ lão thái cùng đi, đừng nói lưu lại đi theo hạ đại quân hưởng phúc, có thể muốn tới bao nhiêu tiền cũng nói không tốt. Người một nhà cuối cùng là thương lượng hảo, trong nhà đại nhân đều đi." Hà Hồng Hà hai cái đệ đệ trước đưa đi vương kim quế nhà mẹ đẻ, thật sự muốn lưu tại bằng thành không trở lại, lại trở về tiếp hai cái tiểu hài tử qua đi. Tết âm lịch buông xuống, ra ngoài người tưởng về quê, chỉ có người nhà họ hạ, thu thập bao lớn bao nhỏ đồ vật, muốn ra bên ngoài mà đuổi, từ thương đô đến bằng thành, bốn người vé xe lửa liền không tiện nghi, Hạ Hồng Binh chỉ nói không có tiền, hắn còn thiếu một đống nợ đâu. Vương Kim Quế cùng Hạ Hồng Hà liền càng không thể móc ra tiền tới, mắt to trừng mắt nhỏ, cuối cùng vẫn là hạ lão thái móc ra tiền tới, đã không có hạ đại quân kiếm tiền, hạ trường chinh cùng trương thúy từ phân gia sau liền không hồi quá quê quán, trương thúy lúc ấy cấp phụng dưỡng phí, chính là hạ lão thái duy nhất tiền thu, nàng trúng gió nằm viện, còn có ngày thường linh tinh vụn vặt bị hạ hồng binh hống đi đánh cuộc, hạ lão thái trong tay tiền đều hoa không sai biệt lắm, bỏ tiền mua phiếu, hạ lão thái cũng đau mình. Nếu như đi bằng thành tìm không thấy đại quân, trong nhà cuộc sống này nhưng làm sao? 675, nghe đại thiếu gia, ba càng, tác giả, bảo trang thành, hạ đại quân mới là thật sự ngồi xe lăn hắn phục kiện còn không có kết thúc, đã bị từ hông công kế đó, còn không biết hạ gia một đám người, hiện tại đều trông cậy vào muốn dựa hắn dưỡng. Từ hông công đến Dương Thành, lại từ Dương Thành đến Bằng Thành, một đường cũng chưa nghỉ ngơi quá, dùng nhanh nhất tốc độ, đại thiếu gia ở trên người hắn hoa nhưng nhiều tiền, ở Hồng Kông xem bệnh mỗi một ngày hoa tiền đều không ít, Hạ Đại Quân nghĩ thầm chính mình cuối cùng có hồi báo cơ hội, hắn không rảnh đi quảng đồng hương tiểu vũ, xuống máy bay liền trực tiếp bị đưa tới Đỗ Triệu Huy trước mặt, Đỗ Triệu Huy cảm thấy ý nghĩ của chính mình không quá dùng được, Hạ Đại Quân người cũng tới, Đỗ Triệu Huy vẫn là thấy hắn, Hạ Hiểu Lan không phải than vĩ bạn gái, điểm này ra ngoài Đỗ Triệu Huy dự kiến, nhưng nhìn Hạ Hiểu Lan như vậy đi, vẫn là rất bị coi trọng đỗ triệu huy cũng xem không hiểu hạ hiểu lan con đường dựa theo hạ đại quân cách nói hạ gia chính là nghèo ở nông thôn nông dân hạ hiểu lan thoạt nhìn cùng thang thị trưởng rất quen thuộc cùng tham gia quan hệ thân mật hiện tại lại toát ra một cái ở quân đội bạn trai đỗ triệu huy cảm thấy lần này phiền toái từ hạ hiểu lan trên người vào tay có lẽ là có thể giải quyết nàng giống như là một cái ràng buộc đem sở hữu tương quan nhân viên đều liên hệ tới rồi cùng nhau nhìn lên thấy hạ đại quân đỗ triệu huy liền rất là khó xử xin lỗi a à, ta không đem ngươi nữ nhi cho ngươi đưa đi hồng kông hạ đại quân nóng nảy đại thiếu gia ngươi sao có thể trách ngươi là hiểu lan nàng chính mình không muốn đi là ta tưởng không chu toàn đến đã quên nàng còn muốn đi học đâu đỗ triệu huy ở trong lòng cười nhạo liền không tính là học hạ hiểu lan cũng sẽ không đi hồng kông ban đầu tưởng không rõ đỗ thiếu gia hiện tại nhưng nhìn rõ ràng hạ hiểu lan đã dùng nữ nhân nhất am hiểu vũ khí bắt được tương đối có quyền thế chỗ dựa, hạ đại quân nữ nhi, thật sự cùng hạ đại quân ốc heo không giống nhau, cho nên, hạ hiểu lan thực quyết đoán cự tuyệt đi Hồng Kông, đây là cảm thấy chính mình có thể ở nội địa phát triển càng tốt bái, Đỗ triệu huy thở dài, đại quân, hiện tại không chỉ có là các ngươi cha con chi gian có hiểu lầm, chỉ sợ nàng liền ta đều do thường. Đỗ Triệu Huy đem phát sinh tai nạn xe cổ sự nói, xe lại không phải hắn ở khai, có cái gì trách nhiệm cũng là tài xế duyên cớ, hắn đổ triệu huy không phải cái loại này keo kiệt người, nên bồi thường bao nhiêu tiền hắn đều ra, tuyệt đối là ấn hông công kinh tế tiêu chuẩn tới, hai bên liền không thể ngồi xuống hảo hảo nói nói chuyện, một hai phải như vậy dương cung bạc kiếm, không thể giải quyết bất luận cái gì mâu thuẫn sao, đổ triệu huy giảng thuật, làm hạ đại quân lúc kinh lúc trống, nghe nói đổ triệu huy xe đâm bị thương hạ hiểu lan, hắn khẩn trương nắm chặt xe lăn tay viện. Nghe nói Hạ Hiểu Lan chỉ là điểm trầy da, Hạ Đại Quân mới giật mình hồn sơ định đỗ triệu huy hỏi hắn đại quân ngươi cảm thấy ta nói đúng không đối người không có việc gì là được vì sao còn muốn như vậy hùng hổ dọa người đỗ triệu huy sẽ không nói lời nói dối đại thiếu gia trước nay đều không phải chính mình lái xe hạ đại quân nhớ tới hạ hiểu lan tính cách cũng cảm thấy đau đầu hạ hiểu lan vẫn luôn chính là tranh cường háo thắng bắt lấy người khác lớn một chút sai lầm không bỏ tựa như hắn cùng lưu phân vốn cũng không tất ly hôn hai vợ chồng sinh hoạt nào có không xảo không đánh đều là một nhà chi chủ nam nhân nói tính cũng không gặp nhà ai bởi vì này đó việc nhỏ ly hôn trong nhà có thể là bất công tử dục cũng không phải không thể lý giải khi đó tử dục là người một nhà kiêu ngạo cùng hy vọng hiểu lan chính mình không biết cố gắng người trong nhà khẳng định sẽ cưng tử dục hạ đại quân cảm thấy người nhà họ hạ làm nhất không đúng một sự kiện là không hỏi rõ ràng vương kiến hoa cùng tử dục sự liền quái hiểu lan câu dẫn tỷ phu cho dù có hiểu lầm, tái sinh khí, cũng không thể ở hiểu lan đụng phải tường sau không đem người đưa bệnh viện. Hạ lão thái nói trong nhà không có tiền, hạ đại quân có thể lý giải, nhưng nhân mệnh quan thiên, liền không thể tìm hàng xóm trước mượn điểm. Cũng khó trách hiểu lan rét lạnh tâm, nói đến cùng đều là không có tiền nháo đến mâu thuẫn, hắn khi đó đừng nói một tháng kiếm 3.000 đô la Hồng Kông, chính là một tháng có thể kiếm 300 khối, những việc này đều sẽ không phát sinh, nhưng hiện tại tình huống bất đồng, hắn tiền lương có thể giải quyết này đó mâu thuẫn, cũng không cần bất công, đừng động là đưa chất nữ đi học, vẫn là cấp nữ nhi hạ hiểu lan hoa, hắn tiền đều cũng đủ, hạ đại quân trốn đi một năm, căn bản không biết hạ gia đã sụp đổ, hắn đều nghĩ kỹ rồi tiền lương muốn phân phối thành mấy bộ phận, hiện tại đỗ triệu huy đem hắn từ Hồng Kông gọi tới cũng khá tốt. Vừa lúc có thể đem tiền cấp Hiểu Lan, Hạ Đại Quân chỉ có một nghi hoặc, một năm không gặp, Hạ Hiểu Lan bên người người sao như vậy phức tạp hạ hiểu lan tự nhiên nhận thức than thị trưởng tai nạn xe cộ bị thương khang vĩ là sao hồi sự hạ hiểu lan sao sẽ ngồi một cái nam đồng chí xe ở bằng thành đầu đường xuất hiện nàng nơi nào nhận thức bằng hữu không nói hai lời là có thể đối đại thiếu gia động thủ nha đầu này biết đại thiếu gia bối cảnh sao đỗ triệu huy giảng nghĩa khí hậu đại thủ hạ người nhưng đỗ triệu huy cũng rất nguy hiểm hạ đại quân biết đại thiếu gia không cao hứng tùy thời sẽ đem người cục lấy ném trong biển đi Hạ Hiểu Lan trêu chọc đến Đỗ Triệu Huy, Hạ Đại Quân thực sợ hãi, Đại Thiếu Gia, kia nha đầu không hiểu chuyện, ngài đừng cùng nàng so đo, xem ở phần của ngươi thường, ta cùng nàng một cái nữ hài nhi so cái gì kính, hiện tại là việc này muốn như thế nào giải quyết. Đại Quân A, ngươi có thể giúp đỡ ta vội không? Hạ Đại Quân thật mạnh gật đầu, Đại Thiếu Gia, ngài nói, ta đều nghe ngài, Hạ Hiểu Lan cũng không nghĩ tới, ăn một bữa cơm công phu, Hạ Đại Quân liền đến bệnh viện này bữa cơm ăn thực công sự hóa, làm ông chủ Khang Liêm Minh tính cách một chút đều không dí dỏm hài hước, hơn nữa Khang Vĩ còn ở trên giường bệnh nằm, kỳ thật ai tâm tư đều không ở đồ ăn thượng. Này bữa cơm, Khang Liêm Minh cái thứ nhất cảm kích Hạ Hiểu Lan, bệnh viện người cùng Khang Liêm Minh nói, Hạ Hiểu Lan không rảnh lo chính mình trên người thương, kiên trì đem Khang Vĩ đưa đến bệnh viện cấp cứu, không yên tâm đổ triệu huy an bài, chính mình canh giữ ở phòng cấp cứu cửa, còn quyết đoán cấp Khang Hoành Ân gọi điện thoại này ly rượu, ta kính hiểu lan, cảm ơn ngươi vì khang vĩ tận tâm, hắn này mệnh, ít nhiều ngươi xử lý hảo mới có thể nhặt về tới, khang thúc thúc, ngài quá khách khí, hạ hiểu lan hiện tại khẳng định không thể uống rượu, chỉ có thể lấy trà thay rượu. Nàng còn đoan không dậy nổi chén trà, muốn dựa chu thành hỗ trợ, khang liên minh cái thứ hai cảm tạ than hoành ân, than thị trưởng, hoành ân đồng chí, ta kính ngài, là cảm tạ ngài ở thời khắc mấu chốt không có đứng ở thương nhân Hồng Kông bên kia. Ta biết hiện tại chiêu thương dẫn tư là đặc khu phát triển đệ nhất yếu tố, có tiền đầu tư đều là khách quý, tranh vinh tập đoàn ở bằng thành đầu tư càng là không ít, ngày cái này thị trưởng áp lực nhất định rất lớn, liên minh đồng chí nói quá lời, ai đúng ai sai, không phải xem ai tiền nhiều tới quyết định, thay đổi những người khác cầu đến ta trên đầu, có thể hỗ trợ ta cũng nhất định hỗ trợ, nếu người cùng người chi gian thế nào cũng phải phân ra cái đắt rẻ sang hèn, ta cho rằng liệt sĩ cô nhi cũng so phú thương chi tử càng quý trọng than hoành ân chính là nghĩ như vậy vì quốc gia cùng nhân dân hy sinh liệt sĩ con mồ côi từ trong bụng mẹ mệnh đều phải ở tư bản trước mặt thoái nhượng kia cũng quá làm người thất vọng buồn lòng loại này không khí khai khơi dòng về sau ai còn dám đi tòng quân vì đại nghĩa đi hy sinh dù sao đều là tiền quan trọng nhất bảo vệ quốc gia không bằng một lòng kiếm tiền hảo thang hoành ân nói làm tạ vân đỏ hốc mắt nàng trong ánh mắt hàm chứa nước mắt, nàng trượng phu đều không có cơ hội nhìn đến hài tử xuất thế, nhưng hiện tại, còn có người nhớ rõ nàng trượng phu, cũng tôn kính nàng trượng phu. 676, đánh thức. Bốn càng, tác giả, Bảo Trang Thành, Khang Hoành Ân nói, làm ăn cơm nhân tâm tình kích động, liền Khang Liên Minh đều trầm mặt đã lâu, Hạ Hiểu Lan không khỏi gắt cao dựa vào Chu Thành, nàng cố sức đi dắt Chu Thành tay. Chu Thành nhẹ nhàng nắm lấy nàng không bị thương đầu ngón tay, cái gọi là ăn ý chính là không cần đem nói xuất khẩu, Hạ Hiểu Lan là từ Khang Vĩ ba ba sự cảm hoài tự thân, Tạ Vân cũng là quân tẩu, lúc ấy Hoài Khang Vĩ nhận được trượng phu hy sinh tin tức đã kích đến có bao nhiêu đại, Khang Vĩ đều mau 22 tuổi, Tạ Vân còn chưa đi ra tới, Chu Thành nghĩ thầm, hắn nhất định phải hảo hảo quý trọng chính mình mệnh, không chỉ có là vì chính mình mà sống, cũng vì bạn lữ, vì người nhà, không thể làm Hiểu Lan cùng hắn các thân nhân khó chịu, nguy hiểm độ cao cũng không thể bởi vậy liền không tòng quân này một cái chức nghiệp tổng cần phải có người đi làm hoành ân huynh cảm ơn lý giải than thị trưởng hoành ân đồng chí hoành ân huynh khang liên minh trong miệng xưng hô biến đổi lại biến cũng thuyết minh hắn đã chịu xúc động đệ tam ly rượu khang liên minh kính bạch trân châu hắn cố ý cường điệu này bữa cơm muốn đem bạch trân châu kêu lên chính là vì này duyên cớ ngươi làm đại gia muốn làm lại có băng khoan sự cảm ơn ngươi đem khang vĩ đương bằng hữu thế hắn bất bình ngươi đây là xúc động, cũng là có tình có nghĩa, về sau đổ gia nếu là tìm ngươi phiền toái, đều từ chúng ta khang gia kháng hạ, này ly ta kính ngươi, Bạch Trân Châu từ trên chỗ ngồi đứng lên, có điểm chân tay lúng cuốn, nàng cùng tiểu thương phiến giao tiếp nhiều, cùng các loại tầng dưới chót nhân sĩ giao tiếp nhiều, Bạch Gia võ quán những cái đó sư huynh đệ, ở cá nhân vũ lực không phải sử dụng đến thời điểm, kỳ thật đều lưu lạc tới rồi xã hội tầng dưới chót. Bạch Trân Châu không cùng đại lãnh đạo đánh quá giao tế, Hạ Hiểu Lan nếu không làm nàng tới bằng thành bày quán, nàng khả năng đã đương nữ đồ tể, nàng cùng buôn lậu phạm đều đánh quá giao tế, chỉ có quan trên mặt nhân vật, Bạch Trân Châu không biết nên sao nói, ngày đó đạp đổ triệu huy một chân, nàng trong lòng nhưng thật ra sản, xong việc hình như là chọc phiền toái, đổ triệu huy lập tức nói chính mình não chấn động, Bạch Trân Châu còn tưởng rằng thang gia sẽ quái nàng làm việc lỗ mãn, không nghĩ tới mãn đường người, mỗi người đều có lai lịch, chỉ có nàng là không gì thân phận tiểu bán hàng trong khang liên minh đệ tam ly rượu lại là kính nàng ta thực xin lỗi ta bạch trân châu từ trước đến nay không phải gì miệng lưỡi lanh lợi người chỉ có thể đem rượu một mụn uống sạch khang liên minh cười cười ngươi không cần khẩn trương ta hiện tại chỉ là khang vĩ người nhà cảm kích ngươi là hẳn là đến nỗi ngươi chừng nào thì nên xúc động muốn như thế nào học được khắc chế chính mình xúc động có thể hướng ngươi bằng hữu hiểu lan học tập các ngươi đều là hảo hài tử, khang vĩ tới phương Nam làm buôn bán kiếm bao nhiêu tiền là thứ yếu, quan trọng là giao hướng ngươi bằng hữu như vậy, lãnh đạo nói chuyện chính là có trình độ, bạch trân châu trên người mỗi cái lỗ chân lông đều bị vuốt phẳng, nhân gia chưa nói nàng có người giang hồ phỉ khí, mà là trước mặt mọi người tán thành nàng cùng khang vĩ là bằng hữu. Không có phủ nhận nàng vì khang vĩ làm, cũng không đem nàng đương thương xử, cổ vũ nàng tiếp tục chết cắn đổ triệu huy không bỏ mà là khuyên nàng nhiều cùng Hạ Hiểu Lan học tập, lại nhân Khang Liên Minh cho người ta ấn tượng là bản khắc nghiêm túc, những lời này từ trong miệng hắn nói ra thật là đặc biệt có thể tin. Hạ Hiểu Lan cảm thấy, liền nghe Khang Liên Minh lời này, hắn cấp bạch Trân Châu như vậy cao quy cách tán thành, nếu là có ý xấu, chỉ cần hơi chút mê hoặc hạ bạch Trân Châu, kêu bạch Trân Châu đi đem đổ triệu huy thọc chết đều được. Đây là chính khách lời nói thuật. Khang Liên Minh thật là quá lợi hại, người này lòng dạ thâm, e quy cao không thành công mới kỳ quái bất quá so sánh với tới nàng vẫn là càng thích chu gia người nói chuyện trắng ra làm nàng cùng khang liên minh người như vậy một khối ở chung hạ hiểu lan thần kinh sẽ vẫn luôn căng chặt khang liên minh có ý nghĩ của chính mình một bữa cơm ăn tích thủy bất lậu đến nỗi hắn phải đối đổ triệu huy làm cái gì kia thật là một chữ cũng chưa tiết lộ ăn cái gì không quan trọng quan trọng là một bữa cơm kết thúc khang liên minh làm đại gia quan hệ đều càng thân cận Đỗ Triệu Huy tưởng không sai, những người này có thể tụ ở bên nhau, ràng buộc chính là Hạ Hiểu Lan. Khang Liên Minh hiện tại đem ràng buộc biến thành trên giường bệnh Khang Vĩ, còn không hề không khỏe cảm. Bữa tiệc kết thúc thời điểm, Khang Liên Minh cùng Thang Hoành Ân lại có cái đơn độc nói chuyện, không ai biết bọn họ nói chuyện gì, tựa như Khang Liên Minh cùng Chu Thành nói chuyện giống nhau, đối Hạ Hiểu Lan tới nói chỉ có thể dự đoán, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, Khang Nhị Thúc làm việc có chừng mực, Chu Thành khuyên Hiểu Lan, quan tuệ nga cũng tấm tắc bảo lạ khang vĩ bị thương nhưng là làm ta nhìn ra tới hắn cái này đương thúc thúc có vài phần thiệt tình tạ vân ngươi còn nhớ rõ trước kia khang vĩ hắn nhị thúc là gì dạng sao quan tuệ nga rất sớm liền nhận thức khang gia người khi đó còn không có khang vĩ khang vĩ ba ba không hy sinh ở khang gia địa vị tựa như chu thành đối chu gia tầm quan trọng là khang gia gửi lấy kỳ vọng cao ưu tú hậu bối tạ vân ngẩn ra nàng tâm tư đều đặt ở vong phu trên người đối với Khang gia những người khác chú ý độ không đủ, bị quan tuệ Nga nhắc tới, nàng nỗ lực đi hồi tưởng. Ở nàng trượng phu còn sống thời điểm, chú em Khang Liêm minh tính cách, giống như cùng Khang Vĩ không sai biệt lắm, vô câu vô thúc, còn vô pháp vô thiên, đó là gì thời điểm, Khang Liêm minh liền biến thành như vậy, ít khi nói cười, bị Khang Vĩ đánh giá thành dối trá bộ dáng. Tạ Vân thật sự nghĩ không ra, hắn trước kia không phải như thế, bất quá người đều sẽ biến, bỗng nhiên liền thành thục, tạ vân, hắn là từ khang đại ca xảy ra chuyện sau mới biến thành như vậy, bởi vì khang vĩ ba ba hy sinh, khang gia đã không có hy vọng. Một cái ăn no chờ chết con thứ hai, không thể không ở trong khoảng thời gian ngắn khơi màu kia phân gánh nặng, khang liên minh khẳng định cũng từng kinh hoảng vô thố, nhưng khang gia người đều đắm chìm ở bi thống trung, không ai có thể cấp khang liên minh chỉ đạo, khang liên minh dựa vào chính mình sờ soạn nhưng không phải biến thành hôm nay như vậy quan tuệ nga là thực cảm khái tạ vân nghe được sững sờ tạ vân cũng nghe quá những cái đó ảnh ảnh trắc trắc nghị luận nói khang liên minh đối nàng cùng khang vĩ tồn tại thực phòng bị nói khang liên minh đối khang vĩ phóng túng là mặt ngoài yêu thương thật muốn vì cháu trai hảo nên nghiêm khắc yêu cầu khang vĩ đem khang vĩ bồi dưỡng thành tài quan tuệ nga ý tứ những cái đó đều là nói hưu nói vượng khang liên minh bị bắt trên đường tiếp nhận khang gia gánh nặng cực cực khổ khổ duy trì khang gia thể diện đã không làm khang vĩ bị đói đông lạnh cũng không làm khang gia nhị lão lúc tuổi già bất hạnh thậm chí ở náo động niên đại một ít cán bộ cao cấp gặp chuyện không may khang gia không chịu bao lớn liên lụy ý của ngươi là ta ý tứ là này phân trách nhiệm vốn nên là từ ngươi cùng khang liên minh cùng nhau gánh lên ngươi cả ngày đều sống ở từ trước trong trí nhớ khang vĩ trở thành một cái cái dạng gì người hẳn là ngươi cái này đương mẹ nó trách nhiệm làm thúc thúc khang liên minh làm đã cũng đủ nhiều Quan Tuệ Nga nói thẳng không cố kỵ, liền muốn mượn cơ đánh thức Tạ Vân. Tạ Vân mơ màng hồ đồ hơn 20 năm, hiện tại còn không nên tỉnh sao. Lúc này đây có Khang Liên Minh Thế Khang Vĩ bôn tẩu ra mặt, có đại gia đồng lòng hỗ trợ, nếu tái ngộ đến như vậy sự, mọi người đều không thể giúp đỡ. Tạ Vân cái này đương mẫu thân, có thể trở thành Khang Vĩ hậu thuẫn sao? Hạ Hiểu Lan cùng Chu Thành cũng không dám nói chuyện, loại này thời khắc mấu chốt, đến làm Tạ Vân chính mình nghĩ thông suốt tạ vân đầu vai ở nhẹ nhàng run rẩy, biên độ càng lúc càng lớn, đầu tiên là nhỏ giọng nức nở, đến rốt cuộc khống chế không được chính mình, thất thanh khóc trống, thiên A, à, mấy năm nay, nàng rốt cuộc làm chút cái gì buổi tối còn có canh một, hơi muộn sẽ, 677, thiệt tình hối cãi. Thêm 42, tác giả, Bảo Trang Thành, Khang Liên Minh không phải cần thiết muốn chiếu cố Khang Vĩ. Khang gia nhị lão cũng không phải cần thiết muốn chiếu cố Khang Vĩ, nên chiếu cố Khang Vĩ người, chính là tạ vân cha mẹ đem hài tử đưa tới trên đời này liền có trách nhiệm muốn chiếu cố hài tử đến thành niên tạ vân đắm chìm ở bi thương trung chỉ có ái nhân thân phận là đủ tư cách đừng nói làm mẫu thân liền tính làm một cái thê tử nàng cũng quá thất trách quan tuệ nga nói thẳng không cố kỵ tạ vân thất thanh khóc trống lần đầu tiên xúc động là khang vĩ sửa chữa phòng ở đây là lần thứ hai xúc động lấy cực kỳ thảm thiết phương thức ở tạ vân bên tai gõ vang chung cảnh báo làm một cái mẫu thân, nàng không có thể bảo hộ chính mình nhi tử, nàng như thế nào có tư cách đi nghi ngờ người khác, khóc đi, khóc ra tới thì tốt rồi, quan tuệ Nga ngồi sổng xuống đi, vỗ bạn tốt bả vai, cái này miệng vết thương kéo lâu lắm, mặt ngoài khép lại, bên trong tràn đầy mũ dịch cùng thịt thối, nếu muốn nó chân chính khép lại, liền phải một lần nữa đem miệng vết thương xé mở, tể rớt mũ dịch, cắt rớt thịt thối quá trình sẽ rất đau, có thể trực diện này thống khổ tạ vân mới sẽ không mơ màng hồ đồ giống cái xác không hồn tồn tại. Mấy năm nay mọi người đều không nghĩ ở tạ vân trước mặt bóc vết sẹo, không ở nàng trước mặt đàm luận khang vĩ phụ thân, tạ vân ngược lại vẫn luôn đi không ra. Hạ Hiểu Lan cùng Chu Thành, còn có Bạch Trân Châu xa xa tránh, ba người cũng không phải một chút nhãn lực kính đều không có, tạ vân tuổi tác là trưởng bối, vì tránh cho về sau xấu hổ, vẫn là đem không gian để lại cho tạ vân cùng quan tuệ Nga, làm nàng thống thống khoái khoái khóc một hồi đi chờ Khang Liên Minh cùng Thang Hoành Ân đơn độc nói qua lời nói ra tới, liền nhìn thấy Tạ Vân ở khóc, Khang Liên Minh dừng bước không nhúc nhích, Chu Thành, ngươi xin nghĩ đến ngày mai, Hạ Hiểu Lan kinh hỉ nhìn Chu Thành liếc mắt một cái, xin nghĩ đến ngày mai. Sao có thể, Chu Thành lại thật sự gật đầu, ngày mai hành, hậu thiên cũng đúng, ta muốn xem Khang Vĩ vượt qua nguy hiểm kỳ, Khang Liên Minh âm thầm gật đầu, ai nói Khang Vĩ là phế tài, thật phế tài, Chu Thành cũng coi thường, không có khả năng mang Khang Vĩ cùng nhau chơi, hai người cảm tình còn tốt như vậy, đi thôi, chúng ta về trước bệnh viện, Khang Vĩ khả năng tỉnh, Hạ Hiểu Lan cùng Chu Thành đi theo Khang Liên Minh về trước bệnh viện, Tạ Vân cùng Quan Tuệ Nga theo ở phía sau, tới rồi bệnh viện, Hạ Đại Quân liền cho Hạ Hiểu Lan một cái đại kinh hỉ, người này bỗng nhiên vụt ra tới khi, Hạ Hiểu Lan giống như cũng không phải thực ngoài ý muốn, Hiểu Lan, Hạ Đại Quân ngồi ở trên xe lăn gọi lại nàng, ngắn ngủn một năm thời gian, người này đã không phải đại hà thôn nông dân. Hạ đại quân trên người quê mùa phai nhạt rất nhiều, làn da ngâm đen, cơ bắp kiện thạc, chỉ xem bề ngoài nói hạ đại quân kỳ thật rất phù hợp Âu Mỹ người thẩm mỹ. Hạ Hiểu Lan ngoài ý muốn chỉ có một chút điểm, rốt cuộc đổ triệu huy là cái nham hiểm thật tiểu nhân, chuyện này Hạ Hiểu Lan đã sớm rõ ràng, thật tiểu nhân đối phó ngụy quân tử sẽ chiếm thượng phong, nhưng thật tiểu nhân đối mặt người bình thường, tổng hội đem chuyện đơn giản làm phức tạp, không chỉ có là đổ triệu huy, Quý gia cũng có này tật xấu. Hạ đại quân nếu ở đổ triệu huy thủ hạ làm việc nhi, đổ đại thiếu gia sao có thể không đem Hạ đại quân kéo ra ngoài lưu một lưu? Nhà tư bản đối mỗi một phân ích lợi đều tính kế rất rõ ràng, cho Hạ đại quân tiền lương, khẳng định muốn vật tẩn kỳ dụng. Hạ hiểu lan cảm thấy đổ triệu huy quả thực tự cho là thông minh. Đổ đại thiếu gia là không nghiêm túc nghe qua nàng lời nói đi. Nàng cùng Hạ đại quân là không hề cha con cảm tình, đối phương nếu không ở nàng trước mặt lắc lư đó chính là người qua đường lạnh nhạt, muốn ở nàng trước mặt lắc lư, còn lại là kẻ thù chán ghét, Khang Liên Minh ở đây, Chu Thành ở đây, quan tuệ Nga đỡ tạ vân thực mau sẽ đuổi theo, loại này thời điểm, hạ đại quân gọi lại nàng, hạ hiểu lan ngắn mũi ngẩn người, Chu Thành nghi hoặc, người kia là ai, hạ hiểu lan mặt sưng phù, tay cuốn lấy băng gạt, hạ đại quân ánh mắt đầu tiên nhìn còn rất thảm, nhưng hạ hiểu lan đối hắn là vẻ mặt mới lạ, hạ đại quân lại có điểm tức giận, đây là ý gì, thật là thân cha đều không nhận hiểu lan ngươi muốn làm bộ không quen biết ta hạ đại quân trong giọng nói mang theo khổ sở tại như vậy nhiều người trước mặt hạ hiểu lan mới lạ thái độ làm hắn thật mất mặt không hạ tiên sinh ta đương nhiên nhận thức ngươi ta chỉ là có điểm ngoài ý muốn lại ở chỗ này thấy ngươi đỗ triệu huy cấp trống trống đem ngươi từ hông công kế đó là tưởng thông qua ngươi tới ảnh hưởng ta hạ tiên sinh ngươi đối đỗ triệu huy không có nói rõ ràng chúng ta quan hệ đi từ ngươi cùng ta mẹ ly hôn sau ta và ngươi chi gian chỉ có một dòng họ còn liên lụy nguyên lai like cái này trên xe lăng nam nhân chính là hạ hiểu lan ba ba hạ đại quân mọi nhà đều có bổn khó niệm kinh khang liên minh chỉ biết hạ hiểu lan cha mẹ ly dị phụ thân ở đỗ triệu huy thủ hạ làm việc hạ hiểu lan còn nói là ở hồng kông đỗ triệu huy nhanh như vậy đem hạ đại quân dọn ra tới thật là không dễ dàng khang liên minh sợ ngốc tại nơi này hạ hiểu lan sẽ xấu hổ gật gật đầu chính mình liền đi trước khang vĩ phòng bệnh chu thành che ở hạ hiểu lan trước mặt chính là hắn chính là người nam nhân này ngu hiếu gia bảo còn bất công chất nữ nhìn đồn đãi vớ vẫn đem hiểu lan bước đến tự sát hiểu lan nhiều kiên cường tính cách khi đó đến có bao nhiêu tuyệt vọng mới muốn tự sát nếu có người có thể cấp hiểu lan dựa vào nàng sẽ không lựa chọn kia một bước người nam nhân này lúc ấy ở nơi nào nhìn dáng người cường tráng lại một chút không có thể bảo hộ hiểu lan hạ đại quân nắm chặt xe lăn bắt tay hạ hiểu lan trước mặt mọi người kêu hắn hạ tiên sinh đem hắn tức giận đến quá sức còn vẻ mặt không sao cả đem hắn cùng lưu phân ly hôn sự lấy ra tới giảng việc xấu trong nhà không ngoài dương hạ hiểu lan chính là muốn đem hắn mặt mũi đạp lên dưới chân còn có hạ hiểu lan bên người tuổi trẻ nam nhân chính là đại thiếu gia nói hiểu lan đối tượng đi này nam nhân vẻ mặt cảnh giác một chút cũng không có tôn trọng không có vãn bối nên có thái độ là hắn Đỗ Triệu Huy thật là chưa từ bỏ ý định, Chu Thành cũng cảm thấy tình huống là như thế này. Hạ Đại Quân muốn rơi hắn giá rẻ tình thương của cha, thời gian điểm cũng tuyển quá vi diệu, khẳng định là cho Đỗ Triệu Huy đương thuyết khách, ngươi đảo thật là ăn lộc của vua thì phải trung với vua. Bất quá trước mắt thời cơ không quá thích hợp. Ngươi cảm thấy đâu, Hạ Tiên Sinh, ngươi tin tưởng ta, hiểu là nguyện ý đem ngươi trở thành người xa lạ, đã là nàng lớn nhất nhân từ, hai người đều lạnh như băng, hạ đại quân lòng tràn đầy nghẹn khuất tưởng phát hỏa, nhớ tới đổ triệu huy dặn dò, hắn lại nhìn xuống hỏa khí, đại thiếu gia so với hắn thông minh, hắn nên ấn đại thiếu gia nói tới, ta không trách hiểu lan nàng hận ta, từ trước là ta làm sai, ta ở sửa lại. Đại thiếu gia nói hiểu lan ở bằng thành, ta liền từ Hồng Kông tới gặp hiểu lan một mặt, hiểu lan, ta thực xin lỗi ngươi cùng mẹ ngươi, cho các ngươi chịu ủy khuất, ngươi thi đậu đại học, ta cũng là xem tivi biết đến, này đó là ta tích cóp lên tiền lương, hẳn là đủ ngươi đọc xong đại học. Nếu không đủ, ta liền tiếp tục tích cóp, hạ đại quân từ xe lăn mặt bên móc ra một cái trướng phình phình, không phong khẩu phong thư, màu sắc rực rỡ đô la Hồng Kông, xem độ dày hẳn là ít nhất có một vạn khối, hắn liền như vậy dơ phong thư, khiến cho bệnh viện không ít người chú ý, có cái cụ ông treo thủy lộ quá, tự giác nói một câu công đạo lời nói, cha con hai nào có không giải được hiểu lầm, nhận lấy đi. Người ba là thiệt tình hối cải, 678 Đỗ Triệu Huy mục đích, một càng tác giả Bảo Trang Thành thiệt tình hối cải, một cái thiệt tình hối cải người sẽ không trước mặt mọi người làm hạ hiểu lan không thể xuống đài, đây là khó có thể tránh cho tình hình trong nước, cũng là đại đa số người sẽ phạm tật xấu, không hiểu người với người chi gian giới hạn, thích đứng ở đạo đức tối cao điểm khoa tay múa chân, cụ ông có thể là xuất phát từ hảo tâm, có thể là Đỗ Triệu Huy an bài kẻ lừa gạt. Mặc kệ là loại nào, như vậy hát đệm đều ở cố lên thêm hỏa, đương nhiên, trước hết đem hạ hiểu lan giá đến hỏa thượng nướng, vẫn là sinh vật học ý nghĩa thượng thân cha hạ đại quân sao, nhìn xem, lấy ra thật dày phong thư, chứa đầy màu sắc rực rỡ đô la Hồng Kông, diễn vừa ra cha con nhất tiếu mẫn ân cừu tuần, người này thật là quá xuẩn, hoặc là nói một chút cũng chưa biến hóa, trước kia vì hạ tử dục, vì hạ gia những người khác hy sinh hạ hiểu lan ít lợi, hiện tại là bởi vì đổ triệu huy tiền ta sẽ không thu, ngươi khả năng không biết, ta nằm ở trên giường chờ các ngươi đem ta đưa bệnh viện lúc ấy, là cả đời đệ nhất thiếu tiền thời điểm, khi đó nếu là có tiền, ta liền sẽ không ở trên giường chờ chết. Đệ nhị thiếu tiền là ôm 20 cân khoai lang đỏ, cùng ta mẹ cùng nhau bị đuổi ra hạ gia, ta phải tính toán hảo, đôi ta hai mẹ con một đống ăn nhiều ít đồ vật, 20 cân khoai lang đỏ đủ chúng ta chống được khi nào. Khi ta chịu đựng này hai cái điểm mấu chốt sau, ta rốt cuộc chưa từng thiếu tiền càng đừng nói từ ngươi trong tay lấy một phân tiền hạ hiểu lan là thật sự đã chết bởi vì hạ đại quân dung túng người nhà họ hạ đem hai mẹ con đạp lên dưới chân lưu phân quỳ trên mặt đất dập đầu cũng không có người hơi chút có điểm thương hại tâm đem hạ hiểu lan đưa bệnh viện đi hạ hiểu lan linh hồn có thể tại thân thể trung trọng sinh nếu nàng có thể cùng người nhà họ hạ bắt tay giảng hòa nàng cũng là giết người hung thủ trung một viên thấy hạ đại quân lấy ra thượng vạn đô la hồng kông hạ hiểu lan một chút đều không có cảm động hạ đại quân làm bộ làm tịch làm nàng ghê tởm buồn nôn chung quanh vang lên khe khẽ nói nhỏ thanh âm nguyên bản là giống cụ ông giống nhau đứng ở hạ đại quân bên kia hiện tại đảo có người cảm thấy hạ hiểu lan không tha thứ quả thật là có nội tình chu thành trái tim phát khẩn hiểu lan nói chuyện ngữ khí thực bình tĩnh hắn lại rất đau lòng nhớ tới lần đầu tiên cùng hiểu lan gặp mặt trên trán giữ tận sẹo hiện tại vết sẹo đã đạm đến nhìn không thấy không đại biểu chuyện quá khứ đã phiên thiên, thật muốn sớm một chút nhận thức ngươi." Chu Thành thấp giọng tự nói, cũng đem Hiểu Lan che ở phía sau, "Đỗ Triệu Huy muốn làm cái gì, làm hắn trực tiếp đem mục đích nói ra, không cần vòng quanh. Hạ tiên sinh ngươi tưởng diễn kịch, cũng phải nhìn chúng ta có nguyện ý hay không phối hợp." Lại nói khó nghe điểm, không nghĩ cho ngươi cái này mặt mũi, trước kia người một nhà nháo tới nháo đi, còn không phải là bởi vì nghèo. Hạ Đại Quân cảm thấy chính mình có tiền, có thể giải quyết nghèo mang đến mâu thuẫn, không nghĩ tới Hạ Hiểu Lan căn bản không cảm kích, đối thượng vạn đô la Hồng Kông nhìn như không thấy, không, nàng chính là ở đánh cuộc một hơi, chẳng sợ nàng thi đậu hoa thanh đại học, hiện tại có tiền đồ, nàng tính cách là một chút không thay đổi, béo tim hiếu thắng, hùng hổ dọa người, tình nguyện không cần tiền, cũng không cần hắn cái này đương lão tử trong lòng thoải mái. Hạ đại quân nhớ tới đổ triệu huy giáo nói, nhìn xuống lửa giận, chuẩn bị đổi một cái cách nói, Chu Thành lại ôm lấy Hạ Hiểu Lan đi rồi. Hạ Đại Quân đẩy xe lăn muốn đuổi theo đi lên. Vừa rồi cái kia thế hắn nói chuyện cụ ông ngăn lại hắn. Đồng chí, cái này băng dày ba thước, không chỉ vì một ngày lạnh a. À, nghe ngươi nữ nhi ý tứ, ngươi trước kia làm thực không đúng a. À. Cụ ông liền thật là cái tốt bụng, đứng nói chuyện không eo đau người, đối bất luận cái gì sự đều tưởng phát biểu hạ chính mình cái nhìn. Đem Hạ Đại Quân ngăn đón hảo một hồi khuyên, liền như vậy điểm công phu. Hạ Hiểu Lan cùng Chu Thành đều đi xa, chuyện này còn không có xong, ta hỏi hỏi Đỗ Triệu Huy hắn muốn làm gì, Hạ Hiểu Lan thật sự không ngại tự phơi việc xấu trong nhà, dù sao mất mặt không phải nàng, miệng lớn lên ở trên người nàng, cùng người nhà họ hạ dỗi, Hạ Hiểu Lan không có sợ quá ai, nàng phiền chán chính là cái này quá trình, một lần lại một lần dỗi, đoàn xiết thú chơi xiết khỉ còn muốn thu vé vào cửa, nàng hy sinh chính mình cấp vây xem quần chúng mang đi đề tài câu chuyện ta đi cùng hắn nói đi, Chu Thành vốn dĩ không muốn cùng Đỗ Triệu Huy trực tiếp giao tiếp, Phan Tam Ca không phải buôn lậu phạm, Đỗ Triệu Huy là thật sự buôn lậu phạm, Đỗ Gia chính là nhất sinh động buôn lậu đội chi nhất, chẳng sợ Đỗ Triệu Huy không có tự mình tổ chức buôn lậu hoạt động, cũng không thể nói người này chính là sạch sẽ, tái ngộ đến một lần cách ly thẩm tra, Chu Thành liền tương đối oan uổng, bất quá Đỗ Triệu Huy muốn chủ động khiêu khích, Chu Thành không có khả năng thờ ơ. Hạ Hiểu Lan hiển nhiên có đồng dạng băng khoăn, nàng không nghĩ làm chu thành đi tiếp xúc đỗ triệu huy ít nhất hiện tại chu thành nhiệm vụ còn không có kết thúc cũng không thích hợp cùng tranh vinh tập đoàn đại thiếu gia có liên lụy làm ta ra mặt đi làm rõ ràng đỗ triệu huy nghĩ muốn cái gì chúng ta lại thương lượng hạ hiểu lan đi vào đỗ triệu huy phòng bệnh đỗ triệu huy lần này không có trang đáng thương cũng không có nằm ở trên giường quần áo ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề giống như đã sớm dự đoán được hạ hiểu lan sẽ đến thông minh nữ hài ngươi là một người tới Hạ Hiểu Lan mặt là sưng, nhìn không ra mỹ mạo dấu vết, Đỗ Triệu Huy cảm thấy như vậy cũng rất không tồi, có thể hạ thấp Hạ Hiểu Lan mỹ mạo đối hắn mê hoặc, lòng yêu cái đẹp người đều có chi, Đỗ Triệu Huy vừa lúc là thích mỹ mạo nữ nhân, hắn muốn chính là lý trí nói chuyện, hiện tại loại trạng thái này thật là vừa vặn tốt, ngươi đem Hạ Đại Quân gọi tới, còn không phải là bức ta tới tìm ngươi, Hạ Hiểu Lan không khách khí ngồi ở một khác đen ghế trên, nàng hiện tại thoạt nhìn thực chật vật, một đôi cánh tay, trên mặt, nhưng này không ảnh hưởng Hạ Hiểu Lan đầu óc bình thường tự hỏi, Đỗ Triệu Huy như vậy gian trá, không nghĩ tới đem Hạ Đại Quân gọi tới sẽ khởi phản tác dụng, Hạ Hiểu Lan muốn biết Đỗ Triệu Huy mục đích, Hạ Tiểu Thư, ngươi không cần sinh khí, ngươi thật là cái thực thông minh nữ hài nhi, cùng Hạ Đại Quân hoàn toàn không giống nhau, hơi chút cho hắn một chút ân huệ, là có thể đem hắn đùa nghịch ở lòng bàn tay, bởi vì hắn nơi này không thông minh, Đỗ Triệu Huy chỉ chỉ đầu óc. Nhưng ngươi bất đồng, nội địa thi đại học là rất có khó khăn ta nghe người ta nói là thiên quân vạn mã tể cầu độc một mỗi một năm thi đại học đều có mấy trăm vạn học sinh chờ trận này khảo thí thay đổi vận mệnh mà ngươi là bọn họ bên trong người xuất sắc lãnh chạy giả ngươi là năm trước toàn tỉnh đệ nhất cả nước đệ tam đỗ triệu huy đương nhiên thực dễ dàng được đến mấy tin tức này hạ hiểu lan hồ sơ hắn cũng có thể thấy rốt cuộc hắn cùng hoa thanh đại học đang đứng ở tuần trang mật là tranh vinh học bổng quyên tặng người một chút tiểu yêu cầu, cũng không quá mức, hắn còn thấy được Hạ Hiểu Lan hồ sơ mới nhất một bút, lần thứ nhất cả nước sinh viên tiếng Anh thi đua đệ nhất danh, giải đặc biệt đoạt huy chương, Đỗ Triệu Huy không để bụng này đó giải thưởng, hắn là ở từ này đó hồ sơ trung phân tích Hạ Hiểu Lan. So với hắn trong tưởng tượng càng thông minh, cũng càng có giả tâm ở nông thôn nữ hài nhi A, Đỗ Triệu Huy đối Hạ Hiểu Lan một phen thổi phòng, Hạ Hiểu Lan nhíu mày, ta không rảnh nghe ngươi xả này đó. Đỗ Triệu Huy nhún vai, kia quá tiếc nuối, ngươi hẳn là nhiều một chút kiên nhẫn, bởi vì ta kế tiếp muốn nói trọng điểm, ngươi thực thông minh, ngươi bằng vào chính mình nỗ lực tuyệt đối có thể vượt qua giai cấp, thông minh như ngươi, khẳng định sẽ không tin tưởng nội địa liền tất cả đều là giai cấp vô sản đi, lớn như vậy quốc gia, là có đặc quyền giai cấp, ngươi thực thông minh đánh vào cái này vòng, ta thật sự vì ngươi kinh ngạc cảm thán. ở Hồng Kông có một loại hiện tượng, xinh đẹp nữ minh tinh thực dễ dàng cùng hào môn tiểu dàng xếp hướng, nhưng các nàng phải gả nhập hào môn lại thiên nan vạn nan. Ta tưởng, ở điểm này, ta có thể cho ngươi cung cấp một chút trợ giúp, 679, đôi bên cùng có lợi. Hai càng, tác giả Bảo Trang Thành, ngươi có thể cho ta cung cấp trợ giúp? Hạ Hiểu Lan nhìn Đỗ Triệu Huy, lời này nếu là đối Hạ Tử Dục nói, Hạ Tử Dục nhất định sẽ mừng rỡ như điên. Ta đương nhiên có thể, ta cá nhân có thể chi phối tài chính, ở Hồng Kông không tính cái gì ở nội địa tuyệt đối tính một kẻ có tiền người ngươi có thể tìm được một cái có gia thế bối cảnh bạn trai ngươi có thể bảo đảm chính mình có thể thuận lợi đã cho hắn sao hắn gia đình hắn nơi vòng ngươi hay không có thể dung đi vào đương nhiên ngươi như vậy thông minh xinh đẹp nếu phóng thấp tư thái đi lấy lòng người khác vẫn là có thể làm đến điểm này vấn đề chính là hạ hiểu lan thật sự không giống cái có thể phóng thấp tư thái nàng không chỉ có thông minh xinh đẹp theo đỗ triệu huy quan sát phán đoán nàng còn thực kiêu ngạo, thông minh cùng xinh đẹp hai cái tính chất đặc biệt, một người gần có trong đó một chút, đều đủ để kiêu ngạo, bởi vì bằng vào trong đó một cái tính chất đặc biệt, là có thể ở người thường trung trổ hết tài năng, huống chi Hạ Hiểu Lan lập tức có được hai cái, tất nhiên sẽ kiêu ngạo, Hạ Hiểu Lan thay đổi một cái càng thoải mái dáng ngồi, ngươi tiếp tục nói, ngươi như vậy mỹ nhân, nhất định phải tìm được cái gì không đủ, đó chính là gia thế. Giống hạ đại quân người như vậy, là ngươi thân sinh phụ thân, nhắc tới tới thật là mất mặt, hắn nếu một lần lại một lần dây dưa, xuất hiện ở ngươi trước mặt, nhiễu loạn ngươi bình thường sinh hoạt, chỉ sợ sẽ làm ngươi khổ tâm kinh doanh hết thảy đã chịu ảnh hưởng đi. Lời nói lại nói trở về, Hồng Công Phú Hào vì cái gì có thể cho xinh đẹp nữ minh tinh mua xe mua lâu, nói đến cưới các nàng, lại một đám trở mặt vô tình. Bởi vì các nàng không đáng cưới, ở Phú Hào trong mắt, các nàng gia thế bối cảnh xứng đôi không thượng, mỹ mạo là các Phú Hào thích, So với cưới về nhà, bọn họ hoàn toàn có thể quá đoạn thời gian đổi cái càng tuổi trẻ xinh đẹp, Hạ Hiểu Lan nghe minh bạch đổ triệu huy ý tứ. Đổ đại thiếu gia thật là vì nàng hào môn mộng, trầu thúi ruột, cho rằng nàng tìm chu thành là trèo cao, không muốn cục mi rũ mắt lấy lòng người, liền phải đền bù chính mình đoạn bản. Hạ Hiểu Lan đoạn bản, không chỉ có bởi vì nàng đã từng bần cùng, mà là bần cùng mang đến vô số di chứng, Hạ Đại Quân chính là một trong số đó, trừ bỏ Hạ Đại Quân hạ gia những người khác cũng là những người này thường thường liền sẽ nhảy nhót ra tới ghê tẩm người phá hư hạ hiểu lan bình tĩnh sinh hoạt cũng làm hạ hiểu lan không có biện pháp chân chính bị chu gia người tiếp thu ít nhất đỗ triệu huy là như thế này cho rằng hắn cũng không có hoàn toàn tưởng sai hắn chỉ là sai đem chu gia cùng hồng kông những cái đó kẻ có tiền hoa thượng ngang bằng hồng kông cùng nội địa xã hội tình huống bất đồng đỗ triệu huy đối nội địa hiểu biết không đủ thâm nhập cũng đối hạ hiểu lan hiểu biết không đủ ngươi vì ta cung cấp trợ giúp, bao gồm làm ta rời xa người nhà họ hạ quấy rầy, thậm chí sẽ vì ta cung cấp một ít giúp đỡ, làm ta không cần đương vô căn chi bình. Trước cuộc ngươi đổ đại thiếu gia tùy tiện rút một cây lông tơ liền cùng người thường eo giống nhau thô, có thể tạp mấy trăm vạn cùng vương cục trưởng đấu khí, cũng có thể tùy tay tạp mấy trăm vạn ở ta trên người, ở 85 năm nội địa, có mấy trăm vạn tài chính khởi đầu, chỉ cần không phải một đầu heo, khẳng định có thể thành tựu một phen sự nghiệp ngươi trả giá vàng thật bạc trắng trợ giúp ta chỉ cần giúp ngươi chu toàn giải quyết khang vĩ sự đỗ đại thiếu gia ta phía trước hiểu lầm ngươi ta không nghĩ tới ngươi không phải một cái hỗn đảng mà là một cái hảo tâm từ thiện gia hỗn đảng gì đó đỗ triệu huy căn bản không thèm để ý hắn quyền cho là ca ngợi ta nói rồi ngươi là cái thông minh nữ hài nhi như vậy hợp tác là cùng có lợi ngượng ngùng ta không đồng ý tân bình trang của rượu đổi thang mà không đổi thuốc đỗ Đổ triệu huy mục đích làm Hạ Hiểu Lan cảm thấy thật nhàm chán. Nàng đầu óc có tật xấu, mới có thể tiếp thu đổ Triệu Huy cái gọi là cùng có lợi hợp tác. Đỗ Triệu Huy không có nói sai, Hạ Hiểu Lan nghĩ tới tốt sinh hoạt, tưởng thoát ly không xong gia đình hoàn cảnh, nhưng nàng có tay có chân, hoàn toàn có thể dựa vào chính mình bản lĩnh đi bắt được muốn đồ vật. đổ Triệu Huy không chỉ có tưởng sai rồi nàng, cũng tưởng sai rồi Chu gia. Nàng nếu không có thể gả cho Chu Thành, tuyệt đối không phải Chu gia cho rằng nàng không xứng tiếng gia môn, mà là nàng cùng Chu Thành cảm tình xảy ra vấn đề, không đồng ý, ta có thể thế ngươi cung cấp, không chỉ có là tiền tài trợ giúp, còn có rất nhiều tài nguyên, Hạ Hiểu Lan đã từ trên chỗ ngồi đứng lên, ta không có hứng thú, nếu ngươi phải dùng hạ đại quân tới uy hiếp ta, ta cũng không cái gọi là, nói thật, hắn sống hay chết ta đều không quá để ý, rồi bỏ tổng xuất hiện ở trước mặt thực phiền toái, ngươi cũng nói qua ta thông minh, ta luôn có biện pháp giải quyết này đó phiền toái, Hạ Hiểu Lan đi rồi. Đỗ Triệu Huy còn không có phục hồi tinh thần lại, Hạ Hiểu Lan như thế nào sẽ cự tuyệt, hắn phán đoán sẽ không làm lỗi, Hạ Hiểu Lan giả tâm bừng bừng, chẳng lẽ không nghĩ liều mạng hướng lên trên bò, Hạ Hiểu Lan tổng sẽ không cho rằng, sở hữu thành công đều cùng niệm thư giống nhau đơn giản đi, thi đại học thành công, thi đua thành công. Ha ha, nàng chính là bị mấy thứ này mê hoặc, cho rằng nàng không cần trợ giúp, đương nhiên, còn có một loại khả năng, Hạ Hiểu Lan cảm thấy nàng đã kinh doanh ra vòng, Thang Hoành Ân, Khang Gia, còn có cái kia không tra được lai lịch bạn trai, những người này có thể mang cho nàng trợ giúp, so với hắn miêu tả tiền cảnh càng có lực hấp dẫn, sau một loại khả năng, làm đổ triệu huy trong cơn giận dữ, này đó đáng giận nội địa quan liêu, mặc kệ là Thang Hoành Ân, vẫn là Khang Liên Minh, bọn họ ý vào trong tay quyền lợi, liền tưởng quyết định tranh vinh tập đoàn cùng hắn đổ triệu huy vận mệnh, tập đoàn tài phú sẽ càng ngày càng nhiều. Những người này lại luôn có từ nhiệm một ngày. Đỗ Triệu Huy nghĩ đến Hạ Hiểu Lan không chút do dự đứng thành hàng, đem phòng bệnh tạp cái nát như. Hắn nói cái gì, hắn cảm thấy ngươi ở đùa bẩn ta cảm tình, yêu đương có thể, phải gã tiếng chu gia liền quá không dễ dàng, mà ta giả tâm bừng bừng, nếu muốn lấy được thành công, tốt nhất lựa chọn cùng hắn hợp tác, chu thành thật muốn bóp chết Đỗ Triệu Huy, hắn thanh âm rầu rĩ, ta lại không phải người như vậy, ngươi đương nhiên không phải, nếu chúng ta hai cái chi gian có người ở đùa bẩn cảm tình kia cũng nhất định là ta chu thành đôi ta ban đầu tốt hơn thời điểm kỳ thật ta chu thành đem hạ hiểu lan miệng che lại hư ta đều biết ban đầu tốt hơn thời điểm hạ hiểu lan một chút đều không nghiêm túc chu thành một đại nam nhân còn sẽ so đo này đó a à, là hắn đối hiểu lan theo đuổi không bỏ hiện tại hai người chỗ càng ngày càng tốt còn đề qua đi sự làm gì như hoa như ngọc đại khuê nữ hắn vẫy tay là có thể đi theo chạy vậy không phải hắn coi trọng tức phụ nhi, người này làm việc là tiền tài tối thượng, hắn theo như lời trợ giúp, khẳng định không rời đi tiền. Chu Thành ngẩn ra thấy huyết chỉ ra Đỗ Triệu Huy tật xấu, đồng thời lại cảm thấy buồn cười, Đỗ Triệu Huy nếu không đề cập tới tiền còn hảo, nhắc tới tiền hơn phân nửa phải bị Hiểu Lan phun vẻ mặt nước miếng, Hiểu Lan nếu muốn buông ra tay chân kiếm tiền, nơi nào yêu cầu Đỗ Triệu Huy tài chính trợ giúp, nơi này cũng không phải là Hong Kong. Quan Tuệ Nga cấp hừng hực đi tới đánh gãy hai người. Chuyện gì xảy ra, ta vừa trở về liền nghe nói Hiểu Lan nàng ba tìm tới môn, làm trò hạ Hiểu Lan mặt, quan tuệ Nga khống chế chính mình ngôn từ, hạ đại quân ở quan tuệ Nga trong mắt ấn tượng thực không xong, người này hiện tại chạy ra, khẳng định không phải chuyện tốt. 680, lần đầu tiên uy hiếp người, ba càng, tác giả, bảo trang thành, đương nhiên không phải chuyện tốt nha, sủng bị đổ triệu huy đương thương sử, hạ Hiểu Lan không quá để ý dư luận áp lực mặc kệ hạ đại quân nói cái gì làm cái gì, hạ hiểu lan đều có thể không để ý tới, nàng cũng may mắn chính mình, sớm cùng chu gia người thẳng thắn thành khẩn, không có che lấp chuyện quá khứ, liền nàng ở nông thôn thanh danh không hảo đều có thể nói, cùng hạ đại quân quan hệ ác liệt có gì không thể nói, thẳng thắn thành khẩn là cái hảo phẩm cách. Nói một cái dối phải dùng vô số hoãn đi viên thường, Hạ Hiểu Lan hiện tại liền không có cái này băng khoăn, không cần sợ Hoàng Mỹ biểu hiện giả dối ở Chu Thành hoặc là quan tuệ Nga trước mặt bị chọc phá, nàng là cái dạng gì người, này hai người đã sớm biết, là hắn tìm tới, cầm tiền, muốn cùng ta chữa trị cha con quan hệ, phi, quan tuệ Nga nhịn không được thoá một tiếng, dùng tiền chữa trị quan hệ, Giang Sơn dễ đổi bản tính khó dời, Hạ Đại Quân sao nói cũng là hơn 40 tuổi người, tính cách sao sẽ dễ dàng thay đổi, trước kia là bất công ngu hiếu làm chuyện ngu xuẩn, hiện tại khác nhìn không ra tới, khẳng định còn giống như trước đây ngu xuẩn thật muốn có tâm liền sẽ không làm trò như vậy nhiều người mặc làm hạ hiểu lan tha thứ ở dư luận dưới áp lực hạ hiểu lan có thể làm sao bây giờ quan tuệ nga bị hạ đại quân ghê tởm tới rồi từ hạ hiểu lan nơi này xác nhận tin tức nàng xoay người liền đi hạ hiểu lan muốn theo sau bị chu thành giữ chặt chu thành trên mặt có ý cười ngươi không phát hiện sao ta mẹ hiện tại rất thương ngươi nàng tưởng cho ngươi hết giận ngươi khiến cho nàng đi chu thành đồng chí ngươi này còn không có cưới vợ liền đã quên nương không tốt lắm đâu hạ hiểu lan cũng đoán được quan tuệ nga muốn làm cái gì chu thành không cho nàng xuất hiện là cảm thấy quan tuệ nga một người có thể thu phục quan tuệ nga sửa sang lại một chút quần áo tìm được hạ đại quân thời điểm nàng lại thành đoan trang chu thái thái hạ đại quân không biết nữ nhân này là người nào quan tuệ nga trực tiếp giới thiệu chính mình thân phận hiểu lan ở ta nhi tử xử đối tượng hạ đại quân một chút liền ngây ngẩn cả người Quan Tuệ Nga nhìn lên thật không phải người bình thường, nàng nhi tử chính là cái kia bồi ở Hạ Hiểu Lan bên người người trẻ tuổi, không gì lễ nghĩa, Hạ Đại Quân đối Chu Thành ấn tượng đầu tiên liền không tốt, nam nhân không cần quá đẹp. Quan Tuệ Nga khí thế bức người, Hạ Đại Quân cũng không phải miệng lưỡi lanh lợi, người này từ điển không có e quy hai chữ, hắn trực tiếp biểu đạt đối Chu Thành không thích, ta không đồng ý. Quan Tuệ Nga giống nghe xong cái chê cười, xin lỗi, ngươi khả năng có hiểu lầm, ta tới gặp ngươi đâu, cũng không phải muốn trưng cầu ngươi đồng ý, ngươi có cái gì tư cách quản hiểu lan sự, hiểu lan hiện tại là cái đại nhân, nàng muốn cùng ai xử đối tượng, là nàng tự do, hạ đại quân ngâm đen mặt nháy mắt đỏ lên, nàng không nghe ta, là bất hiếu, đây mới là ngươi chân thật ý tưởng đi. Lấy ngươi văn hóa trình độ, khả năng không hiểu lắm, phụ từ tử hiếu, đạo lý, không quan hệ, ta phát điểm thiện tâm giải thích cho ngươi nghe, ngươi trước kia làm những cái đó sự, ta đều biết đâu, ta là duy trì hiểu lan bất hiếu. Hiếu thuận ngươi thật sự không ý gì, ta còn gặp qua ngươi chất nữ hạ tử dục, cùng ngươi giống nhau ý xấu tràn, hiểu lan là xấu trúc ra hảo măng, cùng các ngươi đều không giống nhau, quan tuệ Nga không chờ hạ đại quân phản bác. Tiếp tục bưng cái giá kinh thường hắn, Hiểu Lan nếu là không thi đậu hoa thanh đại học, ngươi hiểu ý niệm niệm tưởng cùng nàng chữa trị cảm tình, mau đừng khôi hài, ngươi người như vậy suy nghĩ cái gì, ta rõ ràng, bần cùng cũng không tất cả đều là giản dị nghèo sinh gian kế phú trường lương tâm có chân chính giản dị thiện lương lao động nhân dân cũng có vùng khỉ ho cò gáy tràn đầy tính kế điêu dân hạ đại quân nếu muốn cùng hạ hiểu lan chữa trị quan hệ là bởi vì hạ hiểu lan hiện tại có tiền đồ có thể làm hạ đại quân có mặt mũi nhưng hạ hiểu lan có tiền đồ quan hạ đại quân chuyện gì hạ đại quân chưa cho nàng cung cấp đi học tài nguyên không có yêu thương một hai phải nói hạ hiểu lan là ăn hạ gia lương thực lớn lên không bằng nói Hạ Hiểu Lan mẫu thân dùng chính mình lao động, đổi lấy hai mẹ con mấy năm nay đồ ăn đi, không tưới nước, không bón phân, không làm cỏ, chờ chi đầu trái cây thành thục, muốn nhảy ra trích quả đào, quan tuệ Nga cảm thấy Hạ Đại Quân mặt thật là đại, khi tầng huyết thống quan hệ, chính là Hạ Đại Quân dựa vào đi, còn có truyền thống, hiếu đạo, Hạ Đại Quân muốn dựa này đó tới kêu Hiểu Lan chịu thua, thấy Hạ Đại Quân bị đổ đến không có biện pháp phản bác. Quan Tuệ Nga tâm tình cuối cùng hơi chút thoải mái chút, Hiểu Lan không cần ngươi tiền, ngươi có thể cho nàng, nhà của chúng ta đều có thể cấp, ngươi không thể cấp, nhà của chúng ta cũng sẽ không bủng xỉn, ngươi hiện tại cùng họ đổ đứng ở cùng điều tuyến thượng, cùng nhau khó xử Hiểu Lan, ta cũng không biết ngươi có hay không liêm sĩ tâm. Nàng có phải hay không muốn khu chiên gõ trống, có phải hay không muốn đi đăng báo gửi công văn đi, hòa giải ngươi đoạn tuyệt cha con quan hệ, ngươi mới có thể không nhảy ra ghê tởm nàng, ta, ngươi cái gì ngươi? ngươi phải trả lời ta ta nói có phải hay không thật sự các ngươi họ hạ không đem nàng bức người liền không cam lòng đúng không hạ đại quân ngươi không xứng đương một cái phụ thân ngươi cũng không thành thật ngươi là khoác thành thật ngoại gia ở gạt người ngươi thật sự một chút cũng không biết chính mình trước kia làm sự đối hiểu lan ảnh hưởng có bao nhiêu đại hiện tại làm sự có bao nhiêu ghê tởm người hạ đại quân nói không ra lời hắn trước kia là không sao quan tâm quá hiểu lan còn ghét bỏ lưu phân sinh chính là cái nữ nhi làm hắn tuyệt hậu ở trong thôn không dám ngẩng đầu hắn cũng biết hạ hiểu lan cùng lưu phân ở trong nhà chịu khi dễ nhưng hắn kỳ thật rõ ràng chính mình ở hạ gia địa vị biết hạ lão thái kỳ thật không đem hắn đương hồi sự huynh đệ cũng không tôn trọng hắn hắn liền chính mình tình trạng đều thay đổi không được huống chi đi thay đổi hạ hiểu lan cùng lưu phân tình cảnh nhưng hắn hiện tại kiếm được tiền có tiền là có thể giải quyết mâu thuẫn hiểu lan cũng đủ tranh đua khi đậu so tử dục càng tốt đại học, khẳng định không ai lại nói hắn, tuyệt hậu, eo có thể thẳng thắn người một nhà vì sao không thể tốt tốt đẹp đẹp sinh hoạt, hạ đại quân là một cây gân, quan tuệ Nga cố tình không cho hắn lừa mình dối người, muốn đem hắn tự cho là đúng ý tưởng cấp chọc phá, hạ hiểu lan không cần hắn, chán ghét hắn, không phải tiền tài có thể bồi thường. Hạ đại quân vẻ mặt mờ mịt, không nghĩ ra chính mình nơi nào không có làm đối, đây là quan niệm khác biệt. Hạ đại quân kiến thức cực hạn hắn quan niệm, có chút ý tưởng là ăn sâu bén rễ, trong khoảng thời gian ngắn hắn không có khả năng thay đổi. Quan tuệ Nga không phải tới giáo hạ đại quân như thế nào là một cái phụ thân, nàng là tới giáo hạ đại quân, làm người. Hảo hảo nói chuyện, hạ đại quân nghe không vào, vậy yêu cầu một chút phi thường quy thủ đoạn, ta không thích uy hiếp người, trước kia cũng không uy hiếp quá ai, ta thực tôn trọng lao động nhân dân, nhưng ta hiện tại thật sự muốn nhịn không được uy hiếp ngươi nếu ngươi lại đến phiền hiểu lan, ta sẽ làm ngươi kiến thức đến, có điểm tiểu quyền thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Hạ đại quân, ngươi đi Hồng Kông đi nhập cư trái phép đi. Họ hạ người một nhà, đều còn ở nông thôn quê quán đi, ngươi làm bất luận cái gì sự phía trước, đều phải tưởng hảo tự mình có thể hay không gánh vác hậu quả, không cần chỉ lo chính mình thống khoái. Quan Tuệ Nga nhìn hạ đại quân nắm chặt nắm tay không dám phát tác bộ dáng, tâm tình vui sướng, quy hiếp một cái người tốt nàng lương tâm không qua được, quy hiếp một cái cạn bã, quan tuệ Nga cảm thấy quá sung sướng.